chút phí ấy không là gì với Đường thị hết. Dứt lời, Đường Sở Sở liền dẫn Tôn Tiểu Tiểu đi ra ngoài. Nếu như cô dám giải trừ hợp đồng với tôi, cô nhất định sẽ hối hận. Chỉ cần một cú điện thoại, tôi có thể khiến Đường thị các người không bao giờ tìm được người đại diện nào nữa. Thấy Đường Sở Sở thật sự muốn kết thúc hợp đồng với mình, Chu Doãn Nhi tức giận kêu lên. Từ khi cô ta ra mắt tới nay luôn được mến mộ, sau lưng còn có Sugar Daddy chống lưng nên đã dưỡng ra tính tình kiêu căng không thèm để ai vào mắt. Mặc dù những nhãn hàng hợp tác với Chu Doãn Nhi lúc trước cũng rất khó chịu với thái độ của cô ta, nhưng ai bảo người ta sở hữu lượng fan đông đảo cơ chứ, đành nhịn thôi. Đường Sở Sở là người đầu tiên dám kết thúc hợp đồng với Chu Doãn Nhi đấy, việc này khiến cô ta mất sạch mặt mũi. Tùy cô. Đối mặt với lời đe dọa của Chu Doãn Nhi, Đường Sở Sở thờ ơ trả lại hai từ rồi đi thẳng. Được, cô chờ đấy cho tôi. Chu Doãn Nhi giận dữ gầm lên. Tổng Giám Đốc, cảm ơn chị. Ngoài studio, Tôn Tiểu Tiểu nhìn Đường Sở Sở đầy cảm kích. Em đi theo chị lâu như vậy, chị đã xem em như em ruột từ lâu, đương nhiên không thể để em bị người khác ức hiếp được. Hơn nữa cái cô Chu Doãn Nhi kia nổi tiếng thật đấy nhưng tính nết lại chẳng ưa nổi, không thích hợp làm người đại diện cho Đường thị chúng ta. Tìm người khác thôi. Đường Sở Sở trầm giọng nói. Dạ. Tôn Tiểu Tiểu gật đầu. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Trong biệt thự, Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở cứ nhíu mày đăm chiêu mãi từ sau khi trở về thì không nhịn được hỏi, vợ, em sao thế? Không có chuyện gì. Đường Sở Sở mỉm cười. Trông dáng vẻ này là biết có chuyện gì mà, nói cho anh biết được không em? Diệp Phàm nhẹ nhàng hỏi. Đường Sở Sở đành kể lại chuyện hôm nay, em vốn định xả giận thôi, ai ngờ năng lực của cô Chu Doãn Nhi này lại lớn như thế. Thật sự khiến cho mấy ngôi sao hạng nhất trong nước từ chối hợp tác với Đường thị, thậm chí ngay cả sao hạng 2 cũng không dám nhận danh hiệu này. Chỉ là tìm ngôi sao làm người đại thiện thôi, có tiền còn sợ không tìm được sao à? Diệp Phàm bĩu môi. Em đã hỏi thăm một phen, công ty sau lưng Chu Doãn Nhi là công ty giải trí lớn nhất nước Đế Vương Ngu Hoan. Bối cảnh của công ty này rất vững chắc, vòng quan hệ rất rộng, một câu nói là có thể đóng băng một ngôi sao. Có Đế Vương Ngu Hoan lên tiếng, e rằng không một ngôi sao nào dám với Đường thị chúng ta. Đường Sở Sở nhíu mày nói. Chị họ, chỉ có thể tìm Tô Nhược Tuyết nè. Cô ấy là ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước hiện tại, xinh hơn cái cô Chu Doãn Nhi kia nhiều. Quan trọng nhất là Tô Nhược Tuyết và anh rể còn là bạn bè thân thiết, chỉ cần anh rể nói một câu. Chắc chắn Tô Nhược Tuyết sẽ đồng ý trở thành người đại diện của Đường thị. Trần Tiểu Manh đi tới, nói. Chuyện này. Ánh mắt Đường Sở Sở khẽ lóe lên, cô hơi đắn đo. Để anh hỏi Tô Nhược Tuyết xem. Diệp Phàm dứt khoát rút điện thoại bấm số Tô Nhược Tuyết. Trước đó Tô Nhược Tuyết ghé vào tai đọc số điện thoại cho hắn, còn nói gì mà nhất định phải gọi lại cho cô ấy. Xin chào, ai vậy ạ? Chẳng lâu sau, điện thoại đã kết nối. Đầu bên kia truyền đến giọng Tô Nhược Tuyết. Là tôi, Diệp Phàm. Diệp Phàm lên tiếng. Là anh à, anh gọi điện thoại cho tôi thật á. Bên kia điện thoại, giọng Tô Nhược Tuyết hơi kích động. Cô có thể giúp tôi một việc được không? Diệp Phàm mở miệng. Giúp anh, giúp cái gì? Tô Nhược Tuyết tò mò hỏi. Công ty vợ tôi cần một người đại diện, cô có thể nhận công việc này không? Diệp Phàm nói thẳng. Vợ anh kết hôn rồi. Tô Nhược Tuyết nghe Diệp Phàm nói xong thì không nhìn được sững sờ, chẳng biết tại sao trong lòng bỗng dưng thấy hơi mất mát. Ừ, sao thế? Việc này cô có thể giúp không? Sẽ không để cô làm không công, tôi sẽ trả thù lao cho cô. Diệp Phàm bổ sung. Anh đã cứu tôi 2 lần, tôi nhất định sẽ giúp anh gửi thông tin về công ty vợ anh cho tôi đi. Tô Nhược Tuyết đáp, giọng điệu thoáng nặng nề. Được. Diệp Phàm vẫn chưa nghe sự biến hóa trong giọng cô ấy. Tô Nhược Tuyết đã đồng ý làm người đại diện cho Đường thị. Sau đó, Diệp Phàm cúp điện thoại, thông báo với Đường Sở Sở. Thật ư? Anh Tiểu Phàm, cảm ơn anh. Đường Sở Sở hưng phấn ôm chầm lấy Diệp Phàm, hôn cái chóc lên mặt hắn. Hai người nên cảm ơn em mới đúng. Trần Tiểu Manh lẩm bẩm. Tiểu Manh, cảm ơn em. Đường Sở Sở mỉm cười với Trần Tiểu Manh. Chị họ, trường em sắp tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, em có biểu diễn một tiết mục ấy, đến lúc đó hai người nhớ tới cổ vũ cho em nhé.
Trần Tiểu Manh cười hì hì. Được, chắc chắn bọn chị sẽ tới. Đường Sở Sở gật đầu. Nhà họ Tô ở Đế Đô. Hắn đã kết hôn rồi. Tô Nhược Tuyết lẩm bẩm, vẻ mặt đầy phức tạp. Hắn có vợ, sao mình lại thấy mất mát nhỉ? Lẽ nào mình yêu hắn rồi? Không thể nào. Tô Nhược Tuyết buồn cười lắc đầu. Ti giám sát, một trong ba ti ở Long Quốc. Một người đàn ông mặc trường sam màu đen, đeo mặt nạ nhìn chằm chằm cấp dưới đang quỳ dưới đất, cậu chắc chắn thánh nữ của huyết tộc đang ở cạnh Diệp Phàm. Đúng vậy, thưa đại nhân, đây là tin tức truyền đến, không sai một ly. Hơn nữa vị thánh nữ kia còn mất trí nhớ, không còn một chút ký ức nào. Cấp dưới báo cáo. Trong mắt người đàn ông mặc trường sam màu đen lóe lên tia sáng, đây là một cơ hội tốt, nếu có thể giành được thánh nữ huyết tộc thì có thể nhân cơ hội này khống chế toàn bộ huyết tộc. Thế lực của 13 thị tộc huyết tộc trải rộng khắp phương Tây, nếu khống chế được thì sẽ rất có lợi cho Long Quốc. Đại nhân, có điều bây giờ vị thánh nữ huyết tộc kia đang ở cạnh Diệp Phàm, e rằng không dễ cướp người. Cấp dưới bẩm báo, tên Diệp Phàm kia có mạnh đến đâu dám đối đầu với chính phủ à? Cậu thông báo cho hai vị thủ lĩnh của bộ 3 và bộ 4, để bọn họ dẫn người đi, bất kể thế nào cũng phải mang thánh nữ huyết tộc về đây. Nếu Diệp Phàm dám to gan quấy nhiễu, giết không tha. Người đàn ông mặc trường sam màu đen lạnh lùng nói. Vâng, cấp dưới chắp tay nhận lệnh. Quận Nam Thiên, nhà họ Hạng. Tại sao lại như vậy? Thế mà tên này lại có quan hệ với sát thần Tu La. Sau khi Hạng Viễn Sơn biết chuyện ám võng thì cực kỳ tức giận. Lão gia, bây giờ sát thần Tu La đã lên tiếng, sợ rằng chúng ta treo thưởng cũng vô dụng. Quản gia nói, treo thưởng vô dụng thì lão phu tự mình ra tay. Vẻ mặt Hạng Viễn Sơn đầy sát khí. Lão gia, muốn giết hắn, chúng ta không nên đến quận Giang Nam mà nên dụ hắn vào quận Nam Thiên, ra tay trên địa bàn của mình mới nắm chắc sẽ thành công. Quản gia kia nghĩ kế. Ông nói không sai. Có điều chúng ta phải nghĩ cách. Làm thế nào để dụ hắn tới đây? Ánh mắt Hạng Viễn Sơn chớp lóe. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Diệp Phàm đã gặp Cơ Như Yên. Sao thế? Hắn dò hỏi. Thiếu chủ, tối hôm qua Lâm Phiệt ra tay, diệt sạch 20 mấy phân bộ Bách Hoa Lâu ở Long Quốc, còn uy hiếp chúng ta phải giao Lâm Tiểu Thư ra, nếu không bọn họ sẽ tiếp tục xuống tay với Bách Hoa Lâu. Cơ Như Yên nặng nề nói. Sắc mặt Diệp Phàm thoát cái lạnh lẽo, Lâm Phiệt. Xem ra bọn chúng không muốn sống nữa. Thiếu chủ, cứ giao chuyện này cho tôi xử lý, tôi sẽ nhanh chóng trở về Đế Đô, ngài có việc gì cứ sai Xuân Lan đi làm là được. Cơ Như Yên nói, nếu các cô không đối phó được Lâm Phiệt thì lập tức báo cho ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói, Bách Hoa Lâu là tâm huyết của thất sư phụ, đương nhiên hắn sẽ không để người khác hủy diệt. Vâng, Cơ Như Yên gật đầu, lập tức rời đi. Xuân Lan, Lâm Phiệt còn sản nghiệp hay thế lực nào khác ở bên ngoài không? Diệp Phàm liếc mắt về phía Xuân Lan. Có, cửu đại môn Phiệt ngoại trừ chủ Phiệt ra đều sở hữu rất nhiều sản nghiệp và thế lực bên ngoài. Xuân Lan hồi đáp. Điều tra rõ ràng tất cả những sản nghiệp này cho tôi. Diệp Phàm ra lệnh cho Xuân Lan nói, khóe mắt liếc qua U Ảnh, cậu chịu trách nhiệm tiêu diệt hết những sản nghiệp bên ngoài của Lâm Phiệt, có vấn đề gì không? Không có. Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. U Ảnh lên tiếng. Thiếu chủ muốn gậy ông đập lưng ông. Xuân Lan kinh ngạc hỏi. Nếu Lâm Phiệt đã dám xuống tay với Bách Hoa Lâu, vậy tôi sẽ đáp lễ bọn họ thật hậu hĩnh. Diệp Phàm hừ lạnh. Thiếu quân chủ. Đúng lúc này, Mộ Bạch vội vã đi tới trước mặt Diệp Phàm. Sao thế? Diệp Phàm hỏi ông. Đồ phu gọi điện thoại tới, nói có chuyện rồi. Mộ Bạch nặng nề đáp. Quân đoàn trưởng Đồ Phu thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi Mộ Bạch. Đồ Phu nói, ông ta tìm được Kình Thiên rồi. Mộ Bạch đáp, Kình Thiên. Ý ông là quân đoàn trưởng số 7 của quân Thiên Sách, Mục Kình Thiên. Diệp Phàm trầm giọng nói. Đúng vậy, bây giờ Kình Thiên đang ở Kim Lăng quận Giang Bắc, nhưng lại đang gặp phải rắc rối lớn. Con gái của ông ấy bị làm nhục, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Vì báo thù cho con gái nên Kình Thiên bị giam vào nhà tù Kim Lăng, hiện tại không rõ sống chết. Mộ Bạch nói với vẻ mặt lạnh như băng. Nhắc tới tình trạng bi thảm của người anh em Mục Kình Thiên, ánh mắt Mộ Bạch tràn đầy sát ý, ý muốn giết người không thể áp chế. Diệp Phàm nghe được tin này,
trên cơ thể trực tiếp tản ra một cỗ sát ý ngập trời. Không ngờ lại có kẻ dám đối xử với Mục Quân đoàn trưởng như vậy. Đúng là đáng chết. Diệp Phàm gằn từng câu từng chữ, trong mắt sát ý vô tận. Lúc này, không khí xung quanh bị sát khí của Diệp Phàm áp chế, không thể lưu thông. Quân Thiên Sách là do Lục sư phụ của Diệp Phàm thành lập. 9 vị quân đoàn trưởng chính là anh em cùng nhau tắm máu, sống chết có nhau của Lục sư phụ. Diệp Phàm coi 9 người họ giống như trưởng bối của mình. Bây giờ biết được quân đoàn trưởng Mục Kình Thiên gặp phải chuyện căm phẫn như vậy, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Đi! Diệp Phàm hô lớn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên, Mộ Bạch và Quân Thiên Sách nhanh chóng đi tới Kim Lăng ở quận Giang Bắc. Cùng lúc với Diệp Phàm, trong căn cứ chiến bộ đế đô. Khốn kiếp! Mục Kình Thiên là anh hùng của Long Quốc ta, họ lại dám làm ra loại chuyện điên cuồng như vậy, bọn họ điên rồi sao? Sau khi Long Chiến Thiên nhận được phần tài liệu mà thuộc hạ đưa tới, ông đập bàn nổi giận. Long Soái, hiện tại phía Diệp Phàm cũng đã nhận được tin tức này, chắc là sắp đuổi tới Kim Lăng, chỉ sợ thành Kim Lăng sắp loạn rồi, chúng ta có cần ngăn cản bọn họ không? Anh trai của Triệu Hữu Dung, Triệu Thiên Lâm đứng trước mặt Long Chiến Thiên, lo lắng nói. Với tính tình của thằng nhóc kia, ngăn cản thế nào? Hơn nữa, đám người của Kim Lăng quả thật là hơi quá đáng. Ngay cả anh hùng chiến đấu đẫm máu cho Long Quốc cũng dám đối xử như vậy, đúng là không xem ai ra gì. Đã đến lúc dạy cho bọn họ một bài học rồi. Nếu không lại nghĩ, Long Quốc này không ai trị được họ. Cậu cầm lấy soái lệnh của tôi đi triệu tập thành viên Long Hồn, lập tức đi tới Kim Lăng bắt tất cả những người có liên quan, không nhân nhượng bất cứ ai. Long Chiến Thiên nhìn Triệu Thiên Lâm nói. Đã rõ. Triệu Thiên Lâm gật đầu. Quận Giang Bắc là một trong 9 quận của Long Quốc. Hơn nữa, bởi vì có hoàn cảnh địa lý độc lập, trong 9 quận của Long Quốc, Giang Bắc là khu vực có kinh tế phát triển nhất. Kim Lăng là đô thị của huyện Giang Bắc, cũng là cố đô của thời kỳ Nam Bắc Triều, có di sản lịch sử và văn hóa vô cùng phong phú. Cũng chính vì vậy mà trong thành Kim Lăng có rất nhiều thế lực, gia tộc có truyền thừa trăm năm, hoặc là những dòng họ lớn đã tồn tại hơn 300 năm. Thế lực của bọn họ rất rắc rối phức tạp, trải rộng cả huyện Giang Bắc, trở thành bá chủ một phương, thậm chí còn dám thách thức các thế gia ở đế đô. Sân bay Kim Lăng. Diệp Phàm và Mộ Bạch bước ra ngoài. Đồ Phu đang đợi ở bên ngoài sân bay. Thiếu quân chủ, Mộ Bạch. Đồ Phu trông thấy hai người bọn họ thì tiến lên gọi. Mục quân đoàn trưởng đang ở đâu? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Mục Kình Thiên đang bị giam ở nhà tù Kim Lăng. Đây là một trong những nhà tù nghiêm ngặt nhất ở Long Quốc. Không ai bị nhốt vào đó mà có thể sống sót. Đám người kia quá ác. Bây giờ, tôi chỉ hận không thể băm bọn họ thành trăm mảnh. Đồ Phu quát lớn với vẻ mặt đầy dữ tợn. Chuyện này là do ai làm? Diệp Phàm lạnh giọng nói. Tôi đã điều tra qua, chuyện này chắc chắn có liên quan tới Thanh Môn. Đồ Phu đáp. Thanh Môn? Diệp Phàm hỏi. Thanh Môn là thế lực đứng đầu huyện Giang Bắc, bọn đã tồn tại hơn trăm năm, có tổng hơn 10 vạn đệ tử phân bố khắp huyện Giang Bắc. Con gái của Mục Kình Thiên nhảy lầu ở một tòa hội sở của Thanh Môn. Hơn nữa còn có tin đồn là thái tử Thanh Môn là làm nhục con gái Mục Kình Thiên, khiến cho con bé nhảy lầu tự tử. Kình Thiên biết được tin thì đi tìm Thanh Môn, kết quả bị đánh trọng thương, cuối cùng còn bị bọn họ nhốt vào nhà tù Kim Lăng. Đồ Phu nói. Thanh Môn. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sát ý. Trong lòng hắn, Thanh Môn đã bị liệt vào tội chết. Đi, tới nhà tù Kim Lăng. Diệp Phàm trực tiếp nói. Thiếu quân chủ. Chúng ta cứ vậy mà đi Kim Lăng sao, có cần thông báo cho quận trưởng quận Giang Bắc không? Mộ Bạch hỏi. Báo cho bọn họ thì có tác dụng gì? Đều là cá mè một lứa. Bây giờ tới nhà tù Kim Lăng, cứu Mục quân đoàn trưởng ra ngoài. Diệp Phàm lạnh lùng quát lớn. Thiếu chủ quân, nhà tù Kim Lăng canh giữ rất nghiêm ngặt, chỉ dựa vào mấy người chúng ta sợ là vẫn chưa đủ, hay là đợi Thiên Sách vệ đến đông đủ rồi hẵng đi. Mộ Bạch nói. Bọn họ đã đến nơi nhưng Thiên Sách vệ vẫn đang trên đường tới. Mục quân đoàn trưởng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, không thể chờ đợi thêm. Mấy người sợ rồi à? Diệp Phàm nhìn hai vị quân đoàn trưởng nói. Một nhà tù còn con, có cái gì mà phải sợ? Năm đó, ngay cả trăm vạn đại quân của năm trước chúng ta cũng không sợ, huống chi chỉ là một nhà tù.
Thiếu chủ quân, tôi đi với cậu. Đồ phu trực tiếp nói. Thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh của thiếu chủ quân. Mộ Bạch cũng lên tiếng. Vậy thì xuất phát thôi. Diệp Phàm lạnh giọng. Ngay sau đó, ba người bọn họ nhanh chóng đi về phía nhà tù Kim Lăng. Nhà tù Kim Lăng nằm trên một ngọn núi cách thành Kim Lăng hơn 100 dặm. Nhà tù có diện tích rất lớn, ba mặt được bao quanh bởi núi non, chỉ có một mặt là lối đi dẫn thông với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, để canh giữ nhà tù, bên trong còn có 1 vạn chiến sĩ được trang bị võ trang đầy đủ. Dù sao thì phạm nhân bị nhốt ở nơi này đều là những người vô cùng hung ác, đương nhiên không thể để ra bất cứ sai sót nào. Một khi để bọn họ thoát ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Lúc này, trong nhà tù tối tăm và u ám này, một nhóm lớn tù nhân tụ tập. Bọn họ nhìn giữa bãi tập không ngừng vang lên tiếng hò hét, vô cùng kích thích. Trong bãi tập, một người đàn ông thân hình cường tráng, khuôn mặt dữ tợn, để râu quai nón đang đánh liên tục một người đàn ông trung niên, nói cách khác là đang chà đạp ông ta. Cánh tay phải của người đàn ông trung niên này nát bấy, như không có xương, toàn thân đầy vết sẹo, bị đánh đến gần chết. Nhưng ông ta lại không hề có bất cứ phản kháng nào, ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm như cho nguội, cảm giác như tuyệt vọng với nhân gian, giống như một mình một thế giới. Lúc này, ông ta để mặc cho người đàn ông hung ác kia chà đạp, không đánh trả cũng không lên tiếng. Bịch, phụt, tiếng vang lớn truyền tới. Người đàn ông trung niên bị gã kia đạp bay ra ngoài, đập lên hàng rào thép quanh bãi tập rồi ngã xuống đất, miệng không ngừng phun ra máu, hơi thở thoi thóp như đang hấp hối. Xương cốt trên người không biết đã bị gãy thành bao nhiêu đoạn. Cảnh tượng này gây ra một loạt tiếng la hét và reo hò của những tù nhân khác đang có mặt. Gã ta giẫm một chân lên người đàn ông trung niên, kiêu ngạo nói, ông không phải quân đoàn trưởng của quân thiên sách gì đó sao? Không phải rất lợi hại à? Bây giờ có khác gì với thứ vô dụng, ngay cả đánh trả cũng biết. Người của quân thiên sách đều rác rưởi như ông à, uổng cho trước kia ông đây còn tôn thờ quân thiên sách. Không ngờ mấy người lại vô dụng như vậy. Cuối cùng, gương mặt vô cảm của người đàn ông trung niên cũng thay đổi vì câu nói này. Ông chính là quân đoàn trưởng thứ 7 của quân thiên sách, Mục Kình Thiên. Không cho phép sỉ nhục quân thiên sách. Mục Kình Thiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông có râu. Tao cứ nói thì mày làm gì được. Gã đàn ông kia khinh thường đáp. À, đột nhiên Mục Kình Thiên ngẩng đầu lên, cắn vào bàn chân đang dẫm lên mình. Gã đàn ông kêu gào thảm thiết. Khốn kiếp! Vẻ mặt của người kia vô cùng tức giận, gã đấm lên mặt Mục Kình Thiên làm ông bất tỉnh, máu me văng tung tóe. Bịch! Ngay sau đó, người đàn ông dùng hai tay nhấc thân thể Mục Kình Thiên rồi hung hăng đập xuống. Miệng của Mục Kình Thiên không ngừng phun ra máu, ông chỉ còn lại chút hơi thở mong manh. Bọn mày tiếp tục đánh cho tao! Người đàn ông râu quai nón hô lên với tay sai. Rõ! Mấy người kia gật đầu rồi đi về phía Mục Kình Thiên, đánh liên tiếp về phía ông ấy. Tù nhân xung quanh trông thấy cảnh tượng này thì vỗ tay cổ vũ. Lúc này, bọn họ coi Mục Kình Thiên như một món đồ chơi để mua vui. Trên lầu nhà tù cách đó không xa. Có một người đàn ông đầu chọc bụng phệ mặc quân phục, ông ta chính là quản ngục của nhà tù Kim Lăng, Đỗ Thiên Đức. Ngục trưởng, nếu còn đánh tiếp thì Mục Kình Thiên sẽ chết thật đấy, có cần bảo bọn họ dừng tay không? Một người quản giáo đứng trước mặt Đỗ Thiên Đức nói. Chết thì chết thôi. Nhưng dù sao thì ông ta cũng là quân đoàn trưởng của quân thiên sách. Chẳng may ông ta chết ở nơi này, truyền ra ngoài sợ là. Người giám ngục lo lắng nói. Sợ cái gì? Ông ta đã không còn là người của quân thiên sách từ lâu rồi. Hơn nữa bây giờ Mục Kình Thiên chính là thứ vô dụng. Quân thiên sách còn vì một kẻ phế vật này mà đối đầu với nhà tù Kim Lăng chắc. Người này còn đắc tội với thanh môn, có thanh môn ở đây, chúng ta còn phải lo cái gì? Huống chi, ông ta bị nhốt vào nhà giam của chúng ta thì càng không có khả năng sống sót ra ngoài, sớm muộn gì cũng chết thôi. Chết sớm thì giải thoát sớm, tôi đây là đang giúp đỡ ông ta. Đỗ Thiên Đức cười lạnh. Ngục trưởng nói đúng. Giám ngục nghe xong thì trong lòng yên tâm hơn nhiều, ông ta cười nịnh nọt. Đúng lúc này. Bên ngoài nhà tù đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Vẻ mặt của Đỗ Thiên Đức thay đổi. Các tù nhân, cai ngục và thủ vệ trong nhà tù đều giật mình trước tiếng động lớn. Một giây tiếp theo, cánh cửa thép nặng mấy ngàn cân của nhà tù Kim Lăng vỡ tan thành từng mảnh,
như thể bị ngoại lực tác động mạnh. Cánh cửa bằng sắt thép nặng như hàng tấn như vậy, sức mạnh phải lớn thế nào mới có thể nổ nát? Sợ là phải điều động tới cả xe tăng đạn pháo. Lúc này, tất cả mọi người trong nhà tù Kim Lăng đều bị dọa sớ. Khi cánh cửa nhà tù vỡ nát, ba bóng người bước vào bên trong. Không ai khác, bọn họ chính là Diệp Phàm, Mộ Bạch và Đồ Phu. Cánh cửa kia bị Diệp Phàm dùng một quyền nổ tung. Vậy mà lại có kẻ dám tự tiện xông vào nhà tù Kim Lăng. Người trong nhà tù Kim Lăng đều ngạc nhiên nhìn ba người Diệp Phàm. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người xông vào nhà tù Kim Lăng, hơn nữa còn không thèm giấu giếm, nghênh ngang xông vào. Soạt. Trong chốc lát, binh lính trong ngục chĩa thẳng súng vào Diệp Phàm và hai người còn lại. Các người là ai? Dám tự tiện xông vào nhà tù Kim Lăng, là gan cũng không nhỏ. Lúc này, Đỗ Thiên Đức ưỡn cái bụng to đi tới, chỉ tay về phía ba người Diệp Phàm với vẻ mặt cao ngạo. Quân đoàn trưởng Mục Kình Thiên ở đâu? Diệp Phàm thờ ơ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Cậu tới tìm cái thứ vô dụng Mục Kình Thiên kia. Đỗ Thiên Đức giật mình. Sợ là bây giờ ông ta đã chết rồi. Người đàn ông râu quai nón đứng ở bãi tập, gã ta nhìn Diệp Phàm hừ lạnh nói. Gã phất tay, đám tay sai đang đánh Mục Kình Thiên giải tán, bóng dáng Mục Kình Thiên xuất hiện. Lúc này Mục Kình Thiên đang nằm trên mặt đất, mặt đầy máu, không biết sống chết. Kình Thiên, Mộ Bạch và Đồ Phu nhìn thấy bộ dáng của người anh em Mục Kình Thiên thì hô lớn, trên người bọn họ tỏa ra sát ý ngất trời. Ngay khi bọn họ muốn xông về phía Mục Kình Thiên, bọn chúng tới cướp ngục, mau nổ súng, giết không tha. Vẻ mặt của Đỗ Thiên Đức thay đổi, ông ta hô lên. Đoàng đoàng đoàng. Ngay sau đó, binh lính xung quanh trực tiếp nổ súng. Đạn bay đầy trời bắn về phía ba người Diệp Phàm. Ầm. Ngay khi hàng ngàn viên đạn chỉ còn cách Diệp Phàm vài mét, đột nhiên trên người Diệp Phàm bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố. Luồng sức mạnh này hóa thành một màn chắn vô hình che phủ ba người bọn họ ở bên trong, chặn lại tất cả những viên đạn đang bắn tới. Keng keng keng. Đạn bắn lên màn chắn giống như đập vào tấm sắt kiên cường, vang lên tiếng kêu đinh tai nhức óc rồi rơi xuống mặt đất. Nếu như có võ giả mạnh ở đây thì bọn họ sẽ rất sốc khi trông thấy cảnh tượng này. Cường khí hộ thể, vậy chỉ có thể là. Lúc này, người trong nhà tù nhìn thấy cảnh này thì ngây cả người. Đỗ Thiên Đức cũng trợn tròn mắt. Nổ súng, giết hắn ta, giết hắn. Ngay sau đó, Đỗ Thiên Đức mới kịp hoàn hồn, ông ta hét lớn. Hơn vạn binh lính xung quanh đều cầm vũ khí điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Vô số viên đạn như mưa lớn trút xuống. Cút! Diệp Phàm giận dữ quát lớn. Một luồng sức mạnh ngút trời bộc phát từ cơ, áp chế hàng vạn binh lính, khiến họ quỳ xuống đất ngay tại chỗ, miệng nôn ra máu, ánh mắt đối phương lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, toàn bộ nhà tù đều bị uy áp này bao phủ, không khí đã hoàn toàn đông lại. Ai nấy đều run lẩy bẩy, bọn họ có một loại cảm giác không thở nổi. Bọn họ nhìn Diệp Phàm với vẻ khiếp sợ, trông thấy hắn giống như trông thấy quỷ. Ba người Diệp Phàm đi tới trước mặt Mục Kình Thiên. Kình Thiên, Mộ Bạch đỡ Mục Kình Thiên dậy. Kình Thiên, ông ấy chết rồi. Đồ Phu vươn tay kiểm tra hơi thở của Mục Kình Thiên, vẻ mặt ông thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Sao lại như vậy được? Kình Thiên sẽ không chết, ông ấy sẽ không chết. Mộ Bạch biết được Mục Kình Thiên đã chết thì giống như bị sét đánh, không thể tin nổi. A, à, Đồ Phu phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, hai mắt đỏ như máu, sát ý vô tận. Chín quân đoàn trưởng của bọn họ đã kề vai sát cánh chiến đấu lâu như vậy, mặc dù không phải là anh em ruột thịt nhưng họ đã sớm coi nhau như người thân. Cái chết của Mục Kình Thiên khiến cho Mộ Bạch và Đồ Phu khó có thể tiếp nhận. Ai? Là ai đã giết Kình Thiên? Hai mắt Đồ Phu đỏ như máu, gương mặt ông dữ tợn nhìn về đám tù nhân. Mặc dù những tù nhân có mặt ở đây đều là kẻ dính máu trên tay, vô cùng hung ác. Nhưng lúc này... Khi nhìn thấy sát ý tản ra từ trên người Đồ Phu, nội tâm bọn họ không ngừng run rẩy. Từng người đều không hẹn mà liếc mắt về phía người đàn ông râu quai nón và đám tay sai của gã ta. Là mấy người giết Kình Thiên. Vẻ mặt Đồ Phu đầy giận dữ, ánh mắt đầy tơ máu nhìn về phía người đàn ông kia. Không liên quan gì tới chúng tôi, là hắn ta sai chúng tôi làm. Mấy tên tay sai bị dọa quỳ rạp xuống dưới đất, bọn họ chỉ vào người đàn ông râu quai nón.
Bọn mày! Người đàn ông tức giận nói. Ầm! Gã ta còn chưa nói xong thì Đồ Phu đã đánh một quyền tới, khiến cho đầu gã nổ tung. Vẫn chưa xong. Đồ Phu vung quyền liên tiếp cho đến khi cơ thể của người đàn ông hoàn toàn biến thành một đống bầy nhầy mới chịu dừng, sau đó ông cũng làm y như vậy với đám tay sai kia. Khi các tù nhân, binh lính và cai ngục nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc này, ai nấy đều hít sâu một hơi, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Mục quân đoàn trưởng vẫn chưa chết. Lúc này, Diệp Phàm kiểm tra cơ thể của Mục Kình Thiên rồi nói. Thiếu quân chủ, cậu chắc chứ? Vẻ mặt Mộ Bạch ngây ra nhìn Diệp Phàm. Ánh mắt của Đồ Phu cũng vội vã nhìn sang Diệp Phàm. Đương nhiên, đặt ông ấy nằm ngang ra. Diệp Phàm trầm giọng nói. Diệp Phàm thi triển quỷ cốc cửu châm, bắt đầu chữa trị cho Mục Kình Thiên. Chỉ trong chốc lát, Diệp Phàm đã dùng 5 kim châm. 5 cây kim bạc này tỏa ra ánh sáng, từng luồng sức mạnh thần bí từ trong cơ thể Diệp Phàm xuyên qua những cây kim rồi tiến vào cơ thể Mục Kình Thiên. Giờ phút này, tất cả mọi người trong ngục giam đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không ai có thể tin nổi Diệp Phàm lại chỉ dựa vào mấy cây ngân châm đã có thể cứu sống một kẻ đã chết. Lập tức liên lạc với quận trưởng, dẫn đại quân đến đây. Thưa dịp này, Đỗ Thiên Đức lén căn dặn cấp dưới bên cạnh. Ông đang nói gì thế? Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vô tình vang vọng bên tai Đỗ Thiên Đức. Đỗ Thiên Đức liếc xéo, bắt gặp Đồ Phu đang đứng ngay trước mặt, cơ thể ông ta run lên, sợ hãi loạng choạng suýt té. Tôi không nói gì hết. Đỗ Thiên Đức không ngừng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ông là trưởng ngục của ngục giam Kim Lăng. Đồ Phu nhìn Đỗ Thiên Đức chòng chọc. Đúng. Đỗ Thiên Đức gật đầu. Anh em tôi bị đánh thành như vậy, vì sao ông không ngăn cản? Đồ Phu quát Đỗ Thiên Đức. Tôi. Thoáng chốc, Đỗ Thiên Đức cũng không biết trả lời thế nào. Hay là ông là cố ý sai bọn họ ra tay, muốn đánh chết anh em của tôi? Đồ Phu lại quát lớn, giọng nói sang sảng dội vào tai Đỗ Thiên Đức, dọa ông ta sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, một tràng tiếng ho khan truyền ra từ miệng Mục Kình Thiên. Hơi thở yếu ớt gần như biến mất của ông ấy đã dần dần khôi phục như cũ, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương trong cơ thể dưới cửu châm quỷ cốc của Diệp Phàm từ từ bình thường lại. Kình Thiên! Thấy vậy, Đồ Phu vội vàng qua. Lúc này, Mục Kình Thiên chậm rãi mở mắt. Kình Thiên, sao ông lại biến thành dáng vẻ này? Mộ Bạch kêu lên. Mục Kình Thiên, tôi biết ngay lão già nhà ông mạng lớn không chết được mà. Ha ha! Thấy Mục Kình Thiên tỉnh lại, Đồ Phu mừng đến phát khóc. Mộ Bạch, Đồ Phu, sao hai ông lại ở đây? Tôi chưa chết. Mục Kình Thiên ngạc nhiên nhìn Mộ Bạch và Đồ Phu. Quân đoàn trưởng Mục, ông không chết. Diệp Phàm mở miệng. Cậu là... Mục Kình Thiên tò mò nhìn Diệp Phàm. Kình Thiên, hắn là đệ tử của quân đoàn chủ, tên Diệp Phàm. Vừa nãy là thiếu quân chủ ra tay cứu sống ông đấy. Mộ Bạch giới thiệu. Hóa ra là đệ tử quân đoàn chủ. Thuộc hạ gia. Sau khi biết thân phận của Diệp Phàm, Mục Kình Thiên muốn đứng dậy cúi chào hắn. Nhưng bởi vì thương thế ông ta quá mức nghiêm trọng, còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên không thể nhổm người dậy. Quân đoàn trưởng Mục, không cần khách sáo. Mặc dù bây giờ ông không có nguy hiểm tánh mạng nhưng thương thế quá nặng, không khôi phục nhanh thế đâu. Diệp Phàm trầm giọng nói. Với sự thần kỳ của năm châm đầu trong cửu châm quỷ cốc mà vẫn không thể khiến Mục Kình Thiên lập tức khỏi hẳn, có thể tưởng tượng được đối phương bị thương nặng cỡ nào. Nếu không phải Mục Kình Thiên kiên cường không chịu khuất phục, lại thêm mạng cứng, rồi được thần y Diệp Phàm am hiểu cửu châm quỷ cốc cứu chữa thì ông ta chết chắc rồi. Lần này xem như Diệp Phàm cướp người từ tay Diêm Vương. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiêu hao sức lực lớn như vậy. Đa tạ thiếu quân chủ. Mục Kình Thiên rất cảm kích Diệp Phàm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt ông ta âm u, vẻ mặt thống khổ, tôi còn sống nhưng Tú Tú lại vĩnh viễn rời xa tôi. Kình Thiên, chúng tôi đã biết chuyện của ông, xin nén bi thương. Mộ Bạch và Đồ Phu thở dài nói. Tôi chỉ hận bản thân mình vô năng, không có năng lực bảo vệ tốt Tú Tú, càng không có cách nào báo thù cho con bé, đâm chết tên cầm thú kia. Tay trái Mục Kình Thiên siết chặt thành nắm đấm. Đáy mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Quân đoàn trưởng Mục, thù của con gái ông cũng giao cho tôi đi. Cô ấy vừa là con gái ông vừa là một thành viên của quân đoàn Thiên Hoàn,
tôi nhất định sẽ báo thù cho cô ấy. Bất cứ ai dính dáng đến chuyện này, tôi đều không buông tha, chắc chắn sẽ khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Phàm nhìn Mục Kình Thiên, kiên định nói. Cảm ơn thiếu quân chủ. Mục Kình Thiên vô cùng cảm kích nói. Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía Đỗ Thiên Đức, ông là trưởng ngục của ngục giam này. Sắc mặt Đỗ Thiên Đức trắng bệch, ông ta yếu ớt gật đầu. Ông có biết thân phận của người này không? Diệp Phàm chỉ Mục Kình Thiên, lạnh nhạt hỏi Đỗ Thiên Đức. Biết, biết rõ. Đỗ Thiên Đức run rẩy nói. Nếu ông biết thân phận của người này thì hẳn cũng biết ông ấy chính là đại anh hùng của Long Quốc chúng ta, thế mà ông lại trơ mắt nhìn ông ấy bị người ta ức hiếp đánh đập đến chết mà không hề ngăn cản. Lương tâm của ông không thấy đau à? Ông xứng làm người Long Quốc không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Đức, gằn từng câu từng chữ như nhả ngọc. Tôi! Đỗ Thiên Đức bị hỏi đến nghẹn họng. Nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng ông, tôi muốn ông sống không bằng chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói, vung tay, một cây ngân châm ghim sâu vào cơ thể Đỗ Thiên Đức. A! À, Đỗ Thiên Đức hét lên một tiếng thảm thiết thê lương. A! À, à, à. Nối tiếp là từng tràng tiếng rên rỉ đau đớn. Ông ta cảm thấy da thịt cả người như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn, sống không bằng chết. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm dứt khoát dẫn đám Mục Kình Thiên rời khỏi nơi này. Còn về Đỗ Thiên Đức không ngừng kêu thảm, ông ta lăn lộn quay cuồng trên mặt đất, không ngừng nắm cào xé cơ thể mình. Tù nhân và cảnh ngục bốn phía thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được run rẩy. Cuối cùng trường ngục của ngục giam Kim Lăng chết vì quá đau đớn. Toàn bộ cơ thể bị bản thân ông ta gãi đến mức đầm đìa máu me, thảm không nỡ nhìn. Tử trạng khủng khiếp đến mức đám tù nhân tội ác tày trời kia liên tục nôn mửa. Sau khi cứu Mục Kình Thiên ra khỏi ngục giam, đám Diệp Phàm đi tới Bách Hoa Lâu ở quận Giang Bắc. Ra mắt thiếu chủ. Người phụ trách chi nhánh Bách Hoa Lâu ở quận Giang Bắc vừa thấy Diệp Phàm lấy Bách Hoa lệnh ra đã quỳ sụp xuống. Cho tôi một phòng trống. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sắp xếp Mục Kình Thiên ở Bách Hoa Lâu xong, Diệp Phàm còn viết một đơn thuốc, sai người Bách Hoa Lâu đi bốc thuốc, nấu thành nước cho Mục Kình Thiên uống, giúp vết thương nhanh lành hơn. Thiếu quân chủ, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Đồ phu nhìn Diệp Phàm. Dĩ nhiên là trả thù cho quân đoàn trưởng Mục và con gái của ông ấy rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Có biết đại thiếu gia Thanh Môn gì đó đang ở đâu không? Ngay sau đó, Diệp Phàm liếc mắt về phía người phụ trách Bách Hoa Lâu ở quận Giang Bắc. Hiện đại thiếu gia Thanh Môn đang chơi bời trong câu lạc bộ Huy Hoàng ạ. Người phụ trách cho biết. Đi câu lạc bộ Huy Hoàng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Thiếu chủ, câu lạc bộ Huy Hoàng là sản nghiệp của Thanh Môn, bên trong có rất nhiều đệ tử Thanh Môn, có cần tôi gọi thêm người Bách Hoa Lâu hộ tống ngài không? Người phụ trách đề nghị. Không cần đâu. Diệp Phàm lạnh nhạt cất lời. Quân Thiên Sách đã tới, có bọn họ là đủ rồi. Thậm chí một mình Diệp Phàm thôi cũng đủ. Tiếp đó, ba người Diệp Phàm dẫn Quân Thiên Sách chạy thẳng tới câu lạc bộ Huy Hoàng. Câu lạc bộ Huy Hoàng, câu lạc bộ ăn chơi xa hoa nhất Kim Lăng. Nơi này là sản nghiệp của Thanh Môn sản nghiệp, mang lại nguồn vốn khổng lồ, và cũng là địa phương kết giao quyền quý của bọn họ. Các cậu ấm cô chiêu ở quận Giang Bắc đều thích tới đây chơi. Nhằm mục đích bảo mật và an toàn, Thanh Môn phái ra 1.000 người canh giữ bên ngoài câu lạc bộ, không cho phép bất cứ người nào đến gây chuyện. Trong một căn phòng VIP sang trọng, một thanh niên sỏ khuyên tai đang đùa bỡn mấy cô chân dài, gã chính là đại thiếu gia Hồng Phi của Thanh Môn. Hồng Thiếu, nghe nói cha con ả nhảy lầu tự tử kia là một trong các quân đoàn trưởng của quân đoàn Thiên Sách, ngài không gặp phiền toái gì chứ? Mấy cậu ấm bên cạnh tò mò nhìn Hồng Phi. Hừ! Quân đoàn trưởng cứt chó gì, ông ta cùng lắm chỉ là đống rác mà thôi. Tôi bằng lòng chơi con gái của ông ta là vinh hạnh rồi đấy, ông còn chạy đến Thanh Môn tìm tôi báo thù. Kết quả bị cha tôi ném thẳng vào ngục giam Kim Lăng rồi, hẳn không sống nổi mấy ngày. Hồng Phi khinh thường nói xong lại thở dài, có điều dáng dấp con gái ông ta ngon nghẻ thật, còn là một xử nữ, đáng tiếc tiện nghi cho tên Hoàng Bộ Kỳ kia, tôi đành phải chờ gã chơi xong mới được chấm mút. Con ả đó được hai vị đại thiếu gia là Hoàng Bộ Thiếu và Hồng Thiếu cùng thưởng thức, cho dù chết cũng không tiếc. Đúng vậy, ở cái quận Giang Bắc này, có bao nhiêu cô gái có thể đồng thời nhận được ân sủng của Hoàng Bộ Thiếu và Hồng Thiếu chứ? Mấy vị thiếu gia rối rít vuốt mông ngựa.
ha ha ha, nói không sai. Hồng Phi được Tâng Bốc cười lớn, hôm nay mọi người cứ chơi thỏa thích, tôi mời. Cảm ơn Hồng Thiếu. Đám bùn nhão kia vội vàng cảm tạ. Cùng lúc đó, bên ngoài câu lạc bộ Huy Hoàng, đám Diệp Phàm đã xuất hiện. Các anh là người phương nào? Bảo vệ câu lạc bộ thấy đám Diệp Phàm xuất hiện với khí thế hung hăng thì mặt mày biến sắc, vội kêu lên. Đêm nay, hễ là người Thanh Môn, giết không tha. Diệp Phàm quát lớn. Vâng. Mộ Bạch, Đồ Phu và Quân Thiên Sách đồng thanh đáp. Phốc, phốc. Mộ Bạch và Đồ Phu thẳng thừng ra tay, chém giết bảo vệ gác cửa, sau đó xông vào trong câu lạc bộ, bắt đầu đại khai sát giới. Đám khách hàng trong câu lạc bộ hoảng sợ chạy trốn tứ tung, đệ tử Thanh Môn rối rít nhào ra đánh nhau với Quân Thiên Sách. Đại thiếu gia Thanh Môn đang ở đâu? Diệp Phàm bắt lấy người phụ trách câu lạc bộ, lạnh nhạt hỏi. Phòng VIP số 909. Sắc mặt người phụ trách trắng bệch không còn giọt máu. Răng rắc. Diệp Phàm thẳng tay bẻ gãy cổ đối phương, bước lên lầu. Từ trên lầu, đám đệ tử Thanh Môn lao xuống đánh về phía Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt. Hắn vung đoản kiếm màu đen, giết sạch bọn chúng, rồi nghênh ngang bước lên tầng 9. Mà lúc này trong phòng VIP 909, đám người Thanh Môn hoảng hốt lao vào, kinh động Hồng Phi đang chơi đùa đến mức không biết trời đất trăng sao với mấy cô em nóng bỏng. Gì thế, tính gù chết tôi à? Hồng Phi mắng. Đại thiếu gia, không xong rồi, bên ngoài câu lạc bộ xuất hiện hơn ngàn người trắng trợn chém giết người Thanh Môn chúng ta, bọn họ sắp tới tầng 9 rồi. Một tên thuộc hàng quản lý ở Thanh Môn vội vàng nói. Gì, sao lại có việc này? Còn không mau gọi thêm người đến đây, dám ngang ngược trên địa bàn Thanh Môn, thật to gan. Hồng Phi biến sắc, hét lên. Vâng. Vị quản lý Thanh Môn vội vã phát tín hiệu cầu viện. Hồng Thiếu, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước. Mấy vị thiếu gia kia nghe có người giết tới cửa thì lo lắng nói. Đại thiếu gia, đám người kia rất hung ác, bọn tôi yểm hộ ngài rời đi từ cửa sau trước. Vị quản lý Thanh Môn kia đề nghị. Được. Ánh mắt Hồng Phi khẽ lóe lên, gật đầu. Mấy người đang định đi đâu thế? Ngay lúc bọn họ chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, Diệp Phàm bừng bừng sát khí đi vào phòng VIP. Bảo vệ đại thiếu gia. Vị quản lý Thanh Môn kia tái mặt, vội vàng hét lên. Đám đệ tử Thanh Môn nắm chặt vũ khí chém về phía Diệp Phàm. Xoèn xoẹt. Diệp Phàm tiến tới một bước, lại vung đoản kiếm màu đen trong tay lên. Cần cổ đám người Thanh Môn xẹt qua một đường đỏ chót, máu tươi tuôn ra ồ ạt, trợn tròn mắt ngã xuống đất. Đại thiếu gia, đi mau. Quản lý Thanh Môn gọi Hồng Phi, sau đó hắn ta cầm trường kiếm công kích về phía Diệp Phàm. Phốc. Diệp Phàm lại vung đoản kiếm màu đen lên, tên quản lý Thanh Môn lập tức bị chẻ làm đôi, hỗn hợp nội tạng đã nát bấy đổ xòa xuống đất theo máu tươi. Hồng Phi và đám thiếu gia sợ xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy. Bốp! Con người khát máu của Diệp Phàm quét qua Hồng Phi, bước về phía đối phương. Mày đừng tới đây, tao chính là đại thiếu gia của Thanh Môn đấy. Thấy Diệp Phàm đi tới, Hồng Phi mạnh miệng gào lên. Con gái quân đoàn trưởng Mục Kình là bị cậu làm nhục. Diệp Phàm dừng trước mặt Hồng Phi, lạnh nhạt hỏi. Đó là do cô ta tự nguyện, mặc mớ gì đến tao? Hồng Phi kêu gào. Phốc. Diệp Phàm vung kiếm, một cánh tay của Hồng Phi lập tức bay ra ngoài. A! Hồng Phi kêu lên đầy thảm thiết. Cậu không nên đụng vào cô ấy. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn lại vung tay, chặt đứt cánh tay còn lại của Hồng Phi. A! Hồng Phi không ngừng kêu thảm. Tiếp đó, Diệp Phàm vung hết nhát này đến nhát khác, xẻo từng miếng thịt trên người Hồng Phi xuống. Hồng Phi kêu gào thê lương. Van cầu ngài, làm ơn tha cho tôi, kẻ hại chết cô ấy không phải là tôi. Là Hoàng Bộ Kỳ. Là Hoàng Bộ Kỳ, tôi chỉ giúp đỡ mà thôi. Hồng Phi thống khổ cầu xin tha thứ. Hoàng Bộ Kỳ. Anh ta là ai? Gã là đại thiếu gia nhà họ Hoàng Bộ, một trong ba dòng họ lớn nhất quận Giang Bắc. Hôm đó gã coi trọng cô gái kia nên mới xuống tay, kẻ đầu tiên lăng nhục cô ta cũng là gã, chuyện này không có quan hệ gì với tôi hết. Hồng Phi đau đớn nói. Hoàng Bộ Kỳ. Ánh mắt Diệp Phàm chớp lóe sát ý. Làm ơn tha cho tôi, van cầu ngài. Hồng Phi yếu ớt cầu xin Diệp Phàm tha thứ. Hoàng Bộ Kỳ tội đáng muôn chết, cậu cũng đáng chết.
Diệp Phàm lạnh lùng hồng phi. Kiếm trong tay hắn không ngừng vung vẩy. Phụt phụt phụt. Từng tia máu tươi bắn tung tóe, thịt trên người hồng phi bị cắt xuống từng lát một. Cuối cùng, vị đại thiếu gia của Thanh Môn được Diệp Phàm cho hưởng thụ cực hình lăng trì, toàn bộ cơ thể bị còn lại một bộ khung xương. Lúc này, Mộ Bạch và Đồ Phu xuất hiện ở đây, thấy cảnh này, cả hai đều kinh ngạc. Thiếu quân chủ, đây là vị đại thiếu gia của Thanh Môn. Mộ Bạch quan sát bộ xương. Ừ. Diệp Phàm gật đầu, nói, mang theo gã, tới nhà họ Hoàng Bộ. Nhà họ Hoàng Bộ. Mộ Bạch và Đồ Phu khó hiểu. Hung thủ hại chết con gái của quân đoàn trưởng Mục còn một tên nữa, là đại thiếu gia nhà họ Hoàng Bộ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thiếu quân chủ, tôi biết cái nhà họ Hoàng Bộ này, bọn họ chính là một trong ba dòng họ lớn nhất quận Giang Bắc, truyền thừa hơn 300 năm, không hề thua kém mấy thế gia ở đế đô. Thế lực của nhà họ Hoàng Bộ vô cùng khổng lồ, liên lụy rất rộng, bọn họ có quan hệ không cạn với mấy ông quan lớn, thậm chí còn qua lại thân thiết với mấy đại tông môn cổ võ ở Long Quốc. Nếu chúng ta động đến nhà họ Hoàng Bộ, sợ rằng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là khiến chính phủ bất mãn. Ánh mắt Mộ Bạch khẽ lóe lên, nhìn Diệp Phàm. Hôm nay Hoàng Bộ Kỳ phải chết. Tôi muốn gã nợ máu trả bằng máu. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh như băng. Nếu thiếu quân chủ đã quyết định, vậy chúng tôi sẽ theo ngài đánh tới nhà họ Hoàng Bộ. Mộ Bạch dứt khoát nói. Sau đó, bọn họ đi đến nhà họ Hoàng Bộ. Trụ sở chính của Thanh Môn. Sau khi môn chủ Thanh Môn, Hồng Thiên Sinh biết được sự cố xảy ra ở câu lạc bộ Huy Hoàng, ông ta tức giận như điên. Là kẻ nào, dám đụng vào con trai tao? Tao muốn nó chết. Vẻ mặt Hồng Thiên Sinh đầy tức giận, cả người bùng nổ khí tức kinh khủng. Môn chủ, vừa rồi truyền đến tin tức, có người xâm nhập vào ngục giam Kim Lăng, giết ngục trưởng, cứu Mục Kình Thiên kia đi rồi. Một tên đàn em nói. Làm sao có thể, ngục giam Kim Lăng có hơn vạn chiến sĩ thủ vệ, sao tên kia có thể bị người ta cứu đi được? Ai làm? Hồng Thiên Sinh nghe xong rất sững sốt. Nghe nói cứu ông ta chỉ có 3 người, thực lực cực kỳ đáng sợ, những chiến sĩ ngục giam đều không thể đánh lại bọn họ. Môn chủ, ngài nói liệu có phải là quân Thiên Sách không, cứu Mục Kình Thiên, đồng thời giết đại thiếu gia. Thủ hạ mở miệng. Quân đoàn Thiên Sách. Sắc mặt Hồng Thiên Sinh cứng đờ, coi như là quân đoàn Thiên Sách, dám giết con trai tao, tao cũng muốn bọn chúng chết. Truyền lệnh, triệu tập toàn bộ đệ tử Thanh Môn quận Giang Bắc, nhanh chóng tới Kim Lăng. Hồng Thiên Sinh lạnh như băng quát. Vâng. Thủ hạ gật đầu. Tiếp đó, mệnh lệnh của Hồng Thiên Sinh vừa ra, toàn bộ 10 vạn đệ tử Thanh Môn ở Giang Bắc đều tiến về Kim Lăng. Khắp quận Giang Bắc lập tức bùng nổ. Kim Lăng, ngoại ô thành phố, tại một khu biệt thự xa hoa. Biệt thự ở đây không bán cho người ngoài, bởi vì tất cả các căn đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Hoàng Bộ. Những người sống bên trong đều là thành viên của nhà họ Hoàng Bộ, có thể nói nơi này chính tộc địa của họ. Có thể sử dụng nguyên một khu biệt thự làm nơi cư trú cho gia tộc, có thể thấy được nhà họ Hoàng Bộ cường thịnh cỡ nào. Đến nay nhà họ Hoàng Bộ đã truyền thừa hơn 300 năm, số lượng thành viên dòng chính, dòng thứ, chi nhánh lên tới gần 1000 người, có thể nói là cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy nên mới thầu nguyên khu biệt thự. Mà ở ngay vị trí trung tâm là một trang viên rộng lớn phong cách cổ điển, bốn phía đều được canh gác sân nghiêm, càng khiến nơi này trở nên khó lường. Đây là nơi sinh sống của các thành viên dòng chính, bao gồm cả gia chủ nhà họ Hoàng Bộ, các vị trưởng lão và con cháu. Giờ phút này, trong đại sảnh trang viên, gia chủ nhà họ Hoàng Bộ, Hoàng Bộ Thánh đang ngồi trên cao, trước mặt ông ta là một tên tay sai đang báo cáo lại chuyện nhà tù Kim Lăng. Chỉ có 3 người xâm nhập nhà tù Kim Lăng, chém giết trưởng ngục, cứu Mục Kình Thiên kia đi. Hoàng Bộ Thánh nghe xong không nhịn được hơi nhíu mày. Đúng vậy, nghe nói thực lực 3 người kia rất mạnh, trong đó có một tên không chỉ chặn được đạn mà còn trấn áp không cho chiến sĩ ra tay, hẳn là một vị cường giả nhân cảnh trở lên. Thủ hạ bẩm báo. Báo. Lúc này, lại thêm một người đi đến trước mặt Hoàng Bộ Thánh. Lại xảy ra chuyện gì? Hoàng Bộ Thánh mở miệng. Gia chủ, vừa mới nhận được tin tức, có một đám người xâm nhập câu lạc bộ Huy Hoàng, giết hết tất cả đệ tử Thanh Môn tử, ngay cả đại thiếu gia Thanh Môn cũng chết. Người này hội báo. Phụt. Hoàng Bộ Thánh sầm mặt, trong mắt lóe lên tia sắc bén, Mục Kình Thiên vừa được cứu ra, Hồng Phi đã toi mạng.
chẳng lẽ là người quân đoàn Thiên Sách? Cha, sao vậy? Lúc này, một tên công tử bột ăn chơi trác táng đi đến, khó hiểu nhìn Hoàng Bộ Thánh. Gã là đại thiếu gia nhà họ Hoàng Bộ, Hoàng Bộ Kỳ. Cha con nhóc bị con cưỡng hiếp đã được người ta cứu khỏi nhà tù Kim Lăng, hơn nữa Hồng Phi cũng bị giết chết. Hoàng Bộ Thánh lạnh nhạt nói. Cái gì, tại sao lại như vậy? Ai làm? Hoàng Bộ Kỳ biến sắc, kinh ngạc kêu lên. Kẻ có năng lực này làm việc này ở Long Quốc chỉ có quân đoàn Thiên Sách. Hoàng Bộ Thánh nói. Quân đoàn Thiên Sách tới Kim Lăng. Cha, có khi nào bọn họ có sẽ ra tay với con không? Thoáng chốc, sắc mặt Hoàng Bộ Kỳ vô cùng khó coi, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Sợ cái gì? Con là đại thiếu gia nhà họ Hoàng Bộ, ai dám động vào con? Hiện tại cũng không phải là mười mấy năm trước, quân đoàn Thiên Sách chỉ đang kéo dài hơi tàn mà thôi, sau đại bỉ quân đoàn lần này sẽ không còn quân đoàn Thiên Sách nữa. Nếu bọn họ biết điều thì tốt, còn không, ông đây không ngại để cho chúng nhìn rõ sự thật, xem bản thân còn bao nhiêu phân lượng. Hoàng Bộ Thánh khinh thường quát, trên người tỏa ra khí thế miệt thị chúng sinh, không giận tự uy. Cha nói rất đúng, con chính là đại thiếu gia của nhà họ Hoàng Bộ, ai dám đụng vào con. Hoàng Bộ Kỳ bị lời nói đanh thép của cha dọa bay nỗi sợ trong lòng, quay lại dáng vẻ lại ăn chơi trác táng không ai bì nổi. Gia chủ, không tốt, rất nhiều người đang xâm nhập vào khu biệt thự. Lúc này, thống lĩnh hộ vệ vội vã chạy vào, báo cáo với Hoàng Bộ Thánh. Phụt! Nghe được lời này, Hoàng Bộ Thánh lạnh lùng nói, xem ra hôm nay quân đoàn Thiên Sách điếc không súng, đã thế, ông đây liền thành toàn cho bọn chúng. Truyền lệnh xuống. Triệu tập quân hộ vệ, diệt hết bọn họ cho tôi, không chừa một tên. Hoàng Bộ Thánh quát. Vâng. Thống lĩnh hộ vệ gật đầu. Giờ phút này, trong khu biệt thự nhà họ Hoàng Bộ, Diệp Phàm dẫn đội quân Thiên Sách giết thẳng vào. Hộ vệ nhà họ Hoàng Bộ chết như ngả dạ. Rầm rập. Đúng lúc này, từng đợt tiếng bước chân nặng nề truyền ra từ sâu bên trong khu biệt thự. Một đám người cầm lưỡi dao sắc bén vọt ra, ước chừng hơn vạn người. Nhanh chóng vây quanh Diệp Phàm. Đây là quân hộ viên chuyên dụng do nhà họ Hoàng Bộ bồi dưỡng ra, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, đồng thời bộc lộ thực lực của nhà họ Hoàng Bộ. Rất lâu trước kia, nhà họ Hoàng Bộ đã hao phí phần lớn tài lực bồi dưỡng đội quân hộ vệ này, chuyên môn dùng để bảo vệ cho nhà họ Hoàng Bộ. Sức chiến đấu của bọn họ không hề kém hơn bất cứ quân đoàn chính quy nào. Vì bảo vệ gia tộc mà bồi dưỡng một đội quân hộ vệ hơn vạn người, có thể thấy được nhà họ Hoàng Bộ giàu sang cỡ nào. Gia chủ có lệnh, giết sạch không chừa một ạ. Vị thống lĩnh hộ vệ kia quát lớn. Ngay lập tức, quân hộ vệ ầm ầm công kích về phía đám Diệp Phàm. Diệp Phàm xông thẳng lên, tay cầm đoản kiếm màu đen, trông dáng vẻ hệt như sát thần đến từ địa ngục, điên cuồng tàn sát quân hộ vệ của nhà họ Hoàng Bộ. Mộ Bạch, Đồ Phu và người quân đoàn Thiên Sách theo sát ngay sau đó. Dù phải đối mặt với hơn vạn quân hộ vệ đã được huấn luyện khắt khe, bọn họ vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn bị kích phát ý chí chiến đấu hừng hực. Đặc biệt là Diệp Phàm, một người một kiếm, hoành tảo thiên quân. Quân hộ vệ nhà họ Hoàng Bộ điên cuồng nhắm vào hắn, không một ai có thể đỡ được một chiêu kiếm của hắn. Người khác 10 bước giết một, còn Diệp Phàm thì một bước giết một, thậm chí là 10 tên. Đến khi hắn đi được 10 bước, dưới chân đã chồng chất hơn 100 cái xác. Đối mặt với sự giết chóc điên cuồng của Diệp Phàm, quân hộ vệ của nhà họ Hoàng Bộ sợ vỡ mật. Người này quá khủng bố, vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Nổ súng, giết hắn. Vị thống lĩnh hộ vệ kia kêu lên. Lúc này, một nhóm người lấy súng ra, điên cuồng xả về phía Diệp Phàm. Nhà họ Hoàng Bộ xây dựng một đội quân hộ vệ khổng lồ như vậy đã trái với luật pháp của Long Quốc, nếu lại được trang bị toàn súng ống thì tất nhiên bên trên sẽ bất mãn. Bởi vậy đội quân này chỉ sử dụng vũ khí lạnh. Tuy nhiên nhà họ Hoàng Bộ vẫn còn một nhóm quân chuyên dùng súng ống, để phòng hờ bất cứ tình huống nào. Giờ phút này, đám quân kia đều được lên sàn, điên cuồng xả đạn về phía Diệp Phàm. Nhìn đạn bay ngập trời, ánh mắt Diệp Phàm thoáng qua tia lạnh lùng. Hắn vung đoản kiếm màu đen lên, tạo ra một luồng khí lưu vô hình, ép hết đống đạn kia bay ngược lại theo đường cũ, ghim vào quân hộ vệ nhà họ Hoàng Bộ. Pằng pằng pằng, lồng ngực quân hộ vệ nát bấy, thi nhau té ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến thống lĩnh hộ vệ chết sững. Phụt, ngay lúc đối phương đang ngơ ngác,
Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt gã, chém xuống một kiếm, giết chết vị cường giả này. Chẳng lâu sau, một mình Diệp Phàm đã giết mấy ngàn quân hộ vệ của nhà họ Hoàng Bộ. Mộ Bạch và Đồ Phu cũng giết đỏ cả mắt. Bởi vì chuyện của Mục Kình Thiên mà lửa giận trong lòng họ đều hừng hực, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Còn về quân Thiên Sách, từng người đều bừng bừng sát ý, điên cuồng chém giết quân hộ vệ nhà họ Hoàng Bộ. Mười mấy phút sau, đội quân tinh nhuệ do nhà họ Hoàng Bộ bồi dưỡng đã chết sạch. Mặt đất máu chảy thành sông, thây chất thành đồng, hệt như địa ngục giữa nhân gian. Giải quyết hết vướng víu, cả đám tiến thẳng vào trung tâm khu biệt thự nhà họ Hoàng Bộ. Lúc đám Diệp Phàm giết vào trang viên, các thành viên nhà họ Hoàng Bộ đều hoảng sợ ngây người, không một ai nghĩ lại có người giết tới tận nơi này. Có thể nói phòng vệ của nhà họ Hoàng Bộ xâm nghiêm bậc nhất quận Giang Bắc, thậm chí còn kín kẽ hơn nơi ở của quận trưởng, bây giờ bị người ta giết thẳng tới đại bản doanh, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hai cha con Hoàng Bộ Thánh, Hoàng Bộ Kỳ và các trưởng lão trong tộc đều đi ra ngoài hết, trong này không thiếu cường giả nhân cảnh và huyền cảnh. Hoàng Bộ Thánh thấy Diệp Phàm giết tới đây thì ngạc nhiên không thôi. Quân Thiên Sách bọn mày to gan thật, dám xông vào nhà họ Hoàng Bộ. Hoàng Bộ Thánh uy nghiêm quát. Hoàng Bộ Kỳ là ai? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Danh con, gọi ông đây làm gì? Hoàng Bộ Kỳ hừ một tiếng. Soảng. Bộ xương trắng phếu của Hồng Phi bị vứt ngay trước mặt gã, dọa gã sợ hãi thét lớn. Hoàng Bộ Thánh và người khác cũng bị dọa giật mình. Đây là đại thiếu gia Thanh Môn. Trước khi chết đã nói với tao, chủ mưu làm nhục con gái quân đoàn trưởng Mục Kình Thiên là mày. Vì thế hôm nay tao cố tình đến đây tiễn mày xuống đó với gã. Diệp Phàm gằn từng chữ. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Bộ Kỳ vô cùng khó coi. Cậu là ai? Tôi thấy cậu không giống người quân đoàn Thiên Sách. Hoàng Bộ Thánh trầm giọng hỏi. Người chết không cần biết nhiều như thế. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngông cuồng, giết nó cho tôi. Hoàng Bộ Thánh quát lớn. Ngay lập tức, tất cả cao thủ nhân cảnh và huyền cảnh đều lao về phía Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt. Diệp Phàm vung đoản kiếm màu đen, xử gọn đám người kia chỉ trong chớp mắt. Lên hết đi, không cần lãng phí thời gian của tôi. Ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc về phía đám Hoàng Bộ Thánh. Danh con, ngông quá đấy. Mấy vị trưởng lão nhà họ Hoàng Bộ cười khẩy, ngay sau đó bùng nổ thực lực, lao về phía Diệp Phàm. Trong đám này, yếu nhất là huyền cảnh tầng 5, cao nhất là huyền cảnh tầng 8, trong giới võ đạo xem như không cao không thấp. Cũng không nhiều thế gia ở thế tục có thể sở hữu nhiều cao thủ cấp bậc như này. Đối mặt với công kích của họ, Diệp Phàm không thèm liếc mắt, vung kiếm. Phụt phụt phụt, các trưởng lão của gia tộc Hoàng Bộ trợn trừng mắt, nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin. Cổ của bọn họ đều phun máu tươi. Một giây sau, cả đám người ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Hoàng Bộ Thánh thấy vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Bộ Kỳ sợ đến nỗi mắt trợn tròn. Cậu, Hoàng Bộ Thánh nhìn Diệp Phàm muốn nói gì đó, nhưng hắn thẳng tay đâm kiếm. Một kiếm của Diệp Phàm phóng tới khiến Hoàng Bộ Thánh là huyền cảnh tầng 9 cảm thấy ớn lạnh, có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thậm chí ông ta không có sức phản kháng. Quỷ cốc đại nhân cứu tôi với. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Bộ Thánh hét lên. Vèo. Tức thì một cây kim bạc phóng về phía Diệp Phàm. Keng. Ánh mắt Diệp Phàm chợt đóng băng, hắn vung một kiếm chặn cây kim bạc này. Sau đó, một cơn gió thổi qua. Một người đàn ông mặc trường bào màu xám xuất hiện. Xin quỷ cốc đại nhân hãy giết tên này. Hoàng Bộ Thánh vẫn còn sợ hãi, nói với người đàn ông mặc áo bào xám. Yên tâm đi, tôi đã nhận sự cung phụng của gia tộc Hoàng Bộ thì ắt sẽ bảo vệ các người. Người đàn ông mặc áo bào xám lạnh lùng nói, sau đó liếc nhìn Diệp Phàm, chàng trai à, tuổi còn trẻ mà thực lực khá đấy, nhưng đáng tiếc cậu là kẻ địch của gia tộc Hoàng Bộ, không thì tôi có thể nhận cậu làm đồ đệ. Cậu tự sát đi. Lời lẽ của người đàn ông mặc áo bào xám tràn đầy kiêu ngạo, nhìn Diệp Phàm với thái độ ra lệnh. Ông là người quỷ cốc ư? Diệp Phàm nhìn người đàn ông mặc áo bào xám, lạnh lùng nói. Cậu còn biết quỷ cốc? Không sai, tôi là người quỷ cốc. Cậu đã biết quỷ cốc thì tôi không cần nói thêm gì nữa. Hôm nay cậu chắc chắn phải chết, ngoan ngoãn tự sát đi, miễn cho tôi phải ra tay. Người đàn ông mặc áo bào xám lạnh lùng quát. Quỷ cốc có 8 bộ, ông thuộc bộ nào?
Diệp Phàm nhìn đối phương, hờ hững cất lời. Cậu biết tám bộ của quỷ cốc ư? Nghe Diệp Phàm nói vậy, người đàn ông mặc áo bào xám lộ vẻ kinh ngạc. Là người quỷ cốc mà lại nhận sự cung phụng của người khác, nối giáo cho giặc, làm sằng làm bậy. Ông đã làm quỷ cốc mất hết thể diện. Giọng điệu của Diệp Phàm lạnh như băng. Nhãi danh, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này sắc mặt của người đàn ông mặc áo bào xám hết sức khó coi, mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Phàm. Hôm nay tôi sẽ thay quỷ cốc thanh trừng môn hộ. Diệp Phàm lạnh lùng quát, đồng thời vung đoản kiếm màu đen trong tay. Xoẹt! Trên cổ của người đàn ông này xuất hiện một vệt máu không ngừng to ra, máu tươi phun ra ngoài. Người đàn ông này che cổ, nhìn Diệp Phàm đăm đăm, không nói nên lời. Ông ta ngã ra đất, tắt thở. Đến chết ông ta cũng không ngờ mình có thực lực địa cảnh mà lại bị Diệp Phàm giết trong một chiêu. Hoàng Bộ Thánh thấy cao thủ quỷ cốc cũng bị Diệp Phàm một chiêu giết chết, cõi lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ tới lượt các người. Diệp Phàm nhìn ba con Hoàng Bộ Thánh, lạnh lùng cất lời. Hôm nay cậu thật sự muốn tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ sao? Chú của tôi là quan nhị phẩm đương triều, vợ tôi là em gái của môn chủ Thanh Phong môn giới võ đạo Long Quốc. Nếu hôm nay cậu tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ chúng tôi, chú của tôi và Thanh Phong môn sẽ không tha cho cậu và quân thiên sách phía sau cậu. Hoàng Bộ Thánh nhìn Diệp Phàm, nét mặt lạnh như băng. Đúng vậy, cậu của tao là môn chủ Thanh Phong môn, thực lực rất mạnh, chắc chắn mày phải chết. Hoàng Bộ Kỳ hét lên với Diệp Phàm, hai chân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Hôm nay không ai cứu được các người đâu. Diệp Phàm thờ ơ nói. Phập. Hắn nói xong, đoạn kiếm màu đen trong tay đâm xuyên qua người Hoàng Bộ Thánh, lấy mạng ông ta trong một chiêu. Hoàng Bộ Kỳ thấy ba mình bị giết, tức thì sụi lơ trên mặt đất, dưới đũng quần xuất hiện một bãi nước màu vàng. Vị đại thiếu gia nhà Hoàng Bộ này sợ tiểu gia quần. Bắt gã lại, những người khác nhà Hoàng Bộ thì giết hết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Mộ Bạch sai thiên sách vệ bắt Hoàng Bộ Kỳ. Đồ Phu và những thiên sách vệ còn lại bắt đầu thẳng tay vây quét người nhà Hoàng Bộ. Nhất thời bên trong khu biệt thự này vang lên từng tiếng hét thê lương thảm thiết. Người của gia tộc Hoàng Bộ hoàn toàn không có sức chống cự trước sự tàn sát của Đồ Phu và thiên sách vệ, tất cả đều nằm trong vũng máu. 3 phút sau, đám người Diệp Phàm ra khỏi khu biệt thự. Hơn 1.000 tộc nhân của gia tộc Hoàng Bộ bị giết sạch, không một ai sống sót. Tất nhiên Hoàng Bộ Kỳ vẫn còn sống. Rầm rầm rầm. Khi bọn họ ra khỏi khu biệt thự, quận trưởng quận Giang Bắc là Tào Giang dẫn theo rất nhiều quân quận vệ tới. Quận trưởng Tào cứu tôi với. Lúc này, Hoàng Bộ Kỳ đang bị bắt nhìn thấy Tào Giang liền vội vàng hét lên, trong mắt lóe lên hy vọng. Thả Hoàng Bộ thiếu gia ra. Tào Giang thấy Hoàng Bộ Kỳ bị bắt thì mặt biến sắc, ra lệnh cho đám người Diệp Phàm. Chiến sĩ quân quận vệ phía sau ông ta lập tức chĩa súng vào đám người Diệp Phàm. Chúng mày muốn sống thì mau thả tao ra, nếu không chúng mày chắc chắn phải chết. Hoàng Bộ Kỳ quát Diệp Phàm. Cút! Diệp Phàm nhìn quận trưởng quận Giang Bắc, chỉ thốt ra một chữ, sát khí ngùn ngụt. Thả Hoàng Bộ thiếu gia ra, nếu không chúng tôi sẽ lập tức nổ súng. Sắc mặt Tào Giang thay đổi, ông ta lặp lại lần nữa. Các chiến sĩ quân quận vệ đã đặt ngón tay lên cò súng, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Dừng tay! Lúc này, một tiếng quát vang lên. Triệu Thiên Lâm dẫn theo một nhóm người long hồn tới. Quận trưởng Tào, lập tức bảo người của ông buông vũ khí. Triệu Thiên Lâm nói với Tào Giang. Cậu là ai? Tào Giang nhìn Triệu Thiên Lâm. Triệu Thiên Lâm lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó có chữ soái mạnh mẽ hữu lực. Soái lệnh ở đây, ông dám chống lại soái lệnh ư? Triệu Thiên Lâm quát Tào Giang. Tào Giang nhìn thấy soái lệnh, tức thì sợ hết hồn. Soái lệnh tượng trưng cho Long Soái, người đứng đầu chiến bộ Long Quốc. Thấy soái lệnh như thấy Long Soái. Tào Giang và tất cả chiến sĩ quân quận vệ lập tức quỳ xuống, vẻ mặt kính sợ. Sau đó, Triệu Thiên Lâm nhìn Hoàng Bộ Kỳ rồi lại nhìn Diệp Phàm, muốn nói gì đó nhưng đám người Diệp Phàm đã rời đi. Quận trưởng Tào cứu tôi với. Hoàng Bộ Kỳ hét to cầu cứu Tào Giang. Tào Giang khó xử, nhìn sang Triệu Thiên Lâm. Đại nhân, đám người kia bắt Hoàng Bộ thiếu gia, có phải? Để cho bọn họ đi. Triệu Thiên Lâm nói. Đám người Diệp Phàm cứ thế rời đi. Còn nhóm Triệu Thiên Lâm và nhóm Tào Giang thì đi vào khu biệt thự.
Khi bọn họ trông thấy cảnh tượng như địa ngục trần gian trong khu biệt thự này, ai nấy đều giật mình. Tào Giang và rất nhiều chiến sĩ quân quận vệ nôn mửa tại chỗ. Sắc mặt của Triệu Thiên Lâm và người của Long Hồn cực kỳ khó coi. Lẽ nào những người này đều bị bọn họ giết? Một người đàn ông gầy gò như khỉ trong Long Hồn kinh hãi nói. Đám người Long Hồn này chính là đám người xuất hiện ở Thiên Hải lúc trước. Nơi này đã trở thành chiến trường. Thật đáng sợ. Cô gái tên Lãnh Nguyệt hoảng sợ nói. Xem ra chúng ta đã đến muộn. Không ngờ gia tộc Hoàng Bộ lớn mạnh như vậy lại bị tiêu diệt. Triệu Thiên Lâm nói với vẻ mặt phức tạp, trong lòng cũng cực kỳ sốc. Lúc này y cảm thấy mình đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Diệp Phàm. Sự đáng sợ của người này nằm ngoài sức tưởng tượng của y. Gia tộc Hoàng Bộ truyền thừa 300 năm mà cũng bị Diệp Phàm tiêu diệt. Nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa. Có lẽ câu này nói về Diệp Phàm. Đại nhân, rốt cuộc đám người kia là ai? Lúc này Tào Giang cực kỳ chấn động khi thấy gia tộc Hoàng Bộ bị diệt. Điều không nên biết tốt nhất là đừng biết. Nói chung là tuyệt đối đừng động vào bọn họ. Ông lập tức cho người phong tỏa nơi này, dọn dẹp hiện trường đi. Triệu Thiên Lâm trầm giọng nói. Vâng, Tào Giang gật đầu. Mặc dù Tào Giang đã kịp thời phong tỏa gia tộc Hoàng Bộ, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chưa đầy nửa tiếng, tin tức gia tộc Hoàng Bộ bị diệt tộc đã truyền khắp Kim Lăng, nhanh chóng truyền tới quận Giang Bắc. Nhất thời Giang Bắc lại chấn động lần nữa. Gia tộc Hoàng Bộ là một trong ba gia tộc lớn nhất Giang Bắc, thừa 300 năm, căn cơ thâm hậu, không ai có thể dung chuyển. Vậy mà bây giờ gia tộc Hoàng Bộ bị người ta tiêu diệt. Ai làm? Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Trước đó Thanh Môn triệu tập 10 vạn đệ tử đi Kim Lăng, giờ lại truyền ra tin tức gia tộc Hoàng Bộ bị tiêu diệt. Điều này khiến mọi người trên khắp Giang Bắc có dự cảm Kim Lăng sắp trở trời rồi. Trong lúc tin tức gia tộc Hoàng Bộ bị tiêu diệt khiến toàn Giang Bắc chấn động, đám người Diệp Phàm đã về tới Bách Hoa Lâu ở Kim Lăng. Trong một căn phòng của Bách Hoa Lâu, Mục Kình Thiên nằm đó. Ông ta đã uống thuốc, thương tích chuyển biến tốt đẹp. Thiếu quân chủ, đám người Diệp Phàm đi vào, Mục Kình Thiên lập tức ngồi dậy. Quân đoàn trưởng Mục, tôi đã giết đại thiếu gia của Thanh Môn rồi. Diệp Phàm nói với Mục Kình Thiên. Cảm ơn thiếu quân chủ. Đại ân đại đức của ngài, cả đời này Mục Kình Thiên tôi sẽ không bao giờ quên. Mục Kình Thiên kích động nói. Quân đoàn trưởng Mục đừng kích động, hung thủ hại chết con gái của ông hồi trước vẫn còn một kẻ nữa, tôi đã mang gã về đây. Diệp Phàm lên tiếng. Hoàng Bộ Kỳ lập tức bị áp giải tới, quỳ xuống trước mặt Mục Kình Thiên. Cậu ta! Mục Kình Thiên nhìn Hoàng Bộ Kỳ. Tên này là Hoàng Bộ Kỳ, đại thiếu gia của gia tộc Hoàng Bộ. Theo như thiếu gia Thanh Môn nói, thì tên này thích con gái của ông, hà hiếp cô ấy. Gã là đầu sỏ thật sự hại chết con gái của ông. Tôi đưa gã đến đây giao cho quân đoàn trưởng Mục xử lý. Diệp Phàm giải thích. Là mày hại chết con gái tao. Mắt Mục Kình Thiên đỏ ngầu, nhìn Hoàng Bộ Kỳ chòng chọc. Tôi không cố ý, ông tha cho tôi đi, van xin ông tha cho tôi. Hoàng Bộ Kỳ lập tức quỳ xuống trước mặt Mục Kình Thiên, không ngừng dập đầu xin tha. Thằng súc sinh này, tao phải giết mày để báo thù cho Tú Tú. Mục Kình Thiên giận dữ hét vào mặt Hoàng Bộ Kỳ. Với vẻ mặt dữ tợn, ông ta nhảy xuống giường xông tới trước mặt Hoàng Bộ Kỳ. Vung tay trái đấm vào mặt đối phương. Phụt! Hoàng Bộ Kỳ bị đánh hộc máu, ngã lăn ra đất. Tao phải giết mày, giết mày! Mục Kình Thiên gầm lên không ngừng, tay trái liên tục đấm vào đầu Hoàng Bộ Kỳ. Bộp bộp bộp! Theo nắm đấm của Mục Kình Thiên không ngừng giáng xuống, chẳng mấy chốc Hoàng Bộ Kỳ đã bị đánh cho máu me đầy mặt, không còn hơi thở. Nhưng Mục Kình Thiên vẫn không dừng lại. Ông ta vẫn liên tục vung nắm đấm. Phát thiết nỗi đau khổ và lửa giận trong lòng. Cho đến khi đầu của Hoàng Bộ Kỳ bị đánh nát, Mục Kình Thiên mới dừng tay. Tú Tú à, cha đã báo thù cho con, linh hồn con ở trên trời có thể yên nghỉ rồi. Là cha có lỗi với con, kiếp sau nếu có cơ hội thì cha nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Mục Kình Thiên rưng rưng nước mắt, gương mặt tràn đầy áy náy. Quân đoàn trưởng Mục đừng quá đau buồn. Tú Tú trên trời có linh chắc chắn không muốn sau này ông sống trong đau khổ. Ông phải xốc lại tinh thần đi. Diệp Phàm nói với Mục Kình Thiên. Tôi chỉ hận tay phải của mình đã bị phế,
nếu không thì tôi đã bảo vệ được con gái của mình rồi. Tôi là một kẻ tàn phế. Mục Kình Thiên nhìn tay phải, trong mắt chất chứa cảm xúc không cam lòng, tay trái không ngừng đánh vào cánh tay phải. Kình Thiên, ông đừng cam chịu số phận, chưa chắc tay phải của ông không thể khôi phục. Mộ Bạch cầm lấy tay trái của Mục Kình Thiên và nói. Tay phải của tôi đã tàn phế rồi, sao có thể khôi phục lại được? Mục Kình Thiên lắc đầu. Đương nhiên có thể, Kình Thiên, ông nhìn chân tôi này, chẳng phải đã khỏi rồi sao? Đồ Phu nói với Mục Kình Thiên. Hả? Lúc này Mục Kình Thiên mới chú ý tới chân của Đồ Phu, đúng là đã khôi phục bình thường. Chân ông? Là thiếu quân chủ chữa khỏi đấy. Thiếu quân chủ có thể chữa khỏi chân cho tôi thì nhất định có thể chữa khỏi tay cho ông. Đồ Phu đáp. Thiếu quân chủ. Mục Kình Thiên nhìn Diệp Phàm với vẻ khó tin. Diệp Phàm nói, quân đoàn trưởng Mục, xương tay phải của ông đã nát toàn bộ, kinh mạch đã đứt hết, quả thật rất khó khôi phục. Nghe Diệp Phàm nói vậy, ánh sáng trong mắt Mục Kình Thiên một lần nữa tắt ngấm. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Phàm lại làm ông ta cực kỳ vui mừng. Nhưng tôi có chữa trị cánh tay cho ông, giúp tay phải của ông lành lại. Diệp Phàm nhìn Mục Kình Thiên và nói. Thật sao thiếu quân chủ? Mục Kình Thiên kích động nhìn Diệp Phàm. Tất nhiên, tôi nói được làm được. Nhưng tôi cần điều chết một loại thuốc mới thì mới có thể chữa trị cho cánh tay này của ông khỏi hoàn toàn. Lát nữa tôi sẽ cho người đi mua dược liệu cần thiết rồi tiến hành điều chế. Đến lúc đó, tay phải của quân đoàn trưởng Mục sẽ lành lại như ban đầu. Diệp Phàm khẳng định. Cảm ơn thiếu quân chủ. Thiếu quân chủ, xin hãy nhận của tôi một lạy. Nói xong Mục Kình Thiên quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Quân đoàn trưởng Mục là tiền bối, sao lại quỳ trước tôi chứ, ông mau đứng lên đi. Diệp Phàm vội vàng cất lời. À đúng rồi Kình Thiên, ông ta chôn cất con gái chưa? Lúc này, Mộ Bạch lên tiếng hỏi. Chưa, thi thể của Tú Tú vẫn đang nằm ở nhà tang lễ. Vốn dĩ tôi định báo thù cho con bé rồi mới chôn cất, nào ngờ bản thân lại bị bắt giam. Mục Kình Thiên thở dài. Tôi sẽ cho người chọn một nghĩa trang tốt nhất, ngày mai chúng ta cùng đi đưa tiễn Tú Tú mộ yên mà đẹp. Diệp Phàm trầm giọng nói. Được. Mục Kình Thiên gật đầu. Ở một nơi khác, trụ sở chính của Thanh Môn. Sau khi Hồng Thiên Sinh biết tin gia tộc Hoàng Bộ bị tiêu diệt, sắc mặt cực kỳ u ám. Không ngờ quân Thiên Sách lại có thực lực mạnh như vậy. Hồng Thiên Sinh lạnh lùng quát. Môn chủ, chúng ta có cần tiếp tục ra tay không? Một vị trưởng lão Thanh Môn dò hỏi. Tất nhiên là cần, lần này cho dù chiến thần Thiên Sách tới, tôi cũng phải khiến quân Thiên Sách trả giá đắt. Thông báo phong tỏa Kim Lăng, tuyệt đối không được để cho lũ quân Thiên Sách kia chạy mất. Đợi 10 vạn đệ tử Thanh Môn đến đủ, tôi sẽ bắt đám người này chôn cùng con trai tôi. Hồng Thiên Sinh gầm lên, trên mặt lộ rõ sát ý. Trong phân điện Điện Long Vương ở quận Giang Bắc, chủ phân điện Tống Mạch vô cùng kinh ngạc khi biết tin gia tộc Hoàng Bộ bị diệt. Lúc này, điện thoại của hắn ta đổ chuông. Hắn ta vừa mới bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi, gật đầu lia lịa nói, vâng, Long Thủ Đại Nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ, tuyệt đối không để cho bọn chúng chạy thoát. Thông báo triệu tập toàn bộ thành viên của phân điện đi tìm hung thủ đã tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ, tuyệt đối không được để cho bọn họ chạy thoát. Ngày mai Long Thủ Đại Nhân sẽ đến đây. Tống Mạch lập tức dặn dò thuộc hạ. Trong một biệt thự nào đó ở đế đô. Khốn kiếp, người của quân Thiên Sách đúng ta to gan liều lĩnh, dám động vào gia tộc Hoàng Bộ. Một lão giả râu tóc bạc phơ đập tách trà trong tay xuống đất, giận dữ quát. Ông ta là Hoàng Bộ Quyền, chú ruột của Hoàng Bộ Thánh. Ông ta là quan nhị phẩm, nắm giữ chức vị quan trọng ở Long Quốc, quyền lực cực lớn. Quân đoàn nào cách Kim Lăng gần nhất? Hoàng Bộ Quyền hỏi thuộc hạ. Thưa đại nhân, là quân Bạo Hùng. Bọn họ trú quân ở nơi cách Kim Lăng chưa đầy 200 km. Thuộc hạ báo cáo. Lập tức liên lạc với quân chủ quân Bạo Hùng cho tôi. Còn nữa, lập tức thông báo cho sở tuần tra phái cao thủ tới Kim Lăng, tuyệt đối không được để cho một tên hung thủ nào chạy thoát. Nếu không tôi sẽ tố cáo bọn họ trước mặt bệ hạ. Hoàng Bộ nghiêm nghị nói. Nhà họ Dương ở đế đô. Gia chủ, nhị gia đã trở về sở giám sát rồi. Lúc này, một người hầu của nhà họ Dương bước nhanh tới báo cáo cho gia chủ, người mà y nhắc đến là Dương Lâm, cha của Dương Mạc. Cuối cùng lão nhị cũng về rồi.
Dương Lâm đanh mặt nói, Mạc Nhi yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho con. Con ở dưới đó chờ nhé, Diệp Phàm sẽ xuống đó theo con nhanh thôi. Sau đó, Dương Lâm chạy tới sở tuần tra. Thanh Phong môn thuộc giới võ đạo Long Quốc. Tao chỉ có một đứa cháu ngoại là Kỳ Nhi, vậy mà chúng mày cũng dám giết cháu ngoại của tao. Thật to gan. Lập tức thông báo cho Đại Hộ Pháp, bảo hắn dẫn theo 300 đệ tử Thanh Phong môn đến Kim Lăng, nhất định phải bắt được hung thủ cho ta. Môn chủ Thanh Phong môn biết tin gia tộc Hoàng Bộ bị tiêu diệt cũng giận dữ hét lên. Gia tộc Hoàng Bộ bị tiêu diệt đã dẫn tới sóng gió lớn hơn. Chớp mắt đã qua ngày mới. Quận Giang Nam, Thiên Hải. Ba chiếc xe thương vụ dừng trước cửa lớn tập đoàn Đường Thị. Đám người mặc Âu phục màu đen bước xuống từ hai chiếc xe thương vụ, hơi thở sắc bén. Bọn họ đi quanh chiếc xe ở giữa, vẻ mặt cảnh giác. Ngồi trong xe chính là Tô Nhược Tuyết và người đại diện Hồ Cầm. Con nhóc này, vì sao lại muốn tới làm người phát ngôn cho tập đoàn Đường Thị, còn không tiếc đi tìm ông cụ đến yêu cầu gia chủ thả em ra. Hồ Cầm tò mò nhìn Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết kể lại chuyện Diệp Phàm gọi điện thoại tìm cô cho Hồ Cầm nghe. Anh ta lại là bạn trai của chủ tịch tập đoàn Đường Thị. Hồ Cầm giật mình rồi nhìn về phía Tô Nhược Tuyết, em còn đồng ý làm người phát ngôn cho công ty của người phụ nữ kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao thì anh ta đã cứu em hai lần, em cũng phải biết ơn báo đáp chứ. Tô Nhược Cầm bĩu môi. Em có ý gì khác không đấy? Hai mắt Hồ Cầm lóe lên nhìn chằm chằm Tô Nhược Tuyết. Chị Hồ, em thì có ý gì được, chị đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi xuống đi. Ánh mắt Tô Nhược Tuyết mập mờ, cô mỉm cười nói. Nhưng mà chị nghe nói Chu Doãn Nhi đã tuyên bố trong giới giải trí, ai dám trở thành người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị thì chính là kẻ địch của cô ta. Em làm như vậy chính là đang kết thù kết oán. Hồ Cầm thản nhiên nói. Em cũng chẳng có thiện cảm gì với cô ta, kết oán thì kết oán. Tô Nhược Tuyết không cho là đúng. Sau đó hai người trực tiếp xuống xe. Đây là tập đoàn Đường Thị sao? Rất khí thế. Tô Nhược Tuyết xuống xe, cô tò mò nhìn tập đoàn Đường Thị ở trước mặt. Trước kia tập đoàn Đường Thị chỉ là một công ty bình thường, nhờ có đan chú nhan mà trở thành tập đoàn lớn, chạm tay có thể bỏng của giới kinh doanh Long Quốc. Hồ Cầm nói. Thì ra đan chú nhan là do công ty bọn họ sản xuất, lúc trước em còn muốn mua thử xem. Tô Nhược Tuyết ngạc nhiên. Ừ, bây giờ Đường Thị có độ chú ý rất cao ở Long Quốc, độ chú ý rất cao. Nhất là cái kia đan chú nhan trở thành sản phẩm hot nhất. Muốn mua cũng không có hàng. Lần này em trở thành người phát ngôn của bọn họ, với em mà nói thì danh tiếng cũng sẽ tăng lên không ít. Hồ Cầm thản nhiên nói. Có thể trở thành chủ tịch của một công ty lớn như vậy, vị họ Đường kia hẳn là cũng không đơn giản. Không biết cô ấy và Thiên Ca ai lợi hại hơn? Tô Nhược Tuyết tò mò nói. Cô Sở là nữ vương trong giới kinh doanh ở Long Quốc. Vị chủ tịch họ Đường này cũng chỉ có thể xem như nhân tài mới xuất hiện, không thể so sánh. Hồ Cầm đáp. Lúc này, đoàn người của bọn họ đã tiến vào trong tập đoàn Đường Thị. Kia không phải Tô Nhược Tuyết sao? Thật sự là nữ thần Tô Nhược Tuyết. Sao cô ấy lại tới đây? Lúc này, trong tập đoàn Đường Thị, đám nhân viên nhìn thấy Tô Nhược Tuyết xuất hiện thì kích động thét chói tai. Đường Sở Sở dẫn theo Tôn Tiểu Tiểu tới. Chào cô Tô. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị Đường Sở Sở, hoan nghênh cô đã đến. Đường Sở Sở đi tới chỗ Tô Nhược Tuyết, cô mỉm cười đưa tay ra bắt. Ánh mắt Tô Nhược Tuyết nhìn Đường Sở Sở lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trông cô ấy thật đẹp. Tô Nhược Tuyết âm thầm cảm thán nói. Từ trước tới nay, cô vẫn luôn tự tin vào dung mạo và dáng người của mình. Trong tất cả những người đẹp mà cô gặp qua, chỉ có chị Thiên Ca là hơn nàng một chút. Nhưng hôm nay nhìn thấy Đường Sở Sở, gương mặt, dáng người, khí chất của đối phương, bất kể phương diện nào cũng không kém cô, nhất là khí chất đặc biệt của đối phương, mạnh hơn cô rất nhiều. Điều này khiến Tô Nhược Tuyết bị đả kích không nhỏ. Lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Diệp Phàm lại không có biểu hiện hứng thú với mình, hóa ra là hắn có một người bạn gái không thua kém gì. Cô Tô, Đường Sở Sở nhìn Tô Nhược Tuyết đang ngây người, cô lên tiếng. À, ngại quá. Chủ tịch Đường đúng là xinh đẹp. Tô Nhược Tuyết hoàn hồn, vội vàng bắt tay Đường Sở Sở, khen ngợi nói. Cô Tô khách sáo rồi, cô cũng rất xinh đẹp. Mời vào trong.
Đường Sở Sở mỉm cười. Bọn họ đi thẳng đến phòng làm việc của Đường Sở Sở. Cô Tô, mời ngồi, cô muốn uống gì? À, không cần đâu. Vào trong phòng làm việc, Tô Nhược Tuyết và Đường Sở Sở ngồi hai bên sofa. Cô Tô, cảm ơn cô đã đồng ý làm người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị, tôi thay mặt cho Đường Thị cảm tạ cô. Đường Sở Sở nói. Chủ tịch Đường quá lời, lúc trước bạn trai cô cứu tôi hai lần, lần này anh ấy tìm tới tôi, đương nhiên là tôi sẽ giúp rồi. Đúng rồi, tin tức kia không gây ảnh hưởng gì cho các cô chứ, tất cả là do phóng viên viết bậy thôi. Tô Nhược Tuyết nhìn Đường Sở Sở nói. Cô Tô không cần lo lắng, tôi còn đang sợ sẽ ảnh hưởng tới cô, dù sao thì cô cũng là nhân vật của công chúng. À, về hợp đồng đại diện tôi đã cho người chuẩn bị xong, cô xem qua đi, có yêu cầu gì hoặc chỗ nào không vừa lòng thì cứ nói với tôi. Đường Sở Sở nói. Tôn Tiểu Tiểu trực tiếp lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Tô Nhược Tuyết. Lần này tôi tới đây là để báo ơn, chủ tịch Đường không cần phải khách sáo như vậy, tất cả do công ty cô sắp xếp là được. Tô Nhược Tuyết mỉm cười nói. Vậy được, nếu không có vấn đề gì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng, sau đó bắt đầu quay quảng cáo và tuyên truyền. Đường Sở Sở lên tiếng. Được. Tô Nhược Tuyết đáp. Ngay sau đó, bọn họ ký kết hợp đồng đại diện thương hiệu. Cô Tô, để bày tỏ lòng cảm tạ, tối nay tôi muốn mời cô bữa cơm, một là để chúc cho chúng ta hợp tác suôn sẻ, hai là lấy tư cách chủ nhà đón gió tẩy trần cho cô. Không biết cô Tô đây có thời gian hay không? Đường Sở Sở nhìn Tô Nhược Tuyết dò hỏi. Được chứ? Đúng rồi, tối nay bạn trai của chủ tịch Đường có đến không? À, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn cảm ơn ân cứu mạng của anh ấy thôi. Tô Nhược Tuyết ngượng ngùng nói. Mấy ngày nay anh ấy có việc, không ở Thiên Hải. Ngại quá. Đường Sở Sở nói. Tôi biết rồi. Tô Nhược Tuyết gật đầu đáp. Tiếp đó, bọn họ rời khỏi công ty. Chủ tịch, lúc trước tôi có đọc tin tức, Tô Nhược Tuyết kia sẽ không có quan hệ đặc biệt gì với bạn trai của cô chứ. Chủ tịch, cô phải thật chú ý. Trong phòng làm việc, Tôn Tiểu Tiểu nhìn Đường Sở Sở với vẻ mặt lo lắng. Tiểu Tiểu, cô lo lắng nhiều rồi. Đường Sở Sở mỉm cười, cô đi sắp xếp quay quảng cáo tuyên truyền đi. Được thôi. Thấy Đường Sở Sở không để ý, Tôn Tiểu Tiểu cũng không tiện nói thêm. Sau đó, tin tức Tô Nhược Tuyết trở thành người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị nhanh chóng truyền ra, khiến cho toàn bộ giới giải trí Long Quốc bàn tán xôn xao. Dù sao thì hiện tại Tô Nhược Tuyết chính là ngôi sao nổi tiếng nhất làng giải trí, được xưng là nhất tỷ. Mọi hành động của cô đều thu hút sự chú ý. Huống chi bởi vì đan chú nhan, tập đoàn Đường Thị đã sớm trở thành đề tài nóng hổi của Long Quốc. Lúc này cả hai hợp tác với nhau chắc chắn sẽ gây ra lực ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là, lúc trước Chu Doãn Nhi được xưng là nhị tỷ trong giới giải trí chỉ đứng sau Tô Nhược Tuyết, cô ta vừa bị Đường Thị hủy hợp đồng, hơn nữa còn đánh tiếng ai dám trở thành người phát ngôn của Đường Thị, chính là đang đối địch với Chu Doãn Nhi này. Kết quả chỉ chớp mắt. Vị nhất tỷ Tô Nhược Tuyết này liền trở thành người phát ngôn của Đường Thị, đây không phải là đang vả vào mặt Chu Doãn Nhi sao? Trong giới giải trí, hai vị đại minh tinh này vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh nhưng bề ngoài thì vẫn duy trì quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Lần này Tô Nhược Tuyết lại làm như vậy, hai người xem như hoàn toàn trở mặt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các loại bài viết về Tô Nhược Tuyết và Chu Doãn Nhi ùn ùn kéo tới, chiếm lấy top đầu bảng tìm kiếm. Trong biệt thự ở Đế Đê, Tô Nhược Tuyết chết tiệt. Chu Doãn Nhi tức giận mắng. Hiển nhiên cô ta đã biết chuyện Tô Nhược Tuyết trở thành người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị. Cô ta vừa mới nói, không cho phép ai làm người đại diện của Đường Thị. Chớp mắt Tô Nhược Tuyết lại trở thành người phát ngôn của Đường Thị, khác nào là đang trắng trợn vả vào mặt cô ta. Chu Doãn Nhi đương nhiên căm phẫn. Ai chọc cho bảo bối nhà chúng ta tức giận vậy? Một người đàn ông hói đầu bụng phệ đi tới, ôm lấy Chu Doãn Nhi, cười gian xảo. Còn không phải là Tô Nhược Tuyết kia sao, cô ta nhận làm người đại diện của tập đoàn Đường Thị, như vậy thì em còn lăn lộn trong giới giải trí thế nào? Chu Doãn Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Ra là chuyện này, yên tâm, rất nhanh thôi Tô Nhược Tuyết sẽ thân bại danh liệt. Đến lúc đó vị trí nhất tỷ trong giới giải trí sẽ là của bảo bối rồi. Người đàn ông vuốt khuôn mặt nhẵn bóng của Chu Doãn Nhi. Tổng giám đốc Phương, anh nói thật sao? Lẽ nào công ty muốn ra tay với cô ta?
Chu Doãn Nhi ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Người phụ nữ này ba lần bảy lượt từ chối lời mời hợp tác của giải trí đế vương, lúc này phải để cho cô ta nếm thử, nếu không thì cô ta lại không biết ở Long Quốc, ai mới làm chủ cái giới giải trí này. Người đàn ông hừ lạnh nói. Nhưng sau lưng cô ta là nhà họ Tô đấy. Một khi Tô Nhược Tuyết xảy ra chuyện, nhà họ Tô sẽ không chịu để yên. Chu Doãn Nhi nói. Lần này có người muốn đối phó với nhà họ Tô thông qua Tô Nhược Tuyết, chúng ta chỉ giúp một tay mà thôi, không phải lo. Ngày tháng tốt lành của nhà họ Tô sợ là cũng không còn nhiều. Người đàn ông cười lạnh. Vậy thì tốt quá. Chu Doãn Nhi vui vẻ nói. Bảo bối, bây giờ thì vui rồi chứ, có phải em cũng nên làm tôi vui vẻ hay không? Người đàn ông ôm lấy Chu Doãn Nhi, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà. Yên tâm đi, Tổng Giám Đốc Phương. Hôm nay em nhất định sẽ phục vụ tốt. Chu Doãn Nhi liếc đôi mắt quyến rũ nhìn người đàn ông, hai người bắt đầu một trận chiến kịch liệt. Quận Giang Bắc, Kim Lăng. Ở một nơi nào đó trong Kim Lăng, có một nghĩa trang rất lớn. Nơi này chính là nghĩa địa có hoàn cảnh tốt nhất Kim Lăng, giá một mét vuông cũng phải hơn 20 vạn, còn đắt hơn cả giá nhà ở đế đô. Lúc này, trước một bia mộ, Diệp Phàm, Mục Kình Thiên, Mộ Bạch, Đồ Phu, Thiên Sách Vệ. Tất cả bọn họ đều mặc đồ đen. Trên bia mộ viết dòng chữ, Mục Tú Tú, con gái Mục Kình Thiên, còn có một tấm ảnh chụp của một cô gái trẻ tuổi. Đây chính là nghĩa trang mà Diệp Phàm chọn cho con gái của Mục Kình Thiên. Bọn họ vừa mới chôn cất cô ấy. Tú Tú, nếu kiếp sau chúng ta vẫn có duyên làm cha con, ba nhất định sẽ bù đắp tất cả thiếu sót của đời này. Mục Kình Thiên ngồi trước ngôi mộ, đưa tay vuốt ve ảnh chụp con gái, thì thào nói. Đám người Diệp Phàm cúi đầu trước bia mộ, vẻ mặt đầy trang nghiêm. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, bên ngoài nghĩa trang vang lên từng tiếng bước chân dày đặc. Tiếng bước chân nặng nề giống như thiên quân vạn mã lao nhanh tới. Chuyện gì vậy, đi xem một chút. Mộ Bạch nói với một thành viên Thiên Sách Vệ, đối phương nhận lệnh đi ra ngoài. Rất nhanh, người kia đã trở về, hắn trầm giọng nói với Mộ Bạch, bẩm quân đoàn trưởng, ngoài mộ địa tụ tập rất nhiều người mặc áo trắng. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, có khoảng chừng 10 vạn người. Ặc, nghe vậy, sắc mặt của các Thiên Sách Vệ, Mộ Bạch và Đồ Phu đều thay đổi. Ở đâu ra nhiều người như vậy? Mộ Bạch nhướng mày, trầm giọng nói. Bọn họ hẳn là người của Thanh Môn, hôm qua tôi đã nhận được tin tức, môn chủ Thanh Môn triệu tập tất cả đệ tử ở quận Giang Bắc đi đến Kim Lăng, chắc là tới báo thù cho con trai của ông ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sao thiếu quân chủ không nói sớm, nếu biết thế, tôi đã lập tức liên hệ cho quân Thiên Sách điều binh đến đây. Vẻ mặt Mộ Bạch cứng lại. 10 vạn người. Nhiều người như vậy, cũng không phải số lượng mà bọn họ có thể đối phó. Cho dù là một vị cường giả địa cảnh bị 10 vạn người vây công, cũng sẽ bị kiệt sức đến chết. Một đám kiến hôi, không cần quân Thiên Sách phải ra tay. Hôm nay tôi sẽ lấy máu của Thanh Môn tiễn con gái Mục quân đoàn trưởng một đoạn cuối cùng. Lấy bọn họ để tế bái linh hồn trên thiên đường. Diệp Phàm nói với vẻ lạnh như băng. Dứt lời, hắn đi một mình ra ngoài mộ địa. Lúc này, 10 vạn người tụ tập thành một đám đông. Tất cả bọn họ đều mặc áo tang màu trắng, đầu đội giải khăn trắng, tay cầm trường đao sắc bén, vẻ mặt lạnh như băng. Bọn họ chính là 10 vạn đệ tử của Thanh Môn. 10 vạn người tụ tập ở lại một chỗ. Cảnh tượng này... Sợ là chỉ khi hai nước giao chiến mới có thể nhìn thấy. May mà không gian bên ngoài mộ địa cũng đủ lớn, nếu không, sợ là cũng chẳng chứa được 10 vạn người. Đệ tử Thanh Môn mặc đồ tang xuất hiện ở nơi này chính là để báo thù cho thiếu chủ của Thanh Môn. Lúc này, trong đoàn đội Thanh Môn tách ra một con đường. Môn chủ Thanh Môn Hồng Thiên Sinh mặc một thân đồ trắng, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng bước tới, theo sau ông ta là 8 vị trưởng lão của Thanh Môn. Người ở bên trong sao? Hồng Thiên Sinh lạnh lùng nói. Bẩm môn chủ, Mục Kình Thiên và quân Thiên Sách đều ở bên trong. Một vị trưởng lão Thanh Môn lên tiếng. Hôm nay, chỉ cần là quân Thiên Sách, một người cũng không tha, giết hết. Bọn họ nhất định phải chôn cùng con trai tôi. Hồng Thiên Sinh lạnh lùng quát. Báo thù cho thiếu chủ. Báo thù cho thiếu chủ. Báo thù cho thiếu chủ. Lúc này... 10 vạn đệ tử Thanh Môn cùng lúc giơ đao, hô hào, trên người ai nấy đều tản ra sát khí ngút trời. Một gã lăng nhục,
hại tới mạng sống của người khác cũng đòi anh hùng chiến đấu đẫm máu vì nước chôn cùng, đúng là nực cười. Bỗng nhiên, một giọng nói vang dội như sấm từ trong mộ địa truyền đến. Diệp Phàm lạnh lùng bước ra từ trong mộ địa. Mày là ai? Hồng Thiên Sinh nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Người giết con trai ông. Diệp Phàm thản nhiên đáp. Soạt. Diệp Phàm vừa dứt lời, vẻ mặt Hồng Thiên Sinh lập tức tối sầm lại, ánh mắt ông ta như muốn giết người. Là mày đã giết con trai tao. Mày cũng là người của Thiên Sách Vệ. Hồng Thiên Sinh lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Tôi chính là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Mày là đồ đệ của Chiến Thần Thiên Sách. Lúc này, vẻ mặt của Hồng Thiên Sinh thay đổi, ông ta khiếp sợ nói. Người của Thanh Môn giết hại quân đoàn trưởng quân Thiên Sách và con gái của ông ấy, các người còn muốn quân Thiên Sách chôn cùng tên cầm thú kia, đúng là hoang đường, Thanh Môn có chết vạn lần cũng chưa đền hết tội. Hôm nay tôi sẽ để khối u ác tính như Thanh Môn biến mất hoàn toàn khỏi Long Quốc. Vẻ mặt Diệp Phàm tràn đầy sát ý, giống như đang tuyên án. Hừ, đồ đệ của Chiến Thần Thiên Sách thì thế nào? Hôm nay tao phải khiến cho mày chết không có chỗ chôn. Giết! Hồng Thiên Sinh hung ác quát lớn. Ông ta vừa hạ lệnh, 10 vạn đệ tử Thanh Môn trực tiếp giết về phía Diệp Phàm. Lúc này, đám người Mộ Bạch vọt ra, đang định ra tay thì bị Diệp Phàm ngăn lại. Hôm nay cứ để tôi lấy thân phận đệ tử Chiến Thần Thiên Sách, tự tay giải quyết hết đám tai họa của Long Quốc đi. Coi như là không phụ lòng Lục sư phụ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Keng! Hắn vung đoàn kiếm màu đen, lao thẳng vào trong đội ngũ đệ tử Thanh Môn. Phụt phụt phụt. Ngay sau đó Diệp Phàm như hóa thân thành sát thần, điên cuồng chém giết đệ tử Thanh Môn. Trong mắt Diệp Phàm, đám đệ tử này không khác gì lũ kiến hôi. Nhưng người ta vẫn hay nói, kiến nhiều cũng có thể thắng được voi. 10 vạn đệ tử Thanh Môn cùng tiến lên, cho dù có giỏi đánh giết tới đâu thì cũng không trụ nổi. Dù sao thì sức lực của con người cũng có hạn. Cho dù là võ giả thì cũng có lúc kiệt sức. Đến lúc đó đối mặt với nhiều người như vậy chẳng khác nào là cừu non đợi làm thịt. Một người chém giết 10 vạn người. Chỉ sợ ngoại trừ Chiến Thần Thiên Sách năm đó, chưa có ai có thể đạt tới thành tựu này. Nhưng hôm nay, Diệp Phàm lại muốn một người địch 10 vạn người. Phụt phụt phụt. Máu tươi văng khắp nơi, thi thể không ngừng ngã xuống đất. Đệ tử Thanh Môn người sau nối tiếp người trước. Nhưng không một ai tiếp được kiếm thứ hai của Diệp Phàm, tất cả đều là một kiếm lấy mạng. Chưa đầy 3 phút, trên mặt đất đã có mấy ngàn người nằm xuống. Tốc độ giết người còn nhanh hơn cả nháy mắt, trung bình một giây phải giết được 10 mấy người. Lúc này, Diệp Phàm như hóa thân trở thành tứ sư phụ sát thần Tu La, thực hiện một cuộc chém giết điên cuồng. Nhìn cảnh tượng Diệp Phàm giết người. Vẻ mặt của Hồng Thiên Sinh và 8 vị trưởng lão Thanh Môn vô cùng khó coi. Bọn họ chưa từng gặp qua người nào đáng sợ như vậy. Người này giống như là một ác quỷ đến từ địa ngục, quá đáng sợ. Ngay cả đám người Mộ Bạch, Đồ Phu và Mục Kình Thiên cũng sợ ngây người. 10 phút sau, đệ tử Thanh Môn đã chết hơn vạn người. Chỉ 10 phút, một người giết chết vạn người. Tin này mà truyền ra ngoài, sợ là không ai tin. Nhưng sự thật lại chính là như vậy. 8 người các ông cùng lên đi. Lúc này, Hồng Thiên Sinh không đợi thêm được, ông ta quay sang nói với 8 vị trưởng lão Thanh Môn. 8 vị trưởng lão của Thanh Môn đều có thực lực từ huyền cảnh lục trọng đến huyền cảnh bát trọng. Ngoại trừ Huyền Thiên Sinh là cao thủ huyền cảnh cửu trọng thì 8 vị kia chính là những người có thực lực mạnh nhất ở Thanh Môn. Mặc dù họ nhìn thấy bộ dáng lúc này của Diệp Phàm cũng không dám ra tay, nhưng mệnh lệnh của Hồng Thiên Sinh, bọn họ không thể không nghe. Ngay sau đó, 8 người cầm vũ khí trong tay xông về phía Diệp Phàm. Bọn họ thừa dịp Diệp Phàm đang điên cuồng chém đệ tử Thanh Môn, nhân cơ hội đánh lén sau lưng hắn. 8 người liên thủ, chuẩn bị cho Diệp Phàm một đòn chí mạng. Nhưng ngay lúc bọn họ dùng hết toàn lực, cầm vũ khí đánh về phía Diệp Phàm thì đối phương lại đột nhiên quay đầu nhìn họ. Hai tròng mắt Diệp Phàm đỏ ngầu, giống như Tu La, làm cho da đầu người ta tê dại, chân tay run rẩy. Chỉ một ánh mắt đã khiến 8 vị trưởng lão của Thanh Môn toát mồ hôi lạnh, bị dọa sợ tới bay cả 3 hồn 7 vía. Keng! Ngay khi 8 người này đang bị ánh mắt của Diệp Phàm hù dọa. Diệp Phàm vung con dao găm màu đen trong tay, kiếm quang vô hình bắn ra. Phụt, 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 phụt.
Chỉ trong nháy mắt, đầu của 8 vị trưởng lão bay lên, lăn xuống đất. Cổ của bọn họ phun máu tươi, ngã xuống đất. Chỉ trong mấy giây, toàn bộ 8 trưởng lão huyền cảnh của Thanh Môn đều bị giết. Lúc này, sắc mặt của Hồng Thiên Sinh cực kỳ khó coi, các đệ tử khác cũng ngạc nhiên ngây người. Tiếp theo, Diệp Phàm tiếp tục điên cuồng giết chóc. Theo thời gian dần trôi, số lượng đệ tử Thanh Môn chết càng ngày càng tăng, thi thể trên mặt đất chất như núi. Lúc này, bên ngoài mộ địa biến thành địa ngục nhân gian. Chưa đến nửa tiếng, 10 vạn đệ tử Thanh Môn chết hơn nửa, số còn lại bị Diệp Phàm dọa vỡ mật, hoảng sợ chạy trốn. Giết hắn, giết hắn. Nhìn đệ tử Thanh Môn chạy trốn, Hồng Thiên Sinh hét lớn. Nhưng đám đệ tử kia bị dọa vỡ mật, không ai để ý đến mệnh lệnh của Hồng Thiên Sinh. Lúc này bọn họ chỉ muốn giữ được mạng. Ai dế hắn, ta khen thưởng 100 triệu, 100 triệu. Nhìn thấy mệnh lệnh của mình vô dụng, Hồng Thiên Sinh tung ra sát chiêu mạnh nhất. Hồng Thiên Sinh vừa dứt lời, không ít đệ tử Thanh Môn đang định chạy trốn đứng ngây ra, do dự. Diệp Phàm lao đến, giết chết đám đệ tử Thanh Môn đang do dự. Sau đó, đám đệ tử kia hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng. Đối mặt với sát thần, nhiều tiền cũng vô dụng. Tên này không phải người, hắn là ác ma, là tử thần. Lúc này, trên mặt đất, máu chảy thành sông, máu tươi nhiễm đỏ mấy ngàn mét đất, thi thể chồng chất như núi, giống như biến thành một bãi tha ma. Hình ảnh này cực kỳ máu me, giống như đang ở trong địa ngục. Gió thổi qua, lúc này chỉ còn lại một mình Hồng Thiên Sinh. Cả người Hồng Thiên Sinh toàn máu, nhìn Diệp Phàm, cả người run lên. Cho dù ông ta là huyền cảnh cửu trọng, nhưng sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Phàm, ông ta hoàn toàn không có dũng khí đánh một trận với hắn. Lúc này, Diệp Phàm cầm kiếm, bước về phía Hồng Thiên Sinh. Diệp Phàm đến càng gần, sắc mặt của Hồng Thiên Sinh càng khó coi, trái tim đập liên hồi. Ông ta thở gấp, có cảm giác không thở được. Mặc dù Diệp Phàm chưa ra tay, nhưng sát khí tản ra trên người đối phương làm Hồng Thiên Sinh sợ hãi. Mày! Hồng Thiên Sinh thở dốc, nhìn Diệp Phàm. Lúc này, một đoàn chiến sĩ mặc áo chiến đấu màu nâu chạy đến. Bọn họ là chiến sĩ quân đoàn Bạo Hùng. Cầm đầu là đoàn trưởng quân đoàn 3 của quân đoàn Bạo Hùng, Bắc Đồ. Là cậu. Bắc Đồ nhìn thấy thi thể khắp nơi, sắc mặt thay đổi, cực kỳ chấn động. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm, đồng tử co rụt lại, ánh mắt khiếp sợ. Tại sao cậu lại ở đây? Bắc Đồ nhìn Diệp Phàm, hỏi. Lần này hắn ta vâng lệnh của quân chủ Bạo Hùng, dẫn binh đi bắt hung thủ hủy diệt toàn bộ hoàng bộ. Hắn ta đi vào Kim Lăng, nhận được tin tức quân Thiên Sách ở đây nên chạy đến, không ngờ gặp được Diệp Phàm. Anh đến đây làm gì? Diệp Phàm nhìn Bắc Đồ. Tôi vâng lệnh đến bắt phản đảng quân Thiên Sách. Bắc Đồ nói thẳng. Sắc mặt của Diệp Phàm cực kỳ lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đúng vậy, quân Thiên Sách tự ý rời khỏi nơi đóng quân, chạy đến Kim Lăng tàn sát người trong gia tộc Hoàng Bộ, tạo thành ảnh hưởng cực lớn, bên trên hạ lệnh gán tội phản đảng. Quân Bạo Hùng nhận nhiệm vụ chóc nã phản đảng. Bắc Đồ lạnh lùng nói. Mấy người đến rất đúng lúc, tên này chính là người của quân Thiên Sách, chính hắn dẫn người tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ, còn giết rất nhiều người, nhanh bắt hắn lại. Hồng Thiên Sinh nghe Bắc Đồ nói vậy, vội vàng nói. Ông cho rằng bọn họ có thể cứu được ông. Diệp Phàm nhìn lướt qua Hồng Thiên Sinh, tay cầm kiếm ngắn màu đen, chém một nhát ra ngoài. Phụt! Chỉ trong nháy mắt. Giữa trán Hồng Thiên Sinh phụt máu. Máu chảy dọc từ mũi, miệng rồi xuống dưới. Giây tiếp theo, thân thể của Hồng Thiên Sinh bị xé rách từ đỉnh đầu, một chia thành hai, ngã xuống mặt đất, khí quan rơi đầy đất. Cứ như vậy, chủ nhân của Thanh Môn, thế lực lớn nhất Giang Bắc bị chết thảm, bị người phanh thây. Nhìn thấy cảnh này, Bắc Đồ và các chiến sĩ quân đoàn Bạo Hùng hít một hơi sâu. Cậu! Bắc Đồ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đột nhiên không biết nói gì. Anh vừa nói quân Thiên Sách là phản đảng. Diệp Phàm nhìn về phía Bắc Đồ, đi về phía đối phương. Cậu, tôi không nói vậy. Bắc Đồ nhìn về phía Diệp Phàm, cảm nhận được hơi thở áp bách, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Lúc này, chiến sĩ quân Bạo Hùng cầm súng chỉ vào Diệp Phàm, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Dừng tay. Triều Thiên Lâm dẫn theo thành viên Long Hồn chạy đến. Bọn họ nhìn thấy đệ tử Thanh Môn ngã đầy đất, sắc mặt thay đổi. Sao lại là cậu? Diệp Phàm liếc nhìn Triệu Thiên Lâm.
Diệp Thiếu, quân Bạo Hùng chính là một trong 9 quân đoàn lớn nhất Long Quốc, nếu cậu ra tay với bọn họ, sẽ gặp rắc rối lớn. Triệu Thiên Lâm nói, nhưng bọn họ muốn ra tay với tôi, còn nói quân Thiên Sách là phản đảng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sắc mặt của Triệu Thiên Lâm thay đổi, nhìn về phía Bắc Đồ, quát, từ khi nào quân Thiên Sách biến thành phản đảng? Ai cho phép anh chửi bới quân Thiên Sách? Anh là ai? Bắc Đồ nhìn về phía Triệu Thiên Lâm. Triệu Thiên Lâm rút ra soái lệnh, nói, tôi vâng lệnh của Long Soái đến đây. Bái kiến Long Soái. Bắc Đồ và các chiến sĩ quân Bạo Hùng quỳ xuống hô to. Ai bảo anh quân Thiên Sách là phản đồ? Còn có, chưa được chiến bộ điều động, quân Bạo Hùng dám tự ý dẫn binh rời khỏi nơi đóng quân, mấy người rất to gan. Triệu Thiên Lâm quát to. Tôi chỉ vâng lệnh của quân chủ, hơn nữa cũng chính quân chủ nói quân Thiên Sách là phản đảng, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Bắc Đồ nói. Quân chủ Bạo Hùng. Sắc mặt của Triệu Thiên Lâm thay đổi. Trở về nói cho quân chủ của mấy người, tôi nhớ kỹ những lời ông ta nói. Dám nói quân Thiên Sách là phản đảng. Ngày nào đó tôi sẽ làm ông ta trả giá vì lời nói của mình. Cút! Diệp Phàm lạnh lùng quát. Còn không cút đi. Triệu Thiên Lâm nói với Bắc Đồ. Triệu công tử, hôm nay đủ uy phong. Cầm soái lệnh, cáo mượn oai hùng. Lúc này, một giọng nói chói tai vang lên. Một đám người mặc đồ đen xuất hiện. Giám sát Dương. Sao ông lại đến đây? Triệu Thiên Lâm nhìn về phía người đàn ông trung niên, sắc mặt nghiêm lại, nói. Tôi đến bắt người. Dương Phong lạnh nhạt nói. Bắt người, đội giám sát các người muốn bắt ai? Triệu Thiên Lâm sửng sốt. Hắn. Dương Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Ông ta chính là Dương Phong, nhị gia nhà họ Dương, một trong 13 hào môn lớn của đế đô, chú của Dương Mạc. Ông ta còn có một thân phận khác, là một trong 9 giám sát của sở giám sát. Sở giám sát chia thành 5 bộ, 5 bôn phụ trách từng mảng khác nhau. Đứng trên 5 vị đội trưởng chính là 9 giám sát. 9 giám sát có quyền điều động 5 bộ, là sếp lớn của sở giám sát. Tất nhiên đứng trên các giám sát còn có 4 giám lão, thống lĩnh 9 giám sát và 5 bộ. Trên 4 giám lão là cục trưởng sở giám sát. Sở giám sát là một trong 3 sở lớn nhất Long Quốc. Độc lập ngoài triều đình và chiến bộ, có chức trách giám thị tất cả các quan viên và thế lực trên khắp Long Quốc, có quyền lực cực lớn, tương đương với đôi mắt của người cầm quyền Long Quốc, bởi vậy không ai dám đắc tội. Là một trong 9 giám sát của sở giám sát, thân phận địa vị của Dương Phong cực cao. Cũng nhờ ông ta, cả nhà họ Dương mới có cơ hội trở thành một trong 13 hào môn lớn ở đế đô. Một người thành tiên, gà chó lên trời. Triệu Thiên Lâm nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Giám sát Dương, ông muốn bắt cậu ấy. Tại sao? Sở giám sát muốn bắt người còn cần lý do. Từ khi nào chiến bộ quản rộng như vậy? Dương Phong liếc nhìn Triệu Thiên Lâm, lạnh nhạt nói. Sắc mặt Triệu Thiên Lâm thay đổi, lại không có cách nào phản bác. Y cầm soái lệnh có thể mệnh lệnh những người khác, nhưng sở giám sát là ngoại lệ. Thậm chí chỉ cần một câu của sở giám sát, có thể quyết định tôi phản quốc của một người, ngay cả cơ hội biện giải cũng không có. Nhãi danh, với thân phận của một giám sát, tôi tuyên bố bắt cậu, nếu cậu dám phản kháng, giết không tha. Dương Phong nhìn về phía Diệp Phàm, quát to. Giám sát Dương, sở tuần tra muốn mang người này đi. Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, lại có một đoàn người xuất hiện. Cầm đầu là một người đàn ông mặc trường bào màu đỏ, tản ra hơi thở cực nóng, một đôi con ngươi lập lờ như lửa cháy, hơi thở cực mạnh. Sở trưởng Thiên Viêm, sao ông lại ở đây? Dương Phong nhìn người đàn ông mặc đồ đỏ, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nói. Bái kiến sở trưởng Thiên Viêm. Triệu Thiên Lâm nhìn thấy người này, cung kính hô to. Người đàn ông mặc đồ đỏ này chính là sở trưởng sở tuần tra Thiên Viêm, một trong 5 sở trưởng của sở tuần tra, ngoài ra ông ta còn có một thân phận đặc thù khác, đó là thuật sĩ trong truyền thuyết. Không sai, sở trưởng Thiên Viêm này cũng là một vị thuật sĩ. Thuật sĩ cực kỳ hiếm thấy, sở trưởng Thiên Viêm chính là một trong số các thuật sĩ hiếm hoi của Long Quốc, thực lực rất mạnh. Chính vì vậy, dù là ở sở tuần tra hay bên ngoài, chỉ cần biết được thân phận của người này đều vô cùng cung kính. Lúc này, ngay cả Dương Phong cũng mang theo vài phần cung kính. Giám sát Dương, tôi vâng lệnh đến đây bắt người này, bởi vậy ông không thể dẫn hắn đi.
Sở trưởng tuần tra Thiên Viêm nói. Sở trưởng Thiên Viêm cũng đến bắt người này. Dương Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy. Sở trưởng Thiêm Viêm nói thẳng. Nếu vậy tôi giao người này cho đại nhân. Dương Phong nói. Mặc dù ông ta không muốn giao Diệp Phàm ra, nhưng dù là thân phận hay thực lực, người này đều cao hơn ông ta không muốn giao cũng phải giao. Hơn nữa đối phương cũng đến bắt giữ Diệp Phàm, giao tên nhóc này cho sở tuần tra, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nếu đã vậy, việc gì phải đắc tội với sở tuần tra? Dẫn đi. Sở trưởng Thiên Viêm nhìn Diệp Phàm, nói thẳng. Chờ đã. Đột nhiên, đội trưởng tiểu đội Long Hồng đứng sau Triệu Thiên Lâm đứng dậy ngăn cản. Cậu là ai? Sở trưởng Thiên Viêm nhìn về phía đối phương. Tôi là Hứa Càn, đội trưởng tiểu đội 7 Long Hồn. Người đàn ông này lên tiếng. Người của Long Hồn. Sở trưởng Thiên Viêm nói, sao hả? Người của Long Hồn cũng muốn nhúng tay vào chuyện của sở tuần tra. Hứa Càn không dám. Nhưng tôi vâng lệnh Long Soái đến bảo vệ cậu ta, bởi vậy không thể để đại nhân dẫn cậu ta đi, trừ khi có được sự cho phép của Long Soái. Hứa Càn ôm quyền nói. Một tiểu đội trưởng Long Hồn còn con cũng dám ngăn cản sở trưởng Thiên Viêm, tôi thấy cậu ăn gan hùm mật gấu. Dương Phong nhìn Hứa Càn, lạnh lùng nói. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Hứa Càn nói. Làm theo mệnh lệnh, tôi thấy cậu cấu kết với thằng nhãi này thì có. Người đâu, bắt lại. Dương Phong quát lớn. Người phía sau ông ta lao về phía Hứa Càn. Đám thuộc hạ của Hứa Càn xông lên chắn trước mặt hắn ta, đánh nhau với đám người của sở giám sát. Sắc mặt Dương Phong nghiêm lại, vung quyền về phía Hứa Càn. Sắc mặt Hứa Càn thay đổi, vội vàng ra tay, lại bị đối phương đánh lui. Là một trong 9 giám sát của sở giám sát, thực lực của Dương Phong rất mạnh. Mặc dù Hứa Càn là tiểu đội trưởng đội Long Hồn số 7, nhưng vẫn kém xa Dương Phong, dù sao bọn họ cách nhau 10 mấy tuổi. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ các cậu thay Long Hồn. Dương Phong lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh băng truyền đến. Không đến lượt sở giám sát dạy dỗ người Long Hồn. Một bóng người xuất hiện. Bóng người này đánh thẳng về phía Dương Phong. Dương Phong còn không kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Phụt! Dương Phong bay ra xa hơn 10 mét. Nện trên mặt đất ngã phun máu, bị thương nặng, không đứng dậy nổi. Lúc này, thành viên đội Long Hồn số 7 cũng dừng tay. Đám người Hứa Càn, Diệp Phàm, sở trưởng Thiên Viêm, Triệu Thiên Lâm đều nhìn về phía người vừa đến. Người này mặc một bộ áo da đen, đầu ba tấc, sắc mặt lạnh lùng, đeo bao tay đặc chế, tản ra hơi thở áp bách. Thiết thủ đại nhân, Hứa Càn và những người còn lại của Long Hồn nhìn thấy người này đều kinh sợ. Lập tức quỳ xuống đất kêu, bái kiến thiết thủ đại nhân. Thiết thủ, một trong 9 long vệ của Long Hồn. Sở trưởng Thiên Viêm nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Long Hồn là một đội ngũ cực kỳ mạnh của chiến bộ, không có biên chế, trực thuộc Long Soái. Long Hồn chia thành 9 đại tiểu đội, trên 9 đại tiểu đội còn có 9 long vệ, chính là cao thủ mạnh nhất ngoại trừ chủ nhân của Long Hồn, ai cũng có thực lực khủng bố. Nhưng 9 long vệ gần như chưa bao giờ ra tay, bởi vậy người ngoài không biết bọn họ mạnh đến mức nào. Người đàn ông này chính là thiết thủ, một trong 9 long vệ. Ông, lúc này Dương Phong nằm trên mặt đất, nhìn thiết thủ với ánh mắt tức giận. Một giám sát còn con cũng dám động đến người của Long Hồn, ai cho ông dũng khí đó? Thiết thủ lạnh nhạt nói. Long Hồn mấy người muốn trở thành kẻ địch với sở giám sát. Dương Phong không cam lòng nói. Thiết thủ xuất hiện trước mặt Dương Phong, bóp chặt cổ ông ta, nhấc lên cao. Ông còn chưa đại biểu được cho sở giám sát. Cho dù tôi giết ông cảm thấy sở giám sát sẽ khai chiến với Long Hồn. Thiết thủ lạnh nhạt vô tình nói. Dương Phong bị bóp không thở nổi. Ha ha ha, hôm nay náo nhiệt thật đó. Đột nhiên, một tiếng cười to lớn vang đội truyền đến. Ha ha ha, hôm nay ở đây sôi động thật đấy. Trong khi thiết thủ một trong cửu long vệ của Long Hồn đang bóp cổ Dương Mạc, một tràng tiếng cười vang lên, một nhóm người mặc trang phục của Điện Long Vương xuất hiện. Bọn họ là thành viên của phân điện của Điện Long Vương quận Giang Bắc, trong đó có Tống Mạch điện chủ phân điện của Điện Long Vương quận Giang Bắc cũng đi phía sau, tuy nhiên hắn ta đi cùng vài người, đi phía trước Tống Mạch còn 3 người nữa. Trong 3 người này, một người đi trước, mặc áo dài trắng, mặt chữ quốc, toát ra khí chất kiêu ngạo.
hai người mặc trang phục đen còn lại đi theo phía sau ông ta, thái dương nhô cao, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng. Lúc này, đám người Diệp Phàm đều nhìn về phía những người này. Phong Thiên Long Thủ, không ngờ ông cũng tới. Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Diễm nhìn người đàn ông mặc áo dài trắng, bình tĩnh nói. Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Diễm cũng ở đây, rất vui được gặp ngài. Người đàn ông mặc áo dài trắng mỉm cười nói, ông ta là một trong 8 long thủ của Điện Long Vương Phong Thiên Long Thủ. Lại thêm một vị long thủ nữa. Đôi mắt của Diệp Phàm sáng rực lên. Không biết tại sao hôm nay Phong Thiên Long Thủ lại xuất hiện ở đây, có chuyện gì cần làm à? Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Diễm bình tĩnh nói. Hôm nay ta đến để tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ. Phong Thiên Long Thủ nói. Nghe Phong Thiên Long Thủ nói, trong ánh mắt mọi người có mặt tại đây lóe lên một tia sáng. Tôi sẽ tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ. Diệp Phàm nói thẳng. Ồ! Phong Thiên Long Thủ nhìn lướt qua Diệp Phàm nói. Ta nghe nói người tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ là Quân Thiên Sách, cậu là thành viên của Quân Thiên Sách. Có phải thành viên của Quân Thiên Sách không cũng liên quan gì đến ông? Diệp Phàm nghịch ngợm cười. To gan, dám nói chuyện với Long Thủ như vậy. Lúc này, hai tên Long Tướng đứng sau lưng Phong Thiên Long Thủ chỉ vào Diệp Phàm quát. Thì sao, không phục? Diệp Phàm nhìn sang hai tên Long Tướng kia. Lập tức hai tên Long Tướng lao thẳng về phía Diệp Phàm, phóng ra khí thế khủng bố. Phong Thiên Long Thủ nhìn hai thuộc hạ của mình ra tay cũng không ngăn cản, hiển nhiên ông ta cũng muốn ngầm thăm dò Diệp Phàm. Cạch, thiết thủ né âm dương mạc sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm, dáng vẻ sẵn sàng cứu hắn bất cứ lúc nào. Bịch, bịch, Diệp Phàm nhìn hai tên Long Tướng lao đến, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Con dao găm màu đen trong tay hắn lập tức vung ra với tốc độ cực nhanh. Hai tên Long Tướng chỉ nhìn thấy một bóng đen xẹt qua lóe lên trước mắt bọn họ một cái rồi biến mất, kết quả là hai dòng máu phun ra từ cổ họng, đôi mắt hai tên Long Tướng trợn to nhìn Diệp Phàm, bọn họ lấy tay che cổ, định nói gì đó thì lại ngã xuống đất không nói được một lời. Hai tên Long Tướng bị Diệp Phàm giết trong nháy mắt, ánh mắt mọi người có mặt đều tập trung lại, trong đôi mắt của Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Diễm, Thiết Thủ, Dương Mạc, Phong Thiên Long Thủ và đám người Tống Mạch đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó họ chưa bao giờ thấy Diệp Phàm ra tay, nhưng bây giờ họ nhìn thấy đối phương giết chết hai Long Tướng thực lực huyền cảnh, tất nhiên rất kinh ngạc. Ở tuổi này, có thể giết chết cao thủ huyền cảnh không phải là chuyện ai cũng có thể làm được. Tuổi còn trẻ mà có thể giết chết hai Long Tướng của ta, đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt. Nhưng cái giá phải trả cho việc giết người của ta rất đắt. Ánh mắt Phong Thiên Long Thủ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh lùng hét lớn. Trên người ông ta phóng ra thực lực khủng khiếp, từng bước đi về phía Diệp Phàm. Phong Thiên Long Thủ, ông không thể đụng vào hắn. Thiết Thủ chắn trước mặt Phong Thiên Long Thủ, lạnh lùng nói. Tránh ra! Phong Thiên Long Thủ hét lên. Nhưng Thiết Thủ không di chuyển nửa bước. Bùm! Trong khoảnh khắc, Phong Thiên Long Thủ đánh một đòn về phía Thiết Thủ, người kia cũng đánh lại một chưởng. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Ầm ầm ầm. Lúc này, cơ thể hai người bọn họ liên tiếp lùi về sau. Hai người các ông, tôi không muốn làm hai người bị thương, về người này, Sở Tuần Tra chúng tôi sẽ mang đi. Lúc này, Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Diễm thẳng thắn nói. Nói xong, ông ta đi về phía Diệp Phàm. Dừng tay. Vẻ mặt Thiết Thủ căng thẳng, đang chuẩn bị lao về phía Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Diễm. Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Diễm phất tay một cái, một quả cầu lửa nhanh chóng bắn ra, lao về phía Thiết Thủ, vẻ mặt người đứng sau thay đổi, giơ tay lên ngăn cản. Lại là một pháp sư. Diệp Phàm nhìn Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Diễm, hừ lạnh. Không ngờ cậu còn nhỏ tuổi như vậy đã biết về pháp sư, đã thế cậu không cần dãy dụa làm gì, ngoan ngoãn đi theo tôi đi. Thần thái của Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Diễm uy nghiêm nói. Rõ ràng ông ta rất tự tin vào chính mình. Với thân phận là một pháp sư, ai dám động tay động chân với ông ta? Ở Long Quốc, pháp sư còn đáng sợ hơn võ sĩ. Chỉ là một pháp sư cấp thấp mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Diệp Phàm nói với vẻ khinh thường. Bùm! Nói xong, hắn đấm một cú đấm về phía Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Diễm. Sở trưởng thấy Diệp Phàm đấm tới, ánh mắt tập trung lại, cảm nhận được nguy cơ, ông ta nhanh chóng kích hoạt thần chú. Một quả cầu lửa cực lớn bắn về phía Diệp Phàm,
quả cầu lửa này lớn gấp 10 lần quả cầu lửa vừa dùng để đối phó thiết thủ, bên trong chứa đựng nhiệt độ thiêu đốt cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Diệp Phàm dùng một cú đấm thẳng vào quả cầu lửa, đột ngột phá hủy nó. Lúc này, sắc mặt của sở trưởng sở tuần tra thiên diễm thay đổi, nhiệt độ quả cầu lửa ông ta tạo ra đã vượt quá hàng trăm độ, một người bình thường chạm vào sẽ tan chảy ngay lập tức, ngay cả cơ thể của một võ sĩ mạnh cũng không thể chịu được. Nhưng Diệp Phàm đã tiêu diệt nó chỉ bằng một cú đấm, điều này đúng là làm người ta không thể tin được. Diệp Phàm đấm một cái đã đập nát quả cầu lửa, tiếp tục đánh về phía sở trưởng sở tuần tra. Ngài sở trưởng sở tuần tra này thi triển pháp thuật, trực tiếp hét lên, Phẫn Thiên Thuật. Sau khi hắn nói xong, lại một ngọn lửa bùng lên, trực tiếp đốt sạch không khí, không gian bị ngọn lửa đốt cháy cho đến mức xuất hiện gợn sóng. Nhưng Diệp Phàm vẫn không hề sợ hãi, tiêu diệt ngọn lửa bằng một cú đấm và đấm thẳng vào người sở trưởng sở tuần tra thiên diễm. Bịch! Tại đây, sở trưởng sở tuần tra thiên diễm bị Diệp Phàm đấm một cú văng ra ngoài, bay xa hơn 10 mét, sau đó đập xuống đất nôn ra máu. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong sân đều tập trung lại, bày tỏ sự kinh ngạc. Sở trưởng sở tuần tra thiên diễm là một pháp sư, ông ta cũng là một pháp sư vượt qua siêu phàm cảnh, thực lực rất mạnh. Cho dù là thiết thủ, phong thiên long thủ cũng chưa chắc bảo đảm có thể đánh bại. Nhưng bây giờ, một thế hệ trẻ như Diệp Phàm lại giết chết sở trưởng sở tuần tra thiên diễm chỉ bằng một cú đấm. Điều này khiến bọn họ có cảm giác như đang nằm mơ, rất không chân thực. Hiện trường hoàn toàn yên lặng, lạnh ngắt như tờ. Triệu Thiên Lâm, Hứa Kiền và đám người Dương Mạc đều trợn tròn mắt, liên tục bị chấn động. So với thực lực của tên Kim Thiên Sư kia, cũng không khác nhau mấy. Diệp Phàm nhìn sở trưởng sở tuần tra thiên diễm, nhếch môi lạnh lùng nói. Không lẽ Kim Thiên Sư là do cậu giết? Sở trưởng sở tuần tra thiên diễm ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tất nhiên ông ta biết Kim Thiên Sư ở quận Hoài Giang, cũng biết đối phương cũng là một pháp sư rất mạnh. Nhưng trước đó ông ta nhận được tin Kim Thiên Sư bị giết, ông ta vẫn tò mò không biết ai có năng lực giết chết một pháp sư mạnh như vậy. Bây giờ xem ra hung thủ chính là Diệp Phàm. Chỉ là cậu bé này cùng lắm chỉ mới 20 tuổi, dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng mạnh đến vậy chứ. Đúng vậy, gã ta là do tôi giết. Diệp Phàm thẳng thắn thừa nhận. Lập tức, vẻ mặt sở trưởng sở tuần tra thiên diễm nghiêm túc nhìn Diệp Phàm. Ánh mắt những người nhìn Diệp Phàm cũng hoàn toàn thay đổi. Hiện trường trở nên cực kỳ căng thẳng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vào lúc này, một số lượng lớn người lại xuất hiện ở đây. Nhóm người này là người đến từ Thanh Phong Môn. Đại hộ pháp của Thanh Phong Môn xuất hiện cùng với 300 đệ tử của Thanh Phong Môn. Quân Thiên Sách đang ở đâu? Ngay lúc này đại hộ pháp của Thanh Phong Môn trực tiếp hét lên. Mấy người tìm Quân Thiên Sách để làm gì? Diệp Phàm quét mắt nhìn về phía đối phương. Quân Thiên Sách đã tiêu diệt gia tộc hoàng bộ của tôi còn giết chết cháu trai của tôi, với tư cách là người đứng đầu Thanh Phong Môn. Đương nhiên tôi đến đây để trả thù cho gia tộc hoàng bộ rồi. Đại hộ pháp của Thanh Phong Môn lạnh lùng nói. Trả thù sao? Kiếp sau đi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Phì. Nói xong, đột nhiên thân hình của hắn xuất hiện trước mặt đại hộ pháp của Thanh Phong Môn, trên tay hắn cầm một con dao găm màu đen rồi đâm thẳng vào. Tìm người đàn ông, một nhát giết chết ông ta. Hai mắt của đại hộ pháp Thanh Phong Môn trừng lớn. Ông ta còn chưa có cơ hội ra tay thì đã ngã vật ra đất. Soạt. Ngay sau đó Diệp Phàm lao về phía 300 đệ tử của Thanh Phong Môn, hắn giơ kiếm lên rồi vung xuống liên tục. Chưa đầy một phút sau hắn đã giết chết toàn bộ 300 đệ tử của Thanh Phong Môn. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Khiến cho những người có mặt ở đó đều sửng sốt. Giờ phút này, trong mắt bọn họ, mức độ nguy hiểm của Diệp Phàm đã đạt đến trình độ cực kỳ cao. Ông có còn muốn ra tay với tôi nữa không? Ánh mắt của Diệp Phàm quét qua người Phong Thiên Long Thủ khiến ông ta biến sắc. Cáo từ. Phong Thiên Long Thủ vội nói sau đó rút lui cùng mọi người. Sau khi tận mắt chứng kiến Diệp Phàm hạ gục sở trưởng Thiên Viêm Tuân trong chớp nhoáng, Phong Thiên Long Thủ đã ngay lập tức từ bỏ ý định ra tay với Diệp Phàm. Chàng trai này quá mạnh, không thể gây thù được. Sở trưởng Thiên Viêm Tuân cũng ôm ngực đứng dậy liếc nhìn Diệp Phàm rồi cũng nhanh chóng bỏ đi cùng với những người của Phong Thiên Long Thủ. Mà Dương Mạc cũng đưa người của mình rút lui, dòng mắt của anh ta lộ ra vẻ không cam tâm. Giờ phút này ở chỗ này chỉ còn lại Triệu Thiên Lâm,
Long Hồn và mấy người Diệp Phàm. Vừa rồi cảm ơn mọi người đã giúp tôi. Diệp Phàm nhìn Triệu Thiên Lâm, Hứa Can và đám người thiết thủ rồi nói. Diệp thiếu gia đừng khách sáo, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Triệu Thiên Lâm, Long Hồn và Hứa Can là tiểu đội trưởng đội Long Hồn số 7 lên tiếng. Cậu rất mạnh, thiết thủ nhìn Diệp Phàm nói ra ba chữ. Cảm ơn lời khen của ông. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Diệp thiếu gia, hiện tại trong gia tộc Hoàng Bộ có người giữ chức quan nhị phẩm trong triều, đó là chức vụ rất quan trọng và địa vị cũng rất cao. Lần này sở tuần tra và quân đoàn Bạo Hùng đến là do nghe theo mệnh lệnh của hắn, lần này bọn chúng ra ai nhưng không thành công, sau này chắc chắn sẽ không buông tha đâu, anh phải cẩn thận đấy. Triệu Thiên Lâm cẩn thận nhắc nhở Diệp Phàm. Cảm ơn. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Sau đó Diệp Phàm và mấy người họ cũng vội rời khỏi chỗ đó. Chàng trai này quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hầu tử của tiểu đội Long Hồn số 7 thở dài. Vẻ mặt của các thành viên khác trong đội cũng trở nên nghiêm túc. Là thành viên của đội Long Hồn tức là họ được chọn ra từ hàng ngàn chiến binh của Long Quốc, bọn họ đều là những người đứng đầu về mọi phương diện. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy bản thân họ đã đủ mạnh rồi, thậm chí bọn họ còn có lòng kiêu hãnh rất mãnh liệt nên không coi trọng những người trẻ khác trong Long Quốc. Nhưng hôm nay khi gặp được Diệp Phàm, bọn họ đã bị dọa cho hoảng sợ đến mức đánh mất bình tĩnh. Khi ở trước mặt Diệp Phàm, sức mạnh mà bọn họ luôn tự hào chẳng khác nào trò đùa của mấy đứa trẻ con. Xem ra Long Soái không cần thiết phải phái chúng a đến đây làm gì. Thiết thủ cũng tự cười chế giễu chính mình. Sau khi thăm dò được động tĩnh của phòng giám sát và sở tuần tra thì Long Chiến Thiên đã đặc biệt phát thiết thủ đến đây để bảo vệ chu toàn cho Diệp Phàm. Nhưng xem ra bây giờ Diệp Phàm còn mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ nữa, hắn hoàn toàn không cần người khác bảo vệ. Sau đó Triệu Thiên Lâm đã báo cho cảnh sát trưởng huyện Giang Bắc đến để dọn dẹp các thi thể ở hiện trường. Khi cảnh sát trưởng huyện Giang Bắc đến hiện trường, ông ta đã chết lặng khi nhìn thấy những thi thể chất đồng thành núi. Không bao lâu sau tin tức hơn 2/3 số đệ tử trong 100.000 đệ tử của Thanh Phong Môn bị thảm sát, tất cả các trưởng lão và đại hộ pháp của Thanh Phong Môn đều bị giết đã lan truyền khắp nơi và gây chấn động Giang Bắc. Mọi người từ mọi tầng lớp xã hội ở Giang Bắc đều sốc trước tin tức này. Tất cả các lực lượng đều đang bàn tán về việc Thanh Phong Môn bị tiêu diệt. Đầu tiên phải kể đến là gia tộc Hoàng Bộ, một gia tộc lớn ở huyện Giang Bắc bị xóa sổ, bây giờ đến cả Thanh Phong Môn có 100.000 đệ tử cũng bị tiêu diệt. Đây là một chuyện khó tin đối với mọi người ở mọi thế lực trong huyện Giang Bắc. Tuy nhiên điều mà các thế lực ở Giang Bắc muốn biết nhất chính là ai có thể tiêu diệt được một Thanh Phong Môn khổng lồ đó. Chẳng mấy chốc đã có tin tức nổ ra. Người tiêu diệt Thanh Phong Môn và tàn sát hàng chục ngàn đệ tử của Thanh Phong Môn là đệ tử của chiến thần Tiêu Thiên Sách, ông là cựu chiến thần số 1 của Long Quốc. Mà tin tức này do chính miệng của những đệ tử của Thanh Phong Môn đã trốn thoát khỏi chỗ chết truyền ra. Bởi vì khi đó Diệp Phàm đã nói trước mặt các đệ tử Thanh Phong Môn rằng hắn chính là đệ tử của chiến thần Tiêu Thiên Sách, vì vậy tất nhiên những đệ tử của Thanh Phong Môn đều biết. Bây giờ họ đã trốn thoát được nên mới kể lại câu chuyện đó. Đột nhiên đệ tử của chiến thần Tiêu Thiên Sách xuất hiện. Tin tức một người có thể tiêu diệt hàng vạn đệ tử của Thanh Phong Môn lan nhanh như đám cháy rừng, bắt đầu lan ra khắp Kim Lăng và thậm chí là khắp huyện Giang Bắc. Tin tức này lan ra khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Chiến thần Tiêu Thiên Sách là chiến thần số 1 ở Long Quốc nhưng ông ta đã biến mất hơn 10 năm rồi. Lúc này đột nhiên đệ tử của ông xuất hiện, lại một mình giết chết hàng vạn đệ tử của Thanh Phong Môn. Đương nhiên sẽ gây chấn động khắp nơi. Thậm chí đã có tin cho rằng đệ tử này của chiến thần Tiêu Thiên Sách cũng là người đã xóa sổ gia tộc Hoàng Bộ. Chính chuyện này càng khiến cho người ta bàn tán dữ dội hơn về người đệ tử này. Một khi tin tức này truyền khắp Long Quốc, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến các thế lực bên trong Long Quốc. Trong Bách Hoa Lâu ở Kim Lăng, Diệp Phàm đã quay lại đây, hắn nhìn người phụ trách Bách Hoa Lâu rồi nói. Anh đã tìm thấy dược liệu mà tôi cần chưa? Thiếu chủ, ngoại trừ hà thủ ô đen ra thì những dược, liệu mà ngài cần đều đã được chuẩn bị xong. Người phụ trách nói. Không tìm được hà thủ ô đen sao? Diệp Phàm nhăn mặt hỏi. Hà thủ ô đen này là dược liệu quan trọng nhất dùng để chữa trị cánh tay bị thương của Mục Kinh Thiên, không có nó thì không được. Thiếu chủ, hà thủ ô đen này rất quý hiếm nên các hiệu thuốc lớn không có sẵn đâu. Tuy nhiên theo điều tra của Bách Hoa Lâu,
có một nơi đang có một cây hà thủ ô đen. Người phụ trách nói tiếp, là ở đây, Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Là chi nhánh của Thương hội Thiên Long ở Giang Bắc. Người phụ trách nói, Thương hội Thiên Long. Ở Thương hội Thiên Long, vậy sao anh không mua về đi? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Bẩm báo thiếu chủ, tôi đã đến Thương hội Thiên Long rồi và cũng đã đề nghị mua cây hà thủ ô đen này với giá cao nhưng đối phương lại không đồng ý. Bọn họ nói nhà họ Ngụy đã đặt trước cây hà thủ ô đen này rồi nên không thể bán nó cho tôi. Người phụ trách giải thích. Nhà họ Ngụy. Diệp Phàm nhíu mày. Nhà họ Ngụy là một trong ba gia tộc lớn ở Giang Bắc và có tên tuổi ngang với gia tộc Hoàng Bộ. Nhưng thực lực của nhà họ Ngụy thì không bằng gia tộc Hoàng Bộ vì thời gian truyền thừa cũng chỉ có 70-80 năm. Người phụ trách lại nói. Nếu đã như vậy thì tại sao bọn họ có thể nổi danh như gia tộc Hoàng Bộ, lại còn có thể khiến cho thương hội từ chối Bách Hoa Lâu? Diệp Phàm tò mò hỏi. Bởi vì người đứng sau nhà họ Ngụy chính là Trần Đại Sư, ông ta là nhân vật đứng đầu Giang Bắc. Người phụ trách nói. Trần Đại Sư, nhân vật đứng đầu ở Giang Bắc sao? Ông ta là ai? Diệp Phàm hỏi. Trần Đại Sư này là người có quyền lực nhất ở huyện Giang Bắc. 10 năm trước không biết ông ta từ đâu lại xuất hiện rồi một mình ông ta càn quét khắp võ lâm Giang Bắc. Ông ta gây áp lực cho tất cả những người có quyền lực ở Giang Bắc khiến bọn họ đều phải cúi đầu. Cuối cùng ông ta trở thành người đứng đầu Giang Bắc và được mọi người xưng tụng là Đại Sư. Cũng chính vì có vị Trần Đại Sư này đứng sau nên nhà họ Ngụy mới trở thành một trong tam đại gia tộc ở huyện Giang Bắc. Không ai dám khiêu khích bọn họ. Người phụ trách lại nói tiếp. Y đi, đến chỉ nhánh của Thương hội Thiên Long. Diệp Phàm cười nhạo rồi nói. Ngay sau đó người phụ trách của Bách Hoa Lâu ở Giang Bắc dẫn hắn đến chi nhánh Thương hội Thiên Long. Hà tiểu thư, sao cô lại tới nữa vậy? Tôi đã nói rồi, bụi hà thủ ô này đã được nhà họ Ngụy đặt trước, tôi không thể bán cho mấy người được. Bọn họ vừa đến phân hội, một người đàn ông mặc vest đã xuất hiện. Nói với người phụ trách Bách Hoa Lâu. Nhà họ Ngụy ra giá bao nhiêu, tôi trả gấp 10 lần. Diệp Phàm dứt khoát nói. Thật xin lỗi, vị công tử này, cậu có trả cao hơn mấy lần thì chúng tôi cũng sẽ không bán. Người đàn ông mặc vest lắc đầu. Thật không, vậy cái này thì sao? Diệp Phàm lập tức lấy ra tấm thẻ khách quý Kim Long mà nhân viên công tác đưa cho hắn hồi buổi đấu giá Thiên Long ở thành phố Tô. Lúc trước đối phương nói. Có tấm thẻ này sẽ được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất ở Thương hội Thiên Long. Bởi vậy hắn định thử xem, nếu không được thì đành giải quyết bằng nắm đấm thôi. Tóm lại, hắn nhất định phải có được bụi hà thủ ô này. Thẻ khách quý Kim Long. Thấy thẻ khách quý Kim Long trong tay Diệp Phàm, sắc mặt người đàn ông mặc vest lập tức thay đổi, giọng điệu đầy hoảng hốt. Thẻ khách quý Kim Long là thẻ có cấp bậc cao nhất ở Thương hội Thiên Long đấy. Hễ là người sở hữu tấm thẻ này đều là khách hàng tôn quý nhất của thương hội, đồng thời còn được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất. Tên đàn ông mặc vest này là người phụ trách phân hội Giang Bắc của Thương hội Thiên Long, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy có người sở hữu tấm thẻ này. Công tử, ngại quá, tôi không biết ngài có thẻ khách quý Kim Long, vừa rồi lỡ xúc phạm đến ngài, mong ngài lượng thứ. Lúc này, ông ta lập tức cung kính cúi đầu với Diệp Phàm. Chủ nhân thẻ khách quý Kim Long không phải là nhân vật mà một người phụ trách chi nhánh như ông ta có thể đắc tội, thậm chí ngay cả lãnh đạo cao cấp của Thương hội Thiên Long cũng không dám tùy tiện xúc phạm người trước mặt này. Giờ ông có thể bán bụi hà thủ ô kia cho tôi được không? Diệp Phàm hỏi. Xin công tử chờ một lát. Người đàn ông mặc vest dặn dò cấp dưới, chẳng lâu sau cấp dưới kia đã mang một hộp gỗ đàn hương tới. Ông ta nhận lấy, đưa cho Diệp Phàm, công tử. Bên trong chính là hà thủ ô. Diệp Phàm mở hộp ra, bên trong là một gốc dược liệu màu đen, là hà thủ ô mà hắn muốn. Bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Công tử, ngài là khách quý bậc nhất của thương hội chúng tôi, ngài cứ cầm bụi hà thủ ô này đi, không cần trả tiền. Người đàn ông mặc vest lấy lòng nói. Tốt vậy à? Diệp Phàm cười khẽ. Ông chủ Lưu, bụi hà thủ ô đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này, một gã đàn ông trung niên dẫn người vào. Ngài Ngụy, ngại quá, tôi đã bán bụi hà thủ ô kia cho người khác rồi. Người đàn ông mặc vest nói. Cái gì, bán cho người khác? Không phải tôi đã đặt trước rồi à? Nói hôm nay đến lấy hàng, sao ông lại bán cho người khác? Ông bán cho ai? Gã đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt, vội kêu lên. Cho tôi.
Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Tạch. Gã trung niên lập tức lia mắt về phía Diệp Phàm, con người tối hẳn đi, cậu là kẻ nào? Lại dám giành đồ với nhà họ Ngụy tôi. Ông chỉ đặt trước, không phải giao dịch, Hà Thủ Ô này không thuộc về ông. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Danh con, cậu biết nhà họ Ngụy muốn tặng bụi Hà Thủ Ô này cho ai không? Gã trung niên lạnh lùng trừng Diệp Phàm. Không muốn biết. Diệp Phàm nói xong định xoay người rời đi. Bụi Hà Thủ Ô đó vốn định mang đi tặng cho Trần Đại Sư đấy. Gã trung niên quát lên. Ông ta vừa dứt lời, hai người phụ trách phân hội Giang Bắc của Thương hội Thiên Long và Bách Hoa Lâu đều giật mình, vậy mà nhà họ Ngụy mua Hà Thủ Ô để cho Trần Đại Sư dùng. Trần Đại Sư. Diệp Phàm liếc gã trung niên. Không sai, Trần Đại Sư muốn bụi Hà Thủ Ô này, danh con, cậu cũng dám giành đồ với Trần Đại Sư. Biết điều thì giao ra đây, tôi sẽ không kể tội cậu với Trần Đại Sư, bằng không cậu cũng đừng hòng trông thấy mặt trời ngày mai. Gã trung niên đắc ý vênh váo. Trần Đại Sư là cái thá gì? Diệp Phàm khí phách vứt lại một câu rồi quay người đi tuốt. Gã trung niên sững sờ, hồi lâu vẫn không phản ứng. Đồ vô lại. Chờ đến khi ông ta tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức tối sầm, trong mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Ông chủ lưu, thằng danh kia có lai lịch gì thế? Gã trung niên liếc sang người đàn ông mặc vest. Không rõ, có điều bên cạnh cậu ta là người phụ trách Bách Hoa Lâu, chắc hẳn cũng là người Bách Hoa Lâu. Người đàn ông mặc vest nói. Bách Hoa Lâu. Được lắm Bách Hoa Lâu, dám không thèm để Trần Đại Sư vào mắt, chờ đó cho tôi. Gã trung niên lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Ánh mắt người phụ trách phân hội Giang Bắc của Thương hội Thiên Long khẽ lóe lên, ông ta rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi Thương hội Thiên Long vẫn chưa trở về Bách Hoa Lâu mà đến phân điện ở Kim Lăng của Điện Long Vương. Giờ phút này, trong phân điện, Phong Thiên Long thủ đang ngồi ngay ngắn, Tống Mạch cung kính đứng trước mặt ông ta. Tên nhóc này là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách. Phong Thiên Long thủ khẽ nhướng mày. Những đệ tử thanh môn trốn thoát được nói vậy, trước đó thằng nhóc kia cũng tự thừa nhận mình là đệ tử Chiến Thần Thiên Sách. Tống Mạch lên tiếng. Thì ra là đệ tử Chiến Thần Thiên Sách, chẳng trách thực lực lại mạnh như thế. Ánh mắt Phong Thiên Long thủ khẽ chớp lóe. Long thủ, đại nhân, không xong rồi, có người xông vào đây. Lúc này, một tên thành viên Điện Long Vương vội vàng chạy vào bẩm báo. Ai dám xông vào địa bàn Điện Long Vương, thật to gan. Tống Mạch biến sắc, quát. Tôi. Đúng lúc này, giọng nói Diệp Phàm truyền đến từ bên ngoài, hắn nghênh ngang bước vào. Phong Thiên Long thủ và Tần Mạch quay đầu, lúc nhìn thấy Diệp Phàm, sắc mặt cả hai đều thay đổi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không cần căng thẳng như thế. Diệp Phàm bước tới, ngồi xuống, bắt chéo chân, dáng vẻ thoải mái tùy tiện. Trước giết hai vị long tướng của tôi, sau ngông cuồng xông vào phân điện của Điện Long Vương, công tử cũng không để Điện Long Vương vào mắt nhỉ. Phong Thiên Long thủ trầm giọng nói. Nếu tôi muốn, toàn bộ Điện Long Vương sẽ là của tôi, giết mấy tên long tướng, xông vào phân điện có gì không thích hợp? Diệp Phàm khinh thường hỏi. Tống Mạch nghe xong khẽ hít một hơi, người này phách lối thật, lại dám thốt ra những lời này. Hừ, công tử ngông quá nhỉ. Điện Long Vương là điện đứng đầu Long Quốc, không phải hạng tôm tép nào cũng có thể mơ ước. Phong Thiên Long thủ lạnh lùng nói. Soạt. Diệp Phàm dứt khoát để lộ nhẫn Long Vương. Thứ này vừa xuất hiện, biểu cảm của Phong Thiên Long thủ và Tống Mạch lập tức cứng đờ. Hai người trợn tròn mắt, trên mặt đầy vẻ rung động. Nhẫn Long Vương. Sao cậu lại có nhẫn Long Vương? Phong Thiên Long thủ khó tin vào mắt mình. Ông nói xem. Diệp Phàm cười khẽ. Điện chủ là gì của cậu? Ánh mắt Phong Thiên Long thủ chăm chú, nhìn Diệp Phàm không chớp mắt. Ông ấy là ngũ sư phụ của tôi. Diệp Phàm bĩu môi. Tạch. Sắc mặt Phong Thiên Long thủ và Tống Mạch lại thay đổi, tràn ngập rung động. Cậu là đệ tử của điện chủ. Không phải cậu là đệ tử Chiến Thần Thiên Sách à? Sao có thể? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi, Chiến Thần Thiên Sách là lục sư phụ của tôi. Điện chủ Điện Long Vương là ngũ sư phụ của tôi, có vấn đề gì không? Lời này của hắn vào tai hai người kia như sấm rung chớp giật. Người này không chỉ là đệ tử Chiến Thần Thiên Sách mà còn là đệ tử của Điện chủ Điện Long Vương. Thế mà hắn lại là đồ đệ của hai vị đại lão đỉnh cấp Long Quốc ư.
Chuyện này quá khó tin. Ngay cả Phong Thiên Long thủ cũng ngây ra chừng mấy giây mới lấy lại tinh thần. Thuộc hạ ra mắt thiếu chủ. Chờ đến khi Phong Thiên Long thủ lấy lại tinh thần, ông ta đã quỳ xuống chào Diệp Phàm. Tống Mạch cũng vội vàng quỳ theo. Lần này ông tới đây là để báo thù cho nhà họ Hoàng Bộ à, quan hệ giữa ông và bọn họ tốt quá nhỉ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Phong Thiên Long thủ đến khi đối phương biến sắc, thưa thiếu chủ, lần này tôi đến đây theo lệnh của Cuồng Sư Long Quân. Cuồng Sư Long Quân. Diệp Phàm híp mắt. Vị Cuồng Sư Long Quân này chính là một trong bốn đại Long Quân, chỉ đứng sau Long Vương. Đúng vậy, quan hệ của Cuồng Sư Long Quân và Hoàng Bộ Quyền không tệ. Lần này ông ta biết được nhà họ Hoàng Bộ bị diệt nên sai tôi truy tìm hung thủ, khiến Hoàng Bộ Quyền mắc nợ ông ta, giúp ông ta giành được ghế Long Vương trong đại hội tranh đoạt vị trí Long Vương. Phong Thiên Long Thủ nói. Ai cũng mơ ước vị trí Long Vương, đúng là tính toán trăm đường. Diệp Phàm cười khẩy, khóe mắt khẽ liếc Phong Thiên Long Thủ, tôi thấy mấy vị Long Thủ khác đều canh me vị trí Long Vương như hổ rình mồi, sao ông không tính toán gì? Thuộc hạ không dám. Phong Thiên Long Thủ cúi đầu nói. Không có gì không dám, sống phải có dã tâm. Diệp Phàm nói. Thuộc hạ một lòng trung thành với Long Vương, giờ Điện Chủ đã truyền lại nhẫn Long Vương cho thiếu chủ, vậy vị trí Điện Chủ của Điện Long Vương đã thuộc về thiếu chủ. Thuộc hạ sẽ lập tức triệu tập mọi người, thông báo thiếu chủ đã quay về. Phong Thiên Long Thủ khom lưng nói. Không gấp, chờ đến khi bắt đầu đại hội Long Vương rồi tính. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tạm thời tôi không muốn quá nhiều người biết thân phận của mình, kể cả vị Cuồng Sư Long Quân kia, ông hiểu không? Thuộc hạ hiểu rõ. Phong Thiên Long Thủ gật đầu. Theo dõi Cuồng Sư Long Quân xít sao, báo cáo tất cả động tĩnh của ông ta cho tôi. Diệp Phàm lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Phong Thiên Long Thủ cung kính nhận lệnh. Ngay sau đó, hắn đưa phương thức liên lạc của mình cho ông ta, vỗ vai đối phương, tôi không thích kẻ phản bội nên tốt nhất là ông đừng có dở trò gì. Bằng không sẽ còn chết thảm hơn cả nhà họ Hoàng Bộ và người Thanh Môn đấy. Dứt lời, Diệp Phàm quay người đi thẳng. Phù! Sau khi hắn rời đi, Phong Thiên Long Thủ hít sâu vài hơi, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được uy áp mạnh mẽ như vậy kể từ khi lên làm Long Thủ nhiều năm về trước, ngay cả khi gặp mặt bốn đại Long Quân cũng không có. Khí thế này, ông ta chỉ từng được cảm nhận được từ trên người Điện Chủ mà thôi. Hôm nay đệ tử của Điện Chủ lại cho ông ta cảm giác y hệt, thậm chí còn ngột ngạt, cường đại hơn cả lão Điện Chủ. Vị thiếu chủ này đúng là sâu không lường được. Phong Thiên Long Thủ nặng nề híp mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Long Thủ đại nhân, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Tống Mạch lên tiếng. Thông báo cho cấp dưới, chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu bị phát hiện, giết không tha. Phong Thiên Long Thủ lạnh lùng quát. Vâng. Tống Mạch gật đầu. Sau khi rời khỏi phân điện của Điện Long Vương, Diệp Phàm quay về Bách Hoa Lâu. Thiếu chủ, hiện giờ bên ngoài đều đang đồn ngài là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách, ngài có cần tôi đè tin tức này xuống không ạ? Người phụ trách Bách Hoa Lâu dò hỏi. Không cần, muốn truyền thì cứ để bọn họ truyền, dù sao thì chẳng lâu nữa bọn họ cũng sẽ biết hết. Diệp Phàm không phản đối. Chờ đến cuộc tỷ võ quân đoàn. Thân phận đệ tử Chiến Thần Thiên Sách của hắn cũng không giấu được. Giờ thả chút tiếng gió, hù dọa mấy người đang nhăm nhe quân đoàn Thiên Sách một phen cũng không tệ. Ngay sau đó, Diệp Phàm bắt tay vào điều chế thuốc chữa trị cánh tay Mục Kình Thiên. Xương cánh tay của Mục Kình Thiên đã bị vỡ nát toàn bộ, chậm trễ nhiều năm như vậy, nếu chỉ dựa vào cửu châm quỷ cốc thì không thể trị dứt điểm được. Tuy nhiên trong quỷ cốc có một loại thuốc mỡ đặc biệt tên Hắc Ngọc Đoạn Tục khiến xương gãy mọc lại. Vừa khéo chữa trị cánh tay của Mục Kình Thiên. Diệp Phàm đang chế tạo loại thuốc mỡ này. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Thiên Hải, Sở Hà đang gọi điện thoại, đã lấy lại cổ phần của ông hai nhà họ Đường, Đường Chính Nghĩa. Tôi cũng đã lấy được liên lạc của ông ba nhà họ Đường thông qua quân đoàn chủ quân đoàn Thiên Lang, chắc hẳn số cổ phần kia sẽ nhanh chóng tới tay thôi. Về phần những cổ đông nhỏ khác của Đường Thị, tôi cũng đã âm thầm khống chế toàn bộ. Rất tốt. Tiến hành bước tiếp theo đi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng đàn ông trầm thấp đầy lôi cuốn. Tôi hiểu rồi. Sở Hà trả lời, cuộc gọi liền chấm dứt. Rốt cuộc anh đang làm gì? Anh ta không nhịn được lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại đế đô. Đệ tử Chiến Thần Thiên Sách thì sao?
lão phu nhất định sẽ khiến hắn phải chôn cùng nhà họ Hoàng bộ chúng ta. Cho dù chiến thần thiên sách có xuất hiện cũng không cứu được hắn. Sau khi Hoàng bộ quyền biết được biến cố xảy ra ở Kim Lăng thì vô cùng giận dữ, lập tức gọi một cú điện thoại. Sở tuần tra và sở giám sát đều rước tới một trận nghị luận, thậm chí sự việc liên quan đến đệ tử chiến thần thiên sách còn truyền đến tận đế đô làm khắp nơi dậy sóng. Căn cứ chiến bộ, quả nhiên hắn là đệ tử chiến thần thiên sách, không ngờ thực lực thằng nhóc kia lại mạnh đến thế, ngay cả cao thủ thuật sĩ như Thiên Viêm cũng bị hắn giết trong một nốt nhạc. Tên Tiêu Thiên Sách kia biến mất lâu như vậy lại bồi dưỡng ra một tên đồ đệ yêu nghiệt. Long Chiến Thiên thở dài. Long Soái, giờ thân phận của hắn đã bị lộ, e rằng rất nhiều người sốt ruột không chờ nổi, dù sao cũng không ai biết liệu có phải đệ tử chiến thần Thiên Sách xuất hiện vì chuyện năm đó hay không. Một người đàn ông mặt chữ điền mặc trường sam màu đen đứng trước Long Chiến Thiên nói. Năm đó đám người kia vì tư lợi mà làm những chuyện kia với quân đoàn Thiên Sách. Nếu không phải do lấy đại cục làm trọng, tôi đã tiến cả đám lên đường hết rồi, giờ thằng nhóc kia xuất hiện vì chuyện này thì cũng xem như quả báo của bọn chúng. Long Chiến Thiên hừ lạnh. Bây giờ người này xuất hiện, chỉ e bọn họ sẽ đoán được chiến thần thiên sách còn sống, sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ hắn và quân đoàn thiên sách, hủy diệt tất cả thế lực của chiến thần thiên sách. Người đàn ông mặc trường sam màu đen trầm giọng nói. Bọn chúng dám, năm đó tôi đã tha cho bọn chúng một lần. Giờ còn dám sằng bậy nữa thì đừng trách sao tôi không nể tình. Vẻ mặt Long Chiến Thiên lạnh lẽo như hàn băng nghìn năm. Cậu lập tức cử người theo dõi bọn chúng gắt gao, có bất cứ hành động mờ ám gì thì lập tức báo cáo cho tôi. Long Chiến Thiên ra lệnh. Vâng. Người đàn ông mặc trường sam màu đen cung kính gật đầu. Trong một căn biệt thự thần bí tại đế đô, một đám người đang tụ tập lại một chỗ. Đệ tử Tiêu Thiên Sách xuất hiện, xem ra lão vẫn chưa chết. Lẽ nào lão muốn đệ tử mình báo mối thù năm đó? Xem ra chúng ta cần tăng nhanh tốc độ, nhất định phải diệt gọn quân đoàn thiên sách. Chỉ cần quân đoàn thiên sách không còn, dù Tiêu Thiên Sách có xuất hiện lần nữa cũng không thể gây ra sóng gió gì. Đúng thế, cả tên đồ đệ của lão nữa, nhất định phải diệt trừ. Không, khoan hãy giết thằng nhóc đó, cứ khống chế nó lại đã, nói không chừng về sau sẽ trở thành con cờ để chúng ta đối phó Tiêu Thiên Sách. Mấy bóng dáng không ngừng nghị luận. Cuối cùng, một ông lão đội nón rộng vành màu đen âm u đề nghị, những người khác rối rít gật đầu. Đế đô, Bách Hoa Lâu. Cơ Như Yên bước vào một căn phòng. Bên trong có một người phụ nữ luống tuổi phong thái thướt tha đang ngồi, bà ấy mặc một chiếc sườn xám màu trắng tinh, toát lên ý vị chín chắn trưởng thành. Đây chính là phó lâu chủ của Bách Hoa Lâu, đồng thời cũng là mẹ ruột của Cơ Như Yên, Trần Sư Sư. Mẹ! Cơ Như Yên bước tới trước mặt Trần Sư Sư, nói. Xử lý thế nào? Trần Sư Sư khẽ nhấp một ngụm trà. Các cứ điểm lớn của Lâm Phiệt ở Long Quốc đã bị thanh trừ toàn bộ, có điều thiếu chủ ra tay còn nhanh hơn con. Cơ Như Yên nói kháy. Xem ra vị thiếu chủ này rất có bản lĩnh. Trần Sư Sư nhẹ nhàng lên tiếng. Ngài ấy rất mạnh. Ánh mắt Cơ Như Yên lấp lóe. Có thể khiến con thốt ra lời này. Mẹ rất tò mò muốn biết rốt cuộc đối phương là nhân vật như thế nào đấy. Trần Sư Sư cười khẽ, chẳng qua sau đợt này xem như chúng ta hoàn toàn lật mặt với Lâm Phiệt rồi, bọn họ nhất định sẽ không chịu giảng hòa, chuyện tiếp theo cần con sắp xếp thật kỹ. Nếu bọn họ dám ra tay, con chắc chắn sẽ khiến bọn họ hối hận xanh ruột. Trong mắt Cơ Như Yên thoáng qua một tia lạnh lẽo. Đúng rồi, còn chuyện này. Vẻ mặt Trần Sư Sư bỗng dưng đầy phức tạp. Chuyện gì à? Cơ Như Yên tò mò hỏi. Có thư từ trong nhà gửi tới. Trần Sư Sư vừa dứt lời, Cơ Như Yên lập tức biến sắc, lạnh nhạt hỏi, bọn họ gửi thư làm gì? Gọi con về nhà đấy. Vẻ mặt Cơ Như Yên đầy lạnh lẽo, không thể nào. Mẹ biết con không muốn về nhưng trong nhà bảo con nhất định phải về. Nếu con không đồng ý, bọn họ sẽ thực thi cưỡng ép. Vậy con sẽ giết hết bọn họ. Đừng rút dây động rừng. Với năng lực của con và Bách Hoa Lâu hiện tại, đối phó với Lâm Phiệt còn được chứ chưa đủ để lật đổ nhà họ Cơ, thiếu nhiều thứ lắm. Trừ khi lâu chủ quay về, có lẽ bọn họ còn kiêng kỵ một hai phần. Trần Sư Sư nặng nề nói. Mẹ, không cần lo lắng, con sẽ xử lý chuyện này. Dứt lời, Cơ Như Yên lạnh lùng xoay người ra ngoài. 2. Trần Sư Sư thở dài một hơi thật sâu. Ngoài phòng,
Cơ Như Yên siết chặt hai tay đến mức rỉ máu, ánh mắt tràn ngập thù hận. Trong đầu cô ấy bỗng hiện lên một bóng dáng. Là hắn. Cơ Như Yên lẩm bẩm. Long Quốc, trong một căn biệt thự xa hoa sang trọng y hệt cung đình. Một người đàn ông dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, trên người mặc sơ mi trắng đang ngồi trên ghế, toàn thân đối phương toát lên khí chất phi phàm không giống người thường. Sau lưng gã là hai cô gái nóng bỏng đang xoa bóp bả vai, thế mà cả hai đều là cao thủ huyền cảnh. Giờ phút này, một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng trước mặt gã bẩm báo. Cậu chắc chắn lão bát bị tên đệ tử của chiến thần thiên sách giết chết. Người đàn ông lắc lư ly vang đỏ, nhấp một ngụm, lạnh nhạt hỏi. Chủ nhân, dựa theo kết quả điều tra, tên đệ tử của chiến thần thiên sách đã dẫn người diệt sạch nhà họ Hoàng Bộ, lão bát là cung phụng của nhà họ Hoàng Bộ, nhất định cũng đã bị hắn giết. Áo đen cung kính nói. Đồ đệ chiến thần thiên sách lợi hại thế à, giết được cả lão bát, thú vị đấy. Mau đi tra rõ gốc gác tên kia cho tôi. Sơ mi trắng lạnh nhạt nói. Vâng, nhưng mà chủ nhân, giờ nhà họ Hoàng Bộ không còn, chúng ta có cần bồi dưỡng một thế lực khác ở quận Giang Bắc không? Áo đen hỏi. Ba dòng họ lớn ở Kim Lăng chỉ còn lại hai nhà, sau lưng nhà họ Ngụy là Trần Đại Sư, không thể động vào, sai người đến nhà còn lại đi. Sơ mi trắng lên tiếng. Tôi hiểu rồi. Áo đen gật đầu, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, bên phía quỷ cốc có động tĩnh gì không? Bỗng nhiên sơ mi trắng lại hỏi tiếp. Tạm thời không có gì. Áo đen dừng bước, lắc đầu. Làm xong chuyện tôi giao chưa đấy? Sơ mi trắng dò hỏi. Áo đen vội vàng đáp, tất cả đều xong xuôi hết rồi ạ. Rất tốt, chẳng lâu sau ông đây sẽ trở thành chủ nhân thật sự của quỷ cốc. Sư phụ ơi là sư phụ, không phải người không vừa mắt tên đệ tử này sao? Đã vậy con sẽ khiến người chống mắt lên nhìn xem, rốt cuộc ai mới có tư cách trở thành chủ nhân của quỷ cốc. Sơ mi trắng lạnh lùng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng khiếp đảm, ly rượu trên tay lập tức hóa thành bụi. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, khắp quận Giang Bắc bỗng lan truyền một tin tức, một lần nữa chấn động khắp nơi, dấy lên một đợt sóng gió ngút trời. Sáng sớm hôm sau, có một tin tức chấn động Giang Bắc. Đó chính là Bách Hoa Lâu ở Giang Bắc tranh đoạt một gốc dược liệu với Trần Đại Sư, làm Trần Đại Sư tức giận. Bởi vậy hôm nay Trần Đại Sư đã ra lệnh cho các thế lực lớn ở giới võ đạo Giang Bắc đi tiêu diệt Bách Hoa Lâu, cướp lại dược liệu. Tin tức này làm cả quận Giang Bắc chấn động. Trần Đại Sư là ai? Đó chính là người đứng đầu Giang Bắc, một người trấn áp giới thế tục và võ đạo ở Giang Bắc, không ai dám đối địch. Bác Hoa Lâu cũng dám đoạt đồ với Trần Đại Sư, khác gì nhổ răng trong miệng hổ, tìm chết hả? Tất nhiên cũng có nhiều người biết được thân phận thật sự của Bách Hoa Lâu. Nhưng dù như vậy, trong mắt bọn họ, Bách Hoa Lâu dám đối địch với Trần Đại Sư, tự tìm đường chết. Ở địa giới Giang Bắc, cho dù là Bách Hoa Lâu có lai lịch không đơn giản, đối địch với Trần Đại Sư cũng không chiếm được chỗ tốt. Trần Đại Sư vừa ra lệnh, tất cả thế lực trong giới võ đạo Giang Bắc trực tiếp xuất quân. Long Quốc chia thành giới thế tục và giới võ đạo. Giới thế tục là thế giới xã hội bình thường. Còn giới võ đạo là thế giới của các thế lực võ đạo, tương đương với giang hồ trong phim truyền hình. Lịch sử của Long Quốc kéo dài, từ xưa đã có vô số thế lực. Cho đến nay, trong Long Quốc vẫn còn rất nhiều tông môn võ đạo hoặc gia tộc võ đạo còn tồn tại. Các thế lực võ đạo này hình thành giới võ đạo ở Long Quốc. Nhưng bước vào thời đại mới, hơn nữa phía chính phủ áp chế, các thế lực võ đạo giấu mình đi, bởi vậy dân chúng bình thường cũng không biết đến sự tồn tại của giới võ đạo. 9 quận ở Long Quốc, trong các quận đều có rất nhiều thế lực võ đạo. Ở quận Giang Bắc cũng có rất nhiều thế lực võ đạo. Trước kia Trần Đại Sư, một mình quét ngang cả giới võ đạo Giang Bắc. Bởi vậy cả giới võ đạo Giang Bắc đều rất nghe lời Trần Đại Sư. Lần này Trần Đại Sư ra mệnh lệnh. Tất cả các thế lực ở giới võ đạo Giang Bắc bay thẳng đến Bách Hoa Lâu. Lúc này, Bách Hoa Lâu trở thành tiêu điểm chú ý của cả Giang Bắc. Ở Bách Hoa Lâu, trong một căn phòng, tay phải của Mục Kình Thiên bị bao bọc bởi một lớp thuốc dán màu đen, đây chính là kem hắc ngọc đoạn tục do Diệp Phàm phối chế. Thiếu chủ, thuốc dán này thật sự có thể làm tay của Mục Kình Thiên khôi phục bình thường sao? Đồ phu nhìn cánh tay của Mục Kình Thiên, lo lắng hỏi. Mặc dù ông ta biết y thuật của Diệp Phàm cao siêu, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên. Yên tâm,
đợi đủ 12 canh giờ, cánh tay của quân đoàn trưởng Mục có thể hoàn hảo như ban đầu. Diệp Phàm tự tin nói. Thuốc rán này thần kỳ như vậy sao? Nếu có thể cho các chiến sĩ quân Thiên Sách bị thương dùng, giúp bọn họ khôi phục sức chiến đấu, còn có thể không bị tàn tật thì tốt quá. Mộ Bạch nhìn kem hắc ngọc đoạn tục, ánh mắt lóe lên. Ông nói cũng có lý, ông cầm phương thuốc này đi đi, đến lúc đó trở về, chế tạo ra kem hắc ngọc đoạn tục, cho các chiến sĩ quân Thiên Sách bị thương sử dụng. Diệp Phàm đưa kem hắc ngọc đoạn tục cho Mộ Bạch. Thiếu quân chủ, phương thuốc này quá chân quý, tôi không thể nhận. Sắc mặt Mộ Bạch thay đổi, vội vàng nói. Chỉ là một phương thuốc mà thôi, không phải thứ gì quá chân quý, ông cứ cầm đi. Đồng thời hắn lại viết thêm mấy phương thuốc cho đối phương, nói, mấy phương thuốc này là phương thuốc tạo ra nước thuốc tẩy tủy và rèn thể. Đến lúc đó trở về quân Thiên Sách, dựa theo phương thuốc chế tạo ra nước thuốc tẩy tủy, sau đó chọn ra một đám chiến sĩ có nghị lực, cho bọn họ ngày ngâm 3 lần, có thể tăng lên thực lực của bọn họ trong thời gian ngắn. Mộ Bạch nhìn mấy phương thuốc, vô cùng kích động. Thiếu quân chủ, có mấy phương thuốc này, sức chiến đấu của quân Thiên Sách có thể tăng lên nhanh chóng. Có khi trong lần đấu võ quân đoàn lần này, quân Thiên Sách sẽ không đứng bét nữa. Mộ Bạch vui mừng nói. Lần đấu võ quân đoàn này, tôi không chỉ muốn quân Thiên Sách không đứng bét, mà còn bắt được top 1, tái hiện lại huy hoàng năm đó của quân Thiên Sách. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thiếu quân chủ, còn chưa đầy một tháng sẽ diễn ra đấu võ quân đoàn, đến lúc đó không chỉ có cuộc tỉ thí đoàn thể, có một người thực chiến. Mấy quân đoàn lớn khác bồi dưỡng được không ít thiên tài. Muốn lấy được top 1 không hề dễ dàng. Mộ Bạch nói. Tôi nói có thể là có thể. Diệp Phàm tự tin nói. Thiếu chủ. Người phụ trách Bách Hoa Lâu đi vào truyền mệnh lệnh của Trần Đại Sự cho Diệp Phàm. Nghe được những lời này này, sắc mặt đám người Mộ Bạch thay đổi. Trần Đại Sự này thật sự điều động tất cả thế lực trong giới võ đạo Giang Bắc. Quyền lực của ông ta lớn đến vậy. Đồ Phu khiếp sợ nói. Tôi muốn xem giới võ đạo Giang Bắc lợi hại đến mức nào. Diệp Phàm khinh thường nói. Một tiếng sau, bên ngoài Kim Lăng Bách Hoa Lâu, đường phố xung quanh đã bị phong tỏa. Hơn 5.000 võ giả xuất hiện ở đây. Trong đó có cả cao thủ nhân cảnh, huyền cảnh, thậm chí có cả cao thủ cấp bậc địa cảnh. Cảnh tượng này còn khủng bố hơn cả quân đoàn mấy vạn người. Đã nhiều năm rồi Long Quốc chưa xuất hiện trường hợp có nhiều võ giả tụ lại như vậy. Đám người Diệp Phàm bước ra. Mấy người chính là người của giới võ đạo Giang Bắc. Diệp Phàm liếc nhìn 5.000 võ giả, lạnh nhạt nói. Mày là ai? Chúng tao muốn tìm người phụ trách Bách Hoa Lâu. Trần Đại Sư có lệnh, lập tức giao ra hắc thủ ô, nếu không giết không tha. Một người đứng đầu tông môn võ đạo Giang Bắc, thực lực địa cảnh lạnh lùng quát. Hắc thủ ô? Không có. Diệp Phàm nói thẳng. Hắn vừa dứt lời. Sắc mặt của đám người này lập tức thay đổi. Nếu đã vậy, đừng trách bọn tao không khách khí. Muốn trách chỉ trách mấy người đắc tội người không nên đắc tội. Cao thủ địa cảnh kia lạnh lùng nói. Bọn họ trực tiếp ra tay, muốn tiêu diệt Bách Hoa Lâu. Lúc này, ánh mắt của Diệp Phàm lộ ra sát ý, vứt ra một đoạn kiếm màu đen, nhảy vào trong đám người này, mở ra cuộc tàn sát điên cuồng. 10 phút sau. Hơn 5.000 võ giả bị Diệp Phàm giết không dư thừa. Lúc này, bên ngoài Bách Hoa Lâu, xác chết la liệt. Diệp Phàm lạnh nhạt đứng đó, giống như một con chim ưng cao ngạo. Giới võ đạo Giang Bắc chỉ có chút bản lĩnh này. Diệp Phàm nhíu mày. Một giới võ đạo mà chỉ có chút thực lực này. Thảo nào nhị sư phụ sẽ nói giới võ đạo Long Quốc bây giờ không được. Một đoàn người cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, ngây ra như phỗng. Nhóm người này chính là người của nhà họ Ngụy. Bọn họ cũng chỉ muốn xem Bách Hoa Lâu bị diệt như thế nào, kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Các cao thủ giới võ đạo Giang Bắc lại bị một người trẻ tuổi tiêu diệt. Sao có thể? Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía đám người nhà họ Ngụy, mấy người là ai? Thiếu chủ, bọn họ là người nhà họ Ngụy. Người phụ trách Bách Hoa Lâu nói. Người nhà họ Ngụy, trở về nói cho Trần Đại Sư kia. Hắc thủ ô đã không có, muốn thì tự đi tìm. Còn dám ra tay với Bách Hoa Lâu, tao sẽ biến ông ta thành người chết đầu tiên ở Giang Bắc. Diệp Phàm nói. Mày là ai? Người nhà họ Ngụy chấn động, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Mấy người có thể gọi tôi là Diệp Thiếu.
Diệp, Diệp thiếu. Giọng nói của người nhà họ Ngụy run rẩy, trực tiếp chạy khỏi đây. Tiếp theo, tin tức một người thần bí tên là Diệp Thiếu đã giết chết toàn bộ cao thủ giới võ đạo Giang Bắc nhanh chóng lan truyền. 10 năm trước, một mình Trần Đại Sự trấn áp giới võ đạo Giang Bắc. Bây giờ, một mình Diệp Thiếu thần bí giết chết cả giới võ đạo Giang Bắc. Tên tuổi của Diệp Thiếu chấn động cả Giang Bắc. Sau khi vị Diệp Thiếu này tàn sát giới võ đạo Giang Bắc không lâu, Trần Đại Sư thả tin khiêu chiến Diệp Thiếu ở ven hồ Kim Lăng. Các thế lực khắp Giang Bắc lại lần nữa sôi nổi bàn tán. Từ lúc trở thành người đứng đầu Giang Bắc, Trần Đại Sư chưa từng ra tay nữa. Bây giờ đối phương lại muốn khiêu chiến Diệp Thiếu. Đây là một chuyện lớn. Rất nhiều người tò mò không biết Diệp Thiếu có tiếp thu lời khiêu chiến không. Khiêu chiến tôi. Xem ra ông ta không muốn sống nữa. Diệp Phàm biết được Trần Đại Sư kia muốn khiêu chiến hắn, lạnh lùng nói. Rất nhanh, tin tức Diệp Thiếu đồng ý lời khiêu chiến truyền ra. Một tiếng sau, quyết sống chết ở ven hồ Kim Lăng. Điều này làm cả Giang Bắc sôi trào. Lập tức, vô số quyền quý, gia tộc, thế lực chạy đến ven hồ Kim Lăng. Bọn họ muốn chứng kiến trận đại chiến thế kỷ này. Trận chiến này kéo theo sự chú ý của vô số người ở quận Giang Bắc. Thậm chí rất nhiều thế lực ở Long Quốc cũng bắt đầu chú ý trận khiêu chiến này. Ở một nơi nào đó của Kim Lăng, hai người mặc áo choàng đen trắng đứng đó. Có mấy người đứng sau bọn họ. Người mặc áo choàng đen lạnh nhạt nói, Diệp Phàm kia muốn đánh một trận với Trần Đại Sư. Đây là một cơ hội tốt. Nhân lúc tên nhóc này đánh nhau, chúng ta ra tay bắt lấy hắn, trả lại sỉ nhục lúc trước. Người mặc áo trắng nói, tôi nghe nói thực lực của Trần Đại Sư này không đơn giản, nhưng tên nhóc kia cũng dám tiếp thu lời khiêu chiến của ông ta, xem ra hắn ta cũng không đơn giản, quả nhiên là con trai của Diệp Thiên Long. Hừ, tôi muốn xem thằng nhãi này mạnh đến mấy. Người mặc áo choàng đen khinh thường nói. Ven hồ Kim Lăng là hồ lớn nhất ở Kim Lăng. Lúc này, xung quanh hồ đã bị vô số chiến sĩ quân quận vệ phong tỏa, không có thân phận địa vị không được phép đến gần. Cách ven hồ Kim Lăng mấy ngàn mét. Một mình Diệp Phàm đi đến. Hắn cũng không cho người khác đi theo. Chỉ là giết một người mà thôi, không phải chuyện gì to tát. Nhưng khi Diệp Phàm đi vào ven hồ Kim Lăng, chuẩn bị đi vào lại bị đám chiến sĩ quân quận vệ ngăn cản. Hôm nay ven hồ Kim Lăng bị giới nghiêm, xin rời đi. Chiến sĩ quân quận vệ nói thẳng, hiển nhiên bọn họ coi Diệp Phàm là một người bình thường. Diệp Phàm không biết nói gì. Bởi vì trận chiến giữa hắn và Trần Đại Sư nên ven hồ Kim Lăng bị giới nghiêm, nhưng bây giờ hắn lại bị ngăn ở ngoài không vào được, đủ hài hước. Người trẻ tuổi, cậu cũng muốn đi xem trận chiến giữa Trần Đại Sư và Diệp Thiếu sao? Diệp Phàm đang định nói ra thân phận, một giọng nói tang thương truyền đến từ phía sau. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị lão giả và một thiếu nữ xuất hiện. Thiếu nữ kia vừa mới thành niên, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất hoạt bát tinh nghịch. Vị lão giả kia hiền từ nói. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu. Vậy cậu đi vào cùng tôi đi. Lão giả nói. Bái kiến tư lão. Đám chiến sĩ quân quận vệ cung kính nói với lão giả này, trực tiếp tránh đường. Cứ như vậy, Diệp Phàm đi theo lão giả đến ven hồ Kim Lăng. Lúc này, nơi này đã có mấy trăm người tụ lại, tất cả đều là người có quyền ở Giang Bắc, còn có vài gia chủ của gia tộc Hào Môn, tóm lại đều là nhân vật có uy tín danh dự. Xin chào, tôi là Tư Thiên Thiên. Thiếu nữ buộc đuôi ngựa chào hỏi. Tôi là Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Anh cũng là võ giả sao? Tư Thiên Thiên tò mò hỏi. Cô đoán. Diệp Phàm mỉm cười nói. Con nhóc ngốc, cháu cho rằng võ giả đều là cải trắng sao? Lão giả kia bất đắc dĩ cười nói. Ông nội, không phải trở thành võ giả là chuyện rất đơn giản sao? 12 tuổi cháu cũng đã là võ giả rồi. Tư Thiên Thiên không cho là đúng, nói. Diệp Phàm nghe thiếu nữ nói mình trở thành võ giả lúc 12 tuổi, ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên. 12 tuổi có thể bước vào nhân cảnh, trở thành võ giả, không phải ai cũng làm được điều này. Thiên Thiên, không thể nói lung tung. Lão giả kia nghe thấy Tư Thiên Thiên nói vậy, sắc mặt thay đổi, quát lớn. Tư Thiên Thiên thè lưỡi, không nói nữa. Công tử, cháu gái của tôi nói hưu nói vượt, cậu đừng để ý. Vị lão giả kia nhìn Diệp Phàm, nói. Không sao.
Diệp Phàm nói. Ông nội, ông nói xem hôm nay ai sẽ thắng. Tư Thiên Thiên không nhịn được, lại lên tiếng hỏi. Thực lực của Trần Đại Sư đứng đầu Giang Bắc, hơn nữa đã 10 năm trôi qua, thực lực của ông ta cũng đã tăng lên từ lâu, mặc dù Diệp Thiếu kia rất mạnh, sợ rằng cũng không phải đối thủ của Trần Đại Sư. Lão giả này khẽ vuốt râu, phân tích nói. Diệp Phàm nghe vậy, mỉm cười, không tỏ ý kiến. Hình như công tử không tán thành ý kiến của tôi. Lão giả nhìn về phía Diệp Phàm. Ai thắng ai thua, rất nhanh sẽ biết. Diệp Phàm nói. Nhanh nhìn, đó là gì? Hình như là một người. Đột nhiên có người chỉ về phía mặt hồ, hô lên. Ở phía mặt hồ, một người đạp chân trên mặt hồ đi đến. Cảnh tượng này làm mọi người cực kỳ chấn động, giống như đang xem phim võ hiệp. Trần Đại Sư. Là Trần Đại Sư. Lúc bóng người này đến gần, rất nhiều người hét lên. Người này mặc một bộ áo dài màu trắng, ngũ quan rõ ràng, tản ra uy áp vô hình. Ông ta chính là Trần Đại Sư, người đứng đầu Giang Bắc. Trần Đại Sư này quá lợi hại, vậy mà có thể đứng trên mặt nước. Tư Thiên Thiên ngạc nhiên nói. Sợ rằng tu vi của Trần Đại Sư đã đạt đến cảnh giới cực cao. Lão giả vuốt râu, cảm thán. Người họ Diệp kia đâu? Trần Đại Sư đứng trên mặt hồ, lạnh nhạt nói. Mọi người nhìn nhau, muốn nhìn xem Diệp Thiếu kia có đến hay không. Lòng muốn chết của ông rất mạnh. Diệp Phàm chậm rãi đi đến mặt hồ, lạnh lùng nói. Cậu ta, vị lão giả và cháu gái Tư Thiên Thiên đều rất sửng sốt khi nhìn thấy Diệp Phàm bước ra. Những người còn lại đều nhìn về phía Diệp Phàm. Cậu chính là Diệp Thiếu kia. Trần Đại Sư nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nói, cũng dẫm lên hồ nước như đi trên đất bằng. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người kinh ngạc. Người này còn trẻ, thực lực lại mạnh như vậy. Không ít người sôi nổi bàn tán. Cậu ta chính là Diệp Thiếu kia. Tư Thiên Thiên lẩm bẩm nói. Vậy đi tìm chết đi. Trần Đại Sư nhìn Diệp Phàm, tung ra một chưởng về phía hắn. Ầm. Hư không truyền đến một tiếng nổ mạnh, toàn bộ không khí đều bị nứt vỡ. Giác. Đối mặt với một chưởng này của đối phương, Diệp Phàm lại tung ra một chưởng, hai chưởng va chạm với nhau. Ngay lập tức, bàn tay của Trần Đại Sư bị Diệp Phàm đánh dập nát. Mày. Trần Đại Sư nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vô cùng khiếp sợ. Ngay cả cao thủ địa cảnh cũng không cản được một chưởng này của ông ta, nhưng Diệp Phàm không chỉ chặn được, còn đánh nát bàn tay của ông ta. Thực lực này vượt xa tưởng tượng của ông ta. Người đứng đầu Giang Bắc, chỉ có chút bản lĩnh này. Ông làm tôi rất thất vọng. Diệp Phàm nói. Trần Đại Sư nghe thấy những lời này thì cực kỳ tức giận, gầm lên, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, hội tụ vào tay trái, đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm bước lên, trực tiếp đánh nát tay trái của Trần Đại Sư, một tay khác bóp cổ Trần Đại Sư. Lúc này, Trần Đại Sư đứng đầu Giang Bắc ngã xuống trong tay Diệp Phàm. Tất cả những người có mặt ở ven hồ đều kinh ngạc đến ngây người. Không khí yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, bên kia hồ nước truyền đến tiếng nổ lớn. Mấy bóng người vọt ra từ trong hồ, lao về phía Diệp Phàm. Ngay khi tất cả mọi người đang đắm chìm trong sự chấn động vì việc Trần Đại Sư người đứng đầu ở Giang Bắc đã bị Diệp Phàm giết chết trong vài giây, đột nhiên có một tiếng động lớn trong hồ, từng đợt bọt nước bắt đầu cuộn trào lên. Một đám người mặc đồ đen còn cầm theo dao nhọn trong tay lao ra khỏi hồ, bọn họ giơ những con dao sắc bén lên và đâm thẳng về phía Diệp Phàm. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người có mặt đều không phản ứng kịp, Diệp Phàm cũng đã bị bao phủ trong ánh kiếm rồi. Nhưng hắn đứng giữa hồ, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường. Ao ao! Diệp Phàm đột nhiên lấy đà dẫm lên mặt hồ, ngay lập tức, từng đợt sóng nước cuộn lên cao, ngay sau đó. Làn sóng nước này bắn thẳng về phía nhóm người mặc đồ đen kia. Phập phập phập. Những làn sóng nước này vốn dĩ không có chút lực công kích nào, giờ lại hóa thành từng mũi tên sắc bén xuyên thẳng qua thân thể của nhóm người mặc đồ đen này, từng đóa hoa máu bắn tóe ra. Nhóm người mặc đồ đen này cũng không kịp phản ứng, tất cả đều rơi trở về mặt hồ, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt hồ. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Bốp, bốp, bốp. Đúng lúc này, một tràng pháo tay vang lên. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, hai người đều mặc áo choàng, một đen một trắng, giống như hắc bạch vô thường vậy.
Trong số đó, người đàn ông mặc áo choàng trắng nhìn Diệp Phàm, vỗ tay tán thưởng, tuổi còn trẻ như thế mà đã có thực lực cỡ này rồi, không hổ là con trai của Diệp Thiên Long. Cái gì? Khi Diệp Phàm nghe thấy lời nói của người đàn ông mặc áo choàng trắng, đồng tử hắn co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, nói, mấy người là người của tổ chức Thiên Phạt. Biết tên ba của Diệp Phàm, còn là người muốn giết hắn, mọi chuyện khiến Diệp Phàm chỉ có thể nghĩ đến chính là tổ chức Thiên Phạt kia. Danh con, lúc nãy tôi không giết cậu, nhưng không ngờ đã để lại một mối tai họa. Người đàn ông mặc áo choàng đen lạnh lùng quát lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Thiên Phạt. Diệp Phàm tràn ngập sát ý phun ra hai chữ này, sát khí trong cơ thể hắn bộc phát không kiềm chế được. Thiên Phạt. Hóa ra bọn họ là thành viên của tổ chức Thiên Phạt trong lời đồn. Lúc này, ông nội của Tư Thiên Thiên nhìn hai người kia và ngạc nhiên nói. Một số người có mặt ở đây nghe thấy là người của tổ chức Thiên Phạt thì đều âm thầm kinh sợ. Thiên Phạt là tổ chức quốc tế hàng đầu, lại vô cùng đáng sợ nên không ai dám khiêu khích. Tại sao hôm nay bọn họ lại xuất hiện ở đây? Lại còn muốn giết Diệp thiếu này? Nhóc con, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo với cậu. Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn Diệp Phàm rồi quát lên. Đám người Thiên Phạt chết tiệt. Hôm nay các người đều phải chết. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt tràn ngập sát ý. Kể từ khi biết hung thủ năm đó tiêu diệt nhà họ Diệp của hắn và giết chết ba hắn là tổ chức Thiên Phạt, Diệp Phàm tràn đầy thù hận vô tận đối với tổ chức này. Nếu không phải hắn vẫn chưa điều tra ra được vị trí cụ thể của trụ sở Thiên Phạt, Diệp Phàm đã tới giết chết đám người Thiên Phạt này từ lâu rồi. Ngày hôm nay, đám người Thiên Phạt lại xuất hiện ở đây, lại một lần nữa kích thích toàn bộ sát ý ẩn giấu bên trong Diệp Phàm. Hừ, bất cứ ai dám nói chuyện với Hắc Bạch phán quan bọn ta như thế đều đã chết hết rồi. Nếu không phải cấp trên không cho giết cậu thì bây giờ cậu đã là một xác chết rồi. Người đàn ông mặc áo choàng đen khinh thường nhìn Diệp Phàm. Không ngờ lại là Hắc Bạch phán quan. Một bóng người ẩn mình trong bóng tối nhìn hai người này, lông mày nhíu lại, ánh mắt chấp chấp. Cấp trên, người đứng đầu Thiên Phạt. Diệp Phàm nhíu mày, ánh mắt sáng lên. Đừng lãng phí thời gian nữa, ra tay đi. Người đàn ông mặc áo choàng trắng lạnh lùng nói. Hai người bọn họ lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, một người một tay nắm lấy bả vai Diệp Phàm. Ngay lúc hai người này ra tay, tốc độ hành động cực nhanh, còn nhanh hơn Trần Đại Sư vừa rồi mấy chục lần. Trong mắt của những người đứng xem ở đây không thể theo kịp tốc độ của bọn họ. Nhưng với tốc độ này, lọt vào trong mắt Diệp Phàm thì cũng không khác gì người thường. Soạt. Ngay lúc Hắc Bạch phán quan này sắp chộp tới bả vai Diệp Phàm, bóng dáng đối phương đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đúng vậy, chính là biến mất ngay tại chỗ, giống như sự dịch chuyển tức thời trong huyền thoại vậy. Cảnh tượng này khiến hai người âm thầm chấn động. Bọn họ chưa từng thấy qua tốc độ của người nào nhanh đến vậy. Tốc độ của mấy người quá chậm. Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng vang vọng bên tai hai người này. Đột nhiên, đồng tử của hai người này co rụt lại, tóc gáy của bọn họ lập tức dựng lên, toàn thân run rẩy. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị phản ứng lại, kết quả lại có hai bàn tay nắm lấy vai bọn họ, trực tiếp làm cho bọn họ mất đi sức phản kháng. Ngay sau đó, bọn họ lập tức được đưa lên bờ. Bộp, bộp, hai tên Hắc Bạch phán quan của Thiên Phạt có tiếng tăm lừng lẫy này đã bị bắt quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu. Mà người bắt lấy bọn họ chính là Diệp Phàm. Ngay lúc này, hai tay của Diệp Phàm đang nắm lấy mỗi người một bên. Bàn tay Diệp Phàm nắm chặt bả vai của bọn họ, làm cho Hắc Bạch phán quan cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên người bọn họ, mặc dù bọn họ đã phát huy hết sức lực toàn thân nhưng vẫn không thể động đậy. Lúc này, trong mắt bọn họ tỏ vẻ khó tin. Mặc dù biết thực lực của Diệp Phàm không tầm thường, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới thực lực của đối phương lại đáng sợ đến mức như vậy. Hai người bọn họ không phải là cao thủ hàng đầu trong tổ chức Thiên Phạt, nhưng bọn họ cũng được coi là cao thủ cấp trung thượng tầng, đã từng giết chết rất nhiều cường giả siêu cấp, bao gồm cả những cường giả trong Hắc Bảng cũng có không ít người đã chết trong tay bọn họ. Hơn nữa bọn họ đã tiêu diệt không biết bao nhiêu thế lực cấp S, cũng coi như là tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm, khiến người khác chỉ nghe đến thôi đã sợ mất mật rồi. Nhưng hôm nay, bọn họ lại bị một hậu bối rất trẻ tuổi trấn áp chỉ trong tích tắc, kết quả này khiến họ không thể tin được. Giờ phút này,
bọn họ không khỏi nghĩ đến một người được gọi là yêu nghiệt trong tổ chức thiên phạt. Chẳng lẽ thực lực của Diệp Phàm đã đạt tới trình độ ngang với người đó rồi sao? Nói cho ta biết, trụ sở của thiên phạt ở đâu? Diệp Phàm nắm lấy bả vai hai người này, lạnh lùng quát lên. Cậu đừng mơ tưởng lấy được bất kỳ tin tức gì từ chúng tôi. Người đàn ông mặc áo choàng đen khịt mũi lạnh lùng nói. Rắc rắc. Ngay lập tức, Diệp Phàm bóp nát bả vai hai người, đối phương đau đớn kêu lên, mặt mày nhăn nhó. Tôi hỏi lại lần nữa, trụ sở của thiên phạt ở đâu? Nếu không nói thì chết đi. Sát ý trong người Diệp Phàm đã đạt đến cực hạn. Cậu giết chúng tôi, thiên phạt sẽ báo thù cho chúng tôi. Người đàn ông mặc áo choàng đen hét lên. Rắc rắc. Diệp Phàm lập tức bóp nát cổ họng người này ngay tại chỗ. Ông nói đi. Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía người đàn ông mặc áo choàng trắng. Ngay cả ba của cậu cũng chết dưới tay thiên phạt chúng tôi, cậu cho rằng cậu có thể chống lại tổ chức thiên phạt sao? Người đàn ông mặc áo choàng trắng quay đầu nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Rắc rắc. Diệp Phàm không nói nhảm nhiều mà lập tức vặn gãy cổ người này. Lúc này, Hắc Bạch Phán Quan hai đại cao thủ siêu cấp của tổ chức thiên phạt đã chết trong tay Diệp Phàm. Tôi sẽ đưa tiễn toàn bộ tổ chức thiên phạt đi cùng các người. Diệp Phàm vô cảm nói. Cậu chính là Diệp Thiếu đã tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ ư. Đúng lúc này, một giọng nói vang dội truyền đến. Một đám người xuất hiện ở đây, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu xanh, ăn mặc theo kiểu cổ phục, đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt uy nghiêm. Ông là ai? Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi. Tôi là môn chủ Thanh Phong Môn. Nhóc con, cậu đã giết chết cả nhà cháu trai của tôi, lại tàn sát 300 đệ tử của Thanh Phong Môn tôi, hôm nay bản môn chủ. Phập, môn chủ của Thanh Phong Môn đang nhìn Diệp Phàm nói chuyện, nhưng còn chưa kịp nói xong, Diệp Phàm đã vung ra một thanh đoản kiếm màu đen, lập tức đâm xuyên qua ngực ông ta, máu tươi bắn tung tóe. Nói nhảm nhiều quá đấy. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Cậu, tôi chính là Võ. Trong miệng môn chủ của Thanh Phong Môn không ngừng phun ra máu tươi, ông ta nhìn Diệp Phàm muốn nói gì, kết quả còn chưa kịp nói xong đã gục trên mặt đất rồi tắt thở. Môn chủ. Mà những người do môn chủ của Thanh Phong Môn dẫn đến nhìn thấy môn chủ của mình bị giết trong vài giây, sắc mặt từng người đều lần lượt thay đổi rồi hét lên. Lúc này, vẻ mặt bọn họ khó tin nhìn Diệp Phàm. Phập phập phập. Diệp Phàm bước ra một bước, vung thanh đoản kiếm màu đen trong tay lên. Toàn bộ đám người của Thanh Phong Môn đều ngã xuống đất ôm chặt cổ họng, máu tươi không ngừng phun ra. Sau khi Diệp Phàm giết sạch những người, hiện trường hoàn toàn im lặng. Ánh mắt Diệp Phàm quét qua tất cả mọi người có mặt, tôi không muốn bất kỳ bức ảnh nào về tôi được lan truyền ra ngoài, nếu tôi phát hiện ra, vậy thì tự mình chuẩn bị quan tài đi. Sau khi Diệp Phàm nói xong câu đó, hắn đi thẳng ra ngoài. Đợi đến khi Diệp Phàm rời đi, mọi người tại hiện trường mới thở hồng hộc, từng người đều bị dọa sợ không thôi. Cảnh tượng hôm nay đã mang đến cho họ một sự chấn động cực đại. Diệp Thiếu này quá đáng sợ. Sau đó, những người vừa chụp ảnh và quay video vừa rồi đã thủ tiêu tất cả ảnh chụp và video trong điện thoại của mình, bọn họ không muốn chết đâu. Diệp Phàm rời khỏi bờ hồ Kim Lăng, chuẩn bị trở về Bách Hoa Lâu nhưng lại xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phía sau. Này, chờ đã. Tư Thiên Thiên vội vàng chạy về phía Diệp Phàm. Có chuyện gì sao? Diệp Phàm nhìn Tư Thiên Thiên và nói. Anh có thể cho em xin chữ ký được không? Tư Thiên Thiên cầm một cây bút rồi nhìn Diệp Phàm và nói. Chữ ký? Tôi không phải ngôi sao nổi tiếng, xin chữ ký làm gì? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Nhưng anh là thần tượng của em. Tư Thiên Thiên hào hứng nói. Thần tượng? Đúng vậy. Anh còn trẻ như thế mà đã có thể giết Trần Đại Sư, thật sự rất lợi hại, bây giờ em coi anh là thần tượng của em, anh nhất định phải ký tên cho em. Tư Thiên Thiên nhìn Diệp Phàm, kích động nói lớn. Diệp Phàm không ngờ rằng mình đi giết người mà còn có thể thu hoạch thêm một fan hâm mộ thế này. Ký tên ở đâu? Diệp Phàm nhận lấy bút và nói. Anh ký tên lên áo của em đi. Tư Thiên Thiên căng áo ra rồi nói. Diệp Phàm trực tiếp ký tên của mình lên đó. Diệp Thiếu, thật ngại quá, cháu gái của tôi đã quen với việc tự do, nếu con bé có đắc tội đến cậu thì tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu. Lúc này, ông nội của Tư Thiên Thiên bước nhanh,
vội vàng cúi đầu với Diệp Phàm rồi nói. Cô ấy chỉ tìm tôi xin chữ ký thôi, ông cụ không cần lo lắng như vậy. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Ông nội, cháu thấy anh Diệp rất tốt bụng, không đáng sợ như vậy đâu. Tư Thiên Thiên bĩu môi nói. Thiên Thiên, cháu đừng có mà không biết trên dưới như thế, phải gọi là Diệp Thiếu. Ông cụ nhìn Tư Thiên Thiên rồi thẳng thắn la mắng. Không sao, chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Diệp Phàm thản nhiên nói. Gia chủ, không xong rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông đi đến chỗ ông cụ với vẻ mặt lo lắng. Có chuyện gì? Ông cụ trầm giọng nói. Ở nhà chúng ta đang có một đám người kéo đến, thực lực của bọn họ rất mạnh, bọn họ đã đánh bị thương tất cả các vệ sĩ và mấy vị trưởng lão của gia tộc chúng ta rồi. Người đàn ông kia nói. Sao có thể như thế được? Bọn họ là ai? Ông cụ kinh ngạc kêu lên. Bọn họ tự xưng là người của quỷ cốc. Người đàn ông kia nói. Quỷ cốc? Biểu cảm của ông cụ thay đổi, kinh ngạc nói. Anh vừa nói bọn họ là ai cơ? Diệp Phàm vừa định rời đi, nhưng nghe thấy lời nói của người đàn ông, hắn dừng lại nhìn đối phương. Bọn nói là người của quỷ cốc. Người đàn ông nói lại lần nữa. Được lắm. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng, ánh mắt sáng lên. Dẫn tôi về gia tộc của mấy người đi. Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía ông cụ, trực tiếp nói. Được. Ông cụ liếc nhìn Diệp Phàm rồi gật đầu. Đám người Diệp Phàm đi thẳng đến một biệt thự tràn ngập không khí cổ xưa ở Kim Lăng. Đây cũng chính là biệt thự nhà họ Tư, một trong ba gia tộc lớn ở Giang Bắc, cũng là một trong ba gia tộc lớn nổi danh ngang với gia tộc Hoàng Bộ và nhà họ Ngụy. Tuy nhiên, so về thực lực bên trong của nhà họ Tư vẫn kém gia tộc Hoàng Bộ, không có chỗ dựa vững chắc giống như nhà họ Ngụy, cộng thêm hiện giờ nhân khẩu của nhà họ Tư rất ít, ngoại trừ một lão gia chủ và một cháu gái vừa trưởng thành thì không còn dòng dõi đích tôn nào khác. Trước đây, nhiều người nghĩ rằng nhà họ Tư sẽ bị gia tộc Hoàng Bộ và nhà họ Ngụy nuốt chửng bất cứ lúc nào. Chỉ là không ngờ rằng bây giờ gia tộc Hoàng Bộ đã không còn, chỗ dựa vững chắc của nhà họ Ngụy cũng mất, đúng là thế sự vô thường. Còn Tư Thiên Thiên là trưởng nữ của nhà họ Tư, ông nội của cô cũng là gia chủ của nhà họ Tư hiện tại. Giờ phút này, trong nhà họ Tư, đám người Diệp Phàm đi vào, nhìn thấy một nhóm người bị thương và xác chết nằm trên mặt đất. Tất cả đều là họ vệ của nhà họ Tư, thậm chí vài trưởng lão huyền cảnh của nhà họ Tư cũng bị thương nặng nằm trên mặt đất. Trước mặt đám người này có một nhóm người đang đứng, người cầm đầu là một người đàn ông đang đứng đó, trong tay đang cầm một con dao găm xoay xoay. Mấy người là người của quỷ cốc ư? Lúc ông cụ Tư và Tư Thiên Thiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ thay đổi. Mấy người là ai? Dám ra vẻ ta đây ở nhà họ Tư của tôi? Tư Thiên Thiên nhìn nhóm người đang đứng, tức giận nói. Thiên Thiên, lui ra sau đi. Ông cụ Tư kéo Tư Thiên Thiên ra phía sau, ánh mắt dán chặt vào nhóm người kia và nói, mấy người là người của quỷ cốc. Tôi không biết nhà họ Tư đã đắc tội gì mấy người. Xin cho biết lý do. Chủ nhân của tôi muốn nhà họ Tư mấy người phục tùng hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Người đàn ông đang xoay dao găm liếc nhìn ông cụ Tư rồi lạnh lùng nói. Mẹ nó. Nghe vậy, sắc mặt ông già Tư hơi thay đổi. Cái gì cơ, không thể nào. Vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng, hắn ta cầm dao găm, đi về phía ông cụ Tư. Tôi, từ lúc nào quỷ cốc lại sinh ra một đám người bại hoại như mấy người thế? Ông cụ Tư đang định lên tiếng, nhưng Diệp Phàm đã đi tới và ngắt lời hắn ta. Ánh mắt người đàn ông quét về phía Diệp Phàm, lạnh lùng nói, cậu là ai? Đám người của nhà họ Hoàng Bộ là cùng một phe với người của quỷ cốc mấy người đúng không? Diệp Phàm nhìn người đàn ông này và nói. Cậu biết lão bát. Người đàn ông cau mày, nhìn Diệp Phàm. Hắn là do tôi giết nên đương nhiên tôi là biết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hóa ra mày chính là hung thủ đã giết chết lão bát. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt sát khí lạnh lẽo, nói, hôm nay coi như mày xui xẻo nên đụng phải tao. Chủ nhân của anh là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Khi nào mày chết thì tao sẽ nói cho mày biết. Người đàn ông kia lạnh lùng quát lên, vung dao găm chém về phía Diệp Phàm. Soạt! Diệp Phàm vung tay lên, thanh đoản kiếm màu đen lập tức gác lên cổ người đàn ông này, lúc này thân thể người này bị khống chế, đành dừng lại. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai, trả lời vấn đề của tôi mau. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tao không nói.
mày có bản lĩnh thì cứ giết tao đi. Soạt. Người đàn ông này vừa mới nói xong, Diệp Phàm đã lập tức chém người. Ngay lập tức, người đàn ông này trợn trắng mắt nhìn Diệp Phàm rồi ngã xuống mặt đất. Mấy người cũng không có ý định nói sao. Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía những người còn lại trong nhóm. Mà sau khi đám người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Chúng tôi không phải người của quỷ cốc. Một người trong nhóm thẳng thắn nói. Không phải người của quỷ cốc ư? Vậy tại sao các người lại mạo danh người của quỷ cốc? Diệp Phàm cau mày, lạnh lùng nói. Mọi chuyện đều do chủ nhân sắp xếp. Người này cúi đầu nói. Chủ nhân mấy người là ai? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy chủ nhân, càng không biết hắn tên gì, chúng tôi chỉ biết là hắn đến từ quỷ cốc, hình như là thiếu chủ của quỷ cốc gì đó, còn những chuyện khác thì chúng tôi không biết. Giọng nói của người này run rẩy. Thiếu chủ của quỷ cốc. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi. Thiếu chủ của quỷ cốc không phải hắn sao? Từ khi nào lại xuất hiện thêm một thiếu chủ quỷ cốc nữa thế? Chẳng lẽ là... Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt không ngừng lóe lên. Mấy người có biết chủ nhân của mấy người ở đâu không? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Không biết, chúng tôi đều làm việc theo mệnh lệnh của người vừa rồi bị anh giết. Người này nói. Cút đi. Lập tức, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngay lập tức, cả đám người bỏ chạy thẳng cẳng. Chẳng lẽ lại đúng là hắn? Diệp Phàm âm thầm suy đoán. Ở trước hắn, quỷ cốc đích thật vẫn còn một vị thiếu chủ, đối phương chính là đệ tử đầu tiên được Tam sư phụ thu nhận ở bên ngoài, tên là Phong Vô Tích. Phong Vô Tích này có thiên phú rất cao, nhưng sau mười mấy năm khổ luyện, hắn ta đã học được gần như tất cả thuật pháp thần thông của quỷ cốc, xứng đáng trở thành thiếu chủ của quỷ cốc. Nhưng Phong Vô Tích này không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn mà còn tràn đầy dã tâm, hắn không chỉ học lén cấm thuật của quỷ cốc, thậm chí còn cưỡng ép sỉ nhục vài nữ đệ tử của quỷ cốc. Quá đáng hơn là còn tùy ý giết chết đệ tử của quỷ cốc, muốn biến toàn bộ quỷ cốc trở thành đất của riêng hắn ta. Mà sau khi Tam sư phụ của Diệp Phàm biết được những chuyện này đã rất tức giận, đã trực tiếp trục xuất Phong Vô Tích ra khỏi quỷ cốc. Từ đó về sau, Phong Vô Tích đã biến mất. Bây giờ đã trôi qua mười mấy năm rồi, lẽ nào đối phương lại xuất hiện sao? Nếu thật sự là người đó, mà người đó còn hành động dưới danh nghĩa của quỷ cốc, e rằng mục đích sẽ không đơn giản như vậy. Tốt nhất là cậu không nên chống lại chủ ý của quỷ cốc, nếu không. Ánh mắt Diệp Phàm tỏ ra lạnh lùng. Cảm ơn Diệp Thiếu đã ra tay cứu nhà họ Tư chúng tôi. Lúc này, ông cụ Tư nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt biết ơn nói. Anh Diệp, cảm ơn anh. Tư Thiên Thiên cũng cảm ơn Diệp Phàm. Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói, ánh mắt quét về phía ông cụ Tư. Ông Tư, bây giờ nhà họ Hoàng Bộ đã không còn. Nhà họ Ngụy lại mất đi chỗ dựa vững chắc là Trần Đại Sư, sau này nhà họ Tư của ông sẽ là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc rồi. Danh hiệu gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc này, nhà họ Tư chúng tôi tuyệt đối không dám nhận. Ông cụ Tư vội vàng nói. Tôi đã nói nhà họ Tư là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc thì chính là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc. Diệp Phàm nói. Sắc mặt ông cụ Tư sững sờ, lập tức ôm quyền hướng về phía Diệp Phàm và nói, cảm ơn Diệp Thiếu. Sau này Diệp Thiếu có bất kỳ sai bảo gì, dù có phải xông vào dầu sôi lửa bỏng nhà họ Tư chúng tôi quyết không từ chối. Ngay sau đó, tin tức Trần Đại Sư người đứng đầu ở Giang Bắc đã bị Diệp Thiếu giết chết bên bờ hồ Kim Lăng nhanh chóng lan truyền ra ngoài, chấn động toàn bộ quận Giang Bắc. Tất cả mọi người đều không ngờ, Trần Đại Sư là người đứng đầu ở Giang Bắc mà lại chết trong tay Diệp Thiếu người đột nhiên từ đâu chui ra này. Chuyện này khiến người ta không thể tin được. Trong một khoảng thời gian, Diệp Thiếu này đã trở thành chủ đề bàn luận của vô số người. Sau đó lại có tin tức truyền ra, nhà họ Tư một trong ba đại gia tộc ở Giang Bắc, đã trở thành người phát ngôn của Diệp Thiếu ở Giang Bắc. Ngay khi tin tức này truyền ra, lại một lần nữa khiến Giang Bắc chấn động. Trong chớp mắt, các thế lực lớn ở Giang Bắc lần lượt đến nhà họ Tư để chúc mừng. Ngay cả nhà họ Ngụy trước đây chưa từng để ý đến nhà họ Tư cũng lập tức hấp ta hấp tấp tìm đến nhà họ Tư để lấy lòng. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều biết, dưới sự chống lưng của Diệp Thiếu bí ẩn này, nhà họ Tư dường như đã trở thành gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc, bọn họ đương nhiên muốn nhân cơ hội này để lấy lòng. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, bộ máy của toàn bộ quận Giang Bắc đã hoàn toàn thay đổi vì Diệp Phàm. Tuy nhiên, lúc Diệp Phàm trở lại Bách Hoa Lâu,
hắn lại nhíu mày, chỉ thấy một nhóm người mặc trang phục giống hệt nhau đứng trong bách hoa lâu. Bọn họ đang nói chuyện với Mộ Bạch và Đồ Phu, Mục Kình Thiên thì đang giằng co với người của bách hoa lâu. Thiếu quân chủ, theo Diệp Phàm xuất hiện, Mộ Bạch, Đồ Phu và Mục Kình Thiên rối rít chào hỏi. Đám người mặc đồng phục kia cũng đổ dồn ánh mắt vào Diệp Phàm. Các người là ai? Diệp Phàm nhìn đám người này, lạnh lùng hỏi. Thiếu quân chủ, bọn họ là người của Tổ Long. Mộ Bạch trả lời. Tổ Long? Diệp Phàm nhướng mày. Cậu là đệ tử của chiến thần Thiên Sách ư? Lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn đầu trong đám người nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng lên tiếng. Các người muốn làm gì? Diệp Phàm hờ hững cất lời. Chúng tôi nhận lệnh bắt cậu và Mộ Bạch đưa về thẩm vấn. Người này nói thẳng. Bắt chúng tôi về thẩm vấn. Tôi đã phạm tội gì? Quân đoàn trưởng Mộ đã phạm tội gì? Diệp Phàm lạnh mặt chất vấn. Cậu tùy tiện giết chóc ở Kim Lăng, tiêu diệt Thanh Môn và gia tộc Hoàng Bộ, tạo ảnh hưởng lớn đến xã hội. Cậu nói xem cậu đã phạm tội gì? Còn Mộ Bạch, ông ta là người phụ trách quân Thiên Sách nhưng lại tự ý dẫn binh rời khỏi nơi trú quân, đây là tội lớn. Người đàn ông này lạnh lùng hừ mũi. Nói nhảm, cút đi. Diệp Phàm nói. Xem ra cậu nhất quyết ép chúng tôi ra tay. Người đàn ông này quát một tiếng, trên người tỏa ra khí tức khủng bố. Đám người phía sau ông ta cũng phát ra khí tức mạnh mẽ. Bảo vệ thiếu quân chủ. Mộ Bạch hô to. Thành viên của Thiên Sách Vệ có mặt ở đây đều cầm vũ khí chặn trước mặt đám người này. Mộ Bạch, ông định làm gì thế? Dám đối địch với Tổ Long, ông muốn tạo phản hả? Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn Mộ Bạch. Tôi không muốn đối địch với Tổ Long các người, nhưng hôm nay ai dám động đến thiếu quân chủ thì đừng trách tôi. Mộ Bạch cất giọng lạnh như băng nói. Ông thật to gan, xem ra đại nhân nói không sai, quân Thiên Sách các người muốn tạo phản thật rồi. Người đàn ông hừ mũi, nét mặt u ám. Vẻ mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, thoát cái đã xuất hiện trước mặt đối phương. Hắn vươn một tay bóp cổ người đàn ông này rồi nhấc bổng lên. Sắc mặt người đàn ông này lập tức đỏ gay, cơ thể không ngừng giãy giụa. Đám người Tổ Long thấy vậy thì mặt biến sắc, muốn tấn công Diệp Phàm, nhưng Thiên Sách Vệ lập tức tiến lên đối kháng với người Tổ Long. Quân Thiên Sách là đối tượng ông có thể tùy ý bôi nhọ đấy à? Diệp Phàm nhìn người đàn ông này, lạnh lùng quát. Quân Thiên Sách có công cứu quốc, cũng vì vậy mà vô số chiến sĩ quân Thiên Sách đã chết thảm, mấy quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách cũng vì thế mà tàn tật. Trên người sư phụ hắn chẳng chịt vết sẹo. Quân đoàn lập được nhiều công huân như vậy nhưng lại bị bôi nhọ là muốn tạo phản, Diệp Phàm không cho phép điều này xảy ra. Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Cậu mau thả tôi ra, nếu không cậu. Người đàn ông này dốc hết sức lực nói. Ăn ngay nói thật. Vậy thì tôi sẽ tiến ông xuống suối vàng hỏi các chiến sĩ quân Thiên Sách đã hy sinh vì Long Quốc xem họ có muốn tạo phản hay không. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Rắc. Nói xong hắn vặn gãy cổ người này. Tức thì người đàn ông này trợn to mắt, chết không nhắm mắt. Thấy vậy, đám người Tổ Long lộ vẻ kinh ngạc. Cậu! Mang theo thi thể của ông ta cút đi, hoặc là chết. Người Tổ Long nhìn Diệp Phàm, còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Phàm đã ném thi thể của người đàn ông kia xuống trước mặt bọn họ. Rút quân! Một người trong Tổ Long mắt lấp lóe, dứt khoát ra lệnh. Cả đám nhanh chóng mang theo thi thể của người đàn ông kia rời khỏi bách hoa lâu. Thiếu quân chủ, ngài giết người của Tổ Long, e là sẽ gặp rắc rối. Sắc mặt Mộ Bạch nặng nề. Tổ Long này rất đáng gờm sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi. Tổ Long là một tổ chức do nội các thành lập. Mộ Bạch trả lời. Nội các? Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng. Hắn biết nội các, đó là cơ quan tối cao của triều đình Long Quốc. Nội các lập ra Tổ Long là để áp chế chiến bộ. Chiến bộ cũng nắm giữ quân quyền, tất nhiên khiến người ta e ngại. Mà Tổ Long có quyền lực còn cao hơn cả Tam Ti, nếu bọn họ muốn bắt ai thì không cần lý do nào hết, hơn nữa không ai có thể ngăn cản. Thậm chí trong chiến bộ, ngoại trừ Long Soái ra, ai bọn họ cũng dám bắt, bao gồm 9 quân chủ. Hơn nữa, trong Tổ Long có các kỳ nhân dị sĩ, ai nấy đều có tuyệt kỹ và thực lực cực kỳ đáng sợ. Vì vậy chiến bộ và 9 quân đoàn không có ai dám đắc tội Tổ Long. Mộ Bạch nói rõ mười mươi. Hừ, tôi không quan tâm bọn họ là tổ gì,
dám bôi nhỏ Quân Thiên Sách thì phải chết. Diệp Phàm hừ mũi đầy khinh thường, sau đó nhìn Mộ Bạch, ông đừng lo, nếu bọn họ không phục thì cứ tới tìm tôi. Tiếp đó hắn gọi một cuộc điện thoại. Alo, thiếu chủ. Ở đầu bên kia vang lên một giọng nói nũng nịu, là Cơ Như Yên. Bây giờ cô điều động toàn bộ lực lượng của Bách Hoa Lâu, bằng bất cứ giá nào cũng phải điều tra ra vị trí trụ sở chính của Thiên Phạt trong thời gian ngắn nhất cho tôi. Diệp Phàm thẳng thừng ra lệnh. Hôm nay sau khi chạm trán người của Thiên Phạt, Diệp Phàm không thể đè nén được ý muốn tiêu diệt Thiên Phạt nữa. Hắn nhất định phải mau chóng tìm được trụ sở chính của Thiên Phạt, tiêu diệt tổ chức này, bắt kẻ chủ mưu phía sau. Vâng, thưa thiếu chủ. Tôi sẽ dốc toàn sức lực tìm ra vị trí trụ sở chính của Thiên Phạt. Cơ Như Yên đáp lời. Tốt. Nói xong Diệp Phàm định cúp máy, nhưng đúng lúc này giọng nói của Cơ Như Yên lại vang lên, thiếu chủ. Còn chuyện gì nữa sao? Diệp Phàm hỏi. Không có. Cơ Như Yên ở đầu dây bên kia ngập ngừng không nói ra. Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, lập tức cúp máy. Chớp mắt màn đêm đã buông xuống. Đế đô, chiến bộ. Mấy lão già kia quá gấp gáp, ngay cả tổ long cũng điều động. Long Chiến Thiên giận dữ đập bàn. Long soái, lần này cậu ta đã giết người của tổ long, e là sẽ gặp rắc rối. Người đàn ông mặc trường sa màu đen đứng trước mặt Long Chiến Thiên nói. Đi cảnh cáo mấy lão già kia cho tôi, nếu bọn họ còn dám động đến Diệp Phàm thì đừng trách tôi ác. Long Chiến Thiên quát, trong một căn phòng ở trụ sở chính của sở giám sát. Thiên Phạt phái Hắc Bạch phán quan đi đối phó cậu ta. Thú vị thật. Trong phòng, một người đàn ông tóc hoa râm ngồi trên xe lăn, mặc áo bào màu đen khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ bí hiểm. Tiếp tục theo dõi cậu ta. Người đàn ông này nói tiếp. Vâng. Một người quỳ gối trước người đàn ông này, y đáp lời rồi rảo bước rời đi. Xem ra Long Quốc sắp nổi sóng gió mới rồi. Người đàn ông này vừa mân mê hai hạt châu trong tay vừa nói. Một nơi nào đó ở Thiên Hải. Một người đàn ông mặc bộ đồ dính máu ngồi đó lau thanh kiếm trong tay. Chủ nhân, không tìm được tên Diệp Phàm kia. Một bóng người xuất hiện, quỳ xuống báo cáo. Không tìm được. Nét mặt người đàn ông kia trở nên lạnh lùng, một luồng khí thế sát phạt cực kỳ đáng sợ phát ra làm đối phương hộc máu. Xin lỗi chủ nhân, mặc dù không tìm thấy Diệp Phàm, nhưng tôi đã điều tra được cậu ta có một cô bạn gái ở Thiên Hải. Nếu bắt cô bạn gái này của cậu ta thì có thể tìm được Diệp Phàm. Người kia vội vàng nói. Vậy còn không làm đi. Phải tìm ra Diệp Phàm bằng bất cứ giá nào. Tôi đã chờ đợi lâu như vậy, lần này nhất định phải gặp được Tu La để rửa nỗi nhục ngày xưa. Hai mắt của người đàn ông mặc bộ đồ dính máu đỏ ngầu như máu, giọng điệu tràn đầy sát ý. Vâng. Người kia gật đầu. Trong một quán bar ở Thiên Hải. Thiếu gia. Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, ngày mai có thể hành động. Một người đàn ông đứng trước mặt U Dương Mục nói. Ngày mai tôi phải khiến tên Diệp Phàm kia tận mắt chứng kiến bạn gái của nó bị tôi chơi thế nào, tôi phải khiến hắn sống không bằng chết. Đám đối chọi với bản thiếu gia à, đúng là không biết tự lượng sức mình. U Dương Mục lạnh lùng hừ mũi, sau đó cười gằn. Ngày hôm sau, trong Bách Hoa Lâu ở Kim Lăng. Diệp Phàm gỡ thuốc cao dán trên cánh tay Mục Kình Thiên ra. Quân đoàn trưởng Mục, bây giờ ông có thể thử cử động cánh tay rồi. Sau đó hắn nói với Mục Kình Thiên. Mục Kình Thiên cử động tay phải một cách cẩn thận. Không lâu sau, cánh tay phải vốn bị dập xương đứt gân của Mục Kình Thiên bắt đầu cử động. Mục Kình Thiên khẽ dùng sức, tay phải siết lại thành nắm đấm. Ông ta tung ra một quyền, tức thì không khí chấn động. Lành rồi. Tay phải của tôi lành lại rồi. Ha ha ha. Mục Kình Thiên nhìn tay phải nguyên vẹn như xưa, reo lên đầy vui mừng. Kình Thiên, chúc mừng ông. Mộ Bạch và Đồ Phu thấy vậy cũng vui thay cho Mục Kình Thiên. Cảm ơn thiếu quân chủ. Xin thiếu quân chủ hãy nhận một lạy của tôi. Mục Kình Thiên lập tức quỳ xuống dập đầu với Diệp Phàm. Quân đoàn trưởng Mục, ông làm thế này thì vãn bối giảm thọ mất. Ông là thuộc hạ của Lục sư phụ. Đây là việc tôi nên làm. Diệp Phàm vội vàng nâng Mục Kình Thiên dậy. Hiện giờ quân đoàn trưởng Mục và quân đoàn trưởng Đồ Phu đều đã hồi phục, các ông cũng nên trở về Quân Thiên Sách chuẩn bị cho đại hội đấu võ giữa các quân đoàn. Còn các vị quân đoàn trưởng khác, tôi cũng phải mau chóng tìm họ. Diệp Phàm trầm giọng nói.
Rõ, thưa thiếu quân chủ. Ba quân đoàn trưởng sôi nổi gật đầu. À đúng rồi, đây là mấy tâm pháp tu luyện mà tôi chép lại tối qua, các ông cầm lấy tu luyện cho tốt. Chúng có thể giúp các ông nâng cao thực lực đấy. Ngoài ra tôi cũng tạo riêng một phương pháp nâng cao thực lực cho thiên sách vệ, tất cả đều ở đây, các ông cầm đi. Diệp Phàm lấy ra một cuốn sách đưa cho Mộ Bạch. Cảm ơn thiếu quân chủ. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Mộ Bạch trịnh trọng hứa hẹn. Thiếu quân chủ, khi nào thì ngài trở về quân thiên sách? Nếu ngài trở về quân thiên sách thì nhất định có thể giúp quân thiên sách sục sôi ý chí chiến đấu. Đồ Phu hỏi Diệp Phàm. Chờ khi nào đại hội đấu võ giữa các quân đoàn bắt đầu, tôi sẽ trở về quân thiên sách một chuyến. Diệp Phàm trả lời. Được, chúng tôi ở quân thiên sách chờ thiếu quân chủ. Đồ Phu mỉm cười đáp. Thiếu quân chủ, nếu ngài cần gì thì hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, quân thiên sách vĩnh viễn là hậu thuẫn mạnh nhất của ngài. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm và nói. Ừm. Diệp Phàm nở nụ cười. Sau đó, đám Mộ Bạch dẫn thiên sách vệ rời khỏi Kim Lăng. Còn Diệp Phàm thì về thẳng Thiên Hải. Có điều khi Diệp Phàm vừa mới trở lại Thiên Hải, hắn lập tức nhận được điện thoại của Xuân Lan. Thiếu chủ, thiếu phu nhân bị bắt rồi. Xuân Lan nói. Tức thì trên người Diệp Phàm tỏa ra sát khí ngập trời khiến thiên địa biến sắc. Trong biệt thự xa hoa nào đó ở Thiên Hải. Đường Sở Sở bị trói chặt hai tay, ngồi trên ghế sofa. U Dương Mục ngồi đối diện, tay cầm một ly rượu vang nhẹ nhàng lắc lư, mắt nhìn Đường Sở Sở với vẻ tán thưởng. Đúng là sắc nước hương trời, không thua kém gì Vân Hy. Nhưng thằng nhãi kia cũng háo sắc thật đấy, đã có bạn gái xinh đẹp như cô rồi mà còn cặp kè với người phụ nữ của tôi. U Dương Mục nhìn Đường Sở Sở, lạnh lùng hừ mũi. Thằng nhãi kia dám dụ dỗ người phụ nữ của tôi. Vậy thì tôi muốn cho gã trống mắt nhìn bạn gái của mình bị tôi chơi thế nào. Người đẹp à, hôm nay bản thiếu gia sẽ để cho cô hưởng thụ sung sướng, để xem giữa tôi và thằng nhãi Diệp Phàm kia rốt cuộc ai lợi hại hơn. U Dương Mục vươn tay nâng cằm Đường Sở Sở, nở nụ cười dâm dê. Đường Sở Sở lạnh lùng nhìn U Dương Mục, trên người phát ra khí tức lạnh như băng. Thiếu gia, thực lực của cô ả này không thấp, ngài phải cẩn thận chút. Lúc này, một lão giả mang vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng. Người này có thực lực huyền cảnh, hơn nữa còn là cường giả huyền cảnh tầng 3 trở nên. Lão ta là cường giả phục vụ cho gia tộc U Dương. Cũng chính lão ta là người đã bắt Đường Sở Sở. Nếu không, với thực lực hiện tại của Đường Sở Sở thì không đời nào có chuyện cô bị bắt dễ dàng như vậy. Còn là một người đẹp biết võ công cơ à, tôi thích. U Dương Mục cười gằn. Rầm rầm rầm. Đột nhiên bên ngoài biệt thự vang lên tiếng nổ. Ngay sau đó, cánh cổng được làm bằng kim loại cứng vỡ tan tành, mảnh vụn văng tung tóe, gió lớn nổi lên. Một luồng khí thế sát phạt ngút trời ập tới. Diệp Phàm hừng hực sát khí đi vào. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở thấy Diệp Phàm xuất hiện, lập tức ho to. Nhãi danh, mày đến nhanh đấy. Thấy Diệp Phàm xuất hiện, U Dương Mục hừ lạnh. Hơn trăm người mặc đồ đen cầm súng từ trong biệt thự xông ra. Vũ khí trong tay bọn họ đều chĩa vào Diệp Phàm. Trong đó còn có mười mấy võ giả thực lực nhân cảnh và huyền cảnh. Rõ ràng là U Dương Mục đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ để đối phó với Diệp Phàm. Mày muốn tìm chết thật à? Diệp Phàm nhìn U Dương Mục, hờ hững cất lời. Nhãi danh, kẻ dám đối địch với bản thiếu gia đều phải chết, bao gồm cả mày. U Dương Mục hừ mũi nhìn Diệp Phàm. Anh ta duỗi một tay bóp cổ Đường Sở Sở, lạnh lùng nói, bây giờ mày tự phế hai chân đi, không thì tao sẽ giết bạn gái của mày ngay lập tức. Vẻ mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, trên người tỏa ra sát ý khiến người ta khó thở. Không ai có thể uy hiếp tao. Trong khi nói ra câu này, Diệp Phàm xông thẳng đến chỗ U Dương Mục với tốc độ nhanh tột cùng. Lão giả làm việc cho gia tộc U Dương đanh mặt. Chắn trước người U Dương Mục, đồng thời tung ra một chưởng tấn công Diệp Phàm. Theo một tiếng sấm vang lên, lão giả này bay thẳng ra ngoài, đập vào bức tường cách mấy chục mét làm bức tường kia của biệt thự phát ra tiếng vang ầm ầm, mảnh vỡ của bức tường chồng chất lên cơ thể. Lão ta đã chết thẳng cẳng. Nổ súng. Cảnh tượng này khiến U Dương Mục biến sắc, lập tức hét to. Păng păng păng. Hơn trăm tay súng thẳng thừng bắt Diệp Phàm. Làn đạn dập trời bắn về phía hắn. Diệp Phàm duỗi tay, làn đạn dập trời bỗng dừng lại.
Không sai, đạn cứ thế dừng giữa không trung. Khoảnh khắc này, U Dương Mục tưởng như mình đang xem phim khoa học viễn tưởng. Các tay súng và nhóm võ giả đều sững sờ. Một giây sau, Diệp Phàm vung tay, làn đạn dập trời kia bắn ngược trở về, xuyên thủng cơ thể hơn trăm tay súng và nhóm võ giả. Đám người này còn chưa kịp phản ứng đã nằm dưới đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, U Dương Mục trợn tròn mắt, trong lòng nảy sinh nỗi sợ hãi chưa từng có. Diệp Phàm nhìn U Dương Mục, bước từng bước đi tới. Mày không được lại đây, nếu mày lại đây thì tao sẽ giết cô ta. U Dương Mục bóp cổ Đường Sở Sở, hét lên với Diệp Phàm. Đúng lúc này, một bóng đen thình lình xuất hiện phía sau U Dương Mục, tóm lấy gã ném ra ngoài. Phụt, U Dương Mục bị ném xuống đất hộc máu. Bóng đen này chính thị U Ảnh. Bà xã ơi, em sao rồi? Diệp Phàm đi tới bên cạnh Đường Sở Sở, ân cần hỏi han. Anh Tiểu Phàm, em không sao. Đường Sở Sở nắm tay Diệp Phàm, nở nụ cười nhẹ. Diệp Phàm nhìn dấu ngón tay hằn trên cổ Đường Sở Sở, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, kẻ nào dám làm người của anh bị thương thì anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Sau đó, hắn đi về phía U Dương Mục. Mày không được đến đây. Thấy Diệp Phàm đi tới, U Dương Mục đang nằm trên đất không ngừng lùi về sau. Mày không nên động vào bạn gái của tao. Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng. Tao là đại thiếu gia nhà U Dương, một trong 10 thế gia lớn nhất đế đô. Nếu mày... Á! U Dương Mục còn chưa nói hết câu, Diệp Phàm đã vung đoản kiếm màu đen xẻo mất một miếng thịt trên người anh ta. Tiếp đó, hắn không ngừng vung thanh đoản kiếm màu đen trong tay xẻo từng miếng thịt trên người U Dương Mục. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của U Dương Mục chưa từng dừng lại. Nhiều lần anh ta ngất đi vì đau, nhưng lại bị Diệp Phàm châm cho một kim đánh thức, sau đó tiếp tục phải chịu sự tra tấn sống không bằng chết này. Mày giết tao đi, giết tao đi. Cuối cùng U Dương Mục thật sự không chịu nổi nữa, hét lên với Diệp Phàm. Lúc này anh ta chỉ muốn chết thật nhanh, không còn muốn sống nữa. Trơ mắt nhìn thịt trên người bị xẻo từng miếng, cảm giác này đau khổ tột cùng. Muốn chết hả, không dễ như vậy đâu. Diệp Phàm tiếp tục xẻo thịt trên người U Dương Mục một cách lạnh lùng vô tình. Hơn nữa thủ pháp của hắn cực kỳ chuyên nghiệp, không để cho U Dương Mục chết hẳn, chỉ có thể lẳng lặng chịu nỗi đau đớn này. Cuối cùng, sau khi Diệp Phàm xẻo hơn 1.000 nhát, U Dương Mục chết trong đau đớn. Trước khi U Dương Mục chết, gương mặt vô cùng dữ tợn vặn vẹo, đủ thấy anh ta đã phải chịu đau đớn cỡ nào. Trên người không còn mấy miếng thịt, chỉ còn lại bộ xương. Hình ảnh này máu me và tàn nhẫn, có thể nói là hình phạt dưới địa ngục. Thú vị thật! Lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ dính máu xách một thanh kiếm đi tới, trên người nồng đậm khí thế sát phạt vô tận. Diệp Phàm đưa mắt nhìn đối phương, ánh mắt lấp lóe. Ông là ai? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Cậu có thể gọi tôi là Huyết Sát. Người đàn ông mặc bộ đồ dính máu hở hững cất lời. Huyết Sát? Ông chính là Huyết Sát nằm trong top 3 bảng sát thủ, tung hoành thế giới ngầm ngày xưa. U Ảnh kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Không ngờ đến giờ vẫn còn người nhận ra tôi. Người đàn ông mặc bộ đồ dính máu cười khẩy. Huyết Sát, ông đến tìm tôi à? Diệp Phàm nhướng mày, lạnh lùng nói. Tu La đang ở đâu? Huyết Sát nhìn Diệp Phàm, hỏi thẳng. Thì ra là tới tìm tứ sư phụ của tôi. Coi bộ ông và sư phụ của tôi có thủ oán hả? Diệp Phàm bĩu môi. Cậu là đệ tử của Tu La. Hèn chi ông ta lên tiếng vì cậu. Nói đi, Tu La đang ở đâu? Tôi đã tìm ông ta suốt mấy chục năm dòng, lần này tôi nhất định phải đánh một trận sống mái với ông ta để rửa nỗi nhục hồi trước. Huyết Sát vừa chỉ kiếm vào Diệp Phàm vừa lạnh lùng quát, toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ. Huyết Sát, chỉ dựa vào ông mà cũng muốn đánh một trận với chủ nhân á. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng tràn đầy khinh thường vang lên bên ngoài. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc kình trang màu trắng đi tới. Người này mang gương mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra hàn khí lạnh thấu xương khiến người ta dùng mình ớn lạnh. Cậu là ai? Huyết Sát liếc mắt về phía người đàn ông, lạnh giọng nói. Vua Bắc Cực. Người đàn ông hờ hững đáp. Không ngờ lại là vua Bắc Cực. U Ảnh ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện. Vua Bắc Cực là ai?
Diệp Phàm tò mò hỏi. Vua Bắc Cực là một cường giả tối cao ở khu vực Bắc Âu. Hắn ta đã sáng lập ra quân đoàn Bắc Cực, được xưng là quân đoàn số 1 ở Bắc Âu, thực lực rất mạnh. U Ảnh giới thiệu. Hắn gọi tứ sư phụ là chủ nhân, lẽ nào hắn ta cũng là một trong 9 người hầu của ông ấy? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào người được xưng là vua Bắc Cực. Vua Bắc Cực, cậu là người của Tu La. Huyết Sát lạnh nhạt nhìn vua Bắc Cực. Tôi chính là người của chủ nhân. Vua Bắc Cực lạnh lùng đáp. Hừ, một người hầu còn con, sao nào? Còn muốn bất bình thay chủ nhân à? Chỉ dựa vào cậu, nghĩ mình đủ tư cách sao? Huyết Sát khinh thường nhìn vua Bắc Cực. Cậu ta không đủ tư cách, tôi đủ không? Đáp lại Huyết Sát là một giọng nói vang dội như sấm truyền đến. Ngay sau đó một người đàn ông thân hình to lớn, mạnh mẽ cường tráng, đôi mắt lóe tia chớp màu tím bước vào. Mỗi một bước dẫm xuống đều khiến mặt đất nổ vang như động đất, trên người tản ra một cỗ hơi thở cuồng bạo như sấm sét. Lại ai nữa vậy? Huyết Sát lạnh giọng nhìn người đàn ông. Người đứng đầu của liên minh cuồng chiến, lôi chiến. Người đàn ông quát lớn về phía Huyết Sát, giọng nói như sấm, khiến màng nhĩ người ta như ù đi. Hơi thở tản ra từ trên người này còn kinh khủng hơn cả vua Cực Bắc, không hề kém cạnh so với Huyết Sát. Không ngờ, người đứng đầu của liên minh cuồng chiến cũng xuất hiện, lẽ nào hắn ta cũng là người hầu của chủ nhân? U Ảnh khiếp sợ nói. Mặc dù ông biết chủ nhân đã thu nhận 9 người hầu, nhưng lại không biết rõ thông tin của những người hầu khác, Tu La cũng chưa từng tập hợp bọn họ lại một chỗ. Liên minh cuồng chiến, ngầu lắm à? Diệp Phàm bĩu môi. Chủ nhân, liên minh cuồng chiến là một tổ chức liên minh vô cùng to lớn ở khu vực Trung Phi, hơn nữa tất cả các quốc gia giàu có về kim cương và dầu mỏ ở đó đều phải phụ thuộc vào liên minh này. Không ngoa khi nói các quốc gia ở Trung Phi phải tuân theo mệnh lệnh của người đứng đầu liên minh cuồng chiến. Liên minh này cũng được web đen chọn là tổ chức SS đỉnh cấp. Giữa thế lực cấp SS thông thường và đỉnh cấp có khoảng cách rất lớn. Chỉ có thế lực cấp SS đỉnh cấp thì mới có cơ hội trở thành cấp SSS. Còn về minh chủ của liên minh cuồng chiến, người này đứng thứ 11 trong danh sách hắc bảng. U Ảnh giải thích, tứ sư phụ của tôi trâu bò thế sao? Người hầu nào cũng đỉnh như vậy. Diệp Phàm cảm thán nói, cậu cũng là người hầu của Tu La. Huyết Sát nhíu mày, ông ta nhìn chằm chằm Lôi Chiến. Đúng thế. Lôi Chiến lạnh giọng quát. Hôm nay tôi lại muốn xem thử, người hầu của Tu La mạnh tới đây. Huyết Sát quát một tiếng, ông ta cầm kiếm đâm thẳng về phía Lôi Chiến. Kiếm mang theo sát khí vô tận chém tới, hóa thành kiếm quang màu máu, xé toạc không gian như muốn giết chết Lôi Chiến. Ầm. Lôi Chiến nổi giận tung quyền, đón lấy kiếm của Huyết Sát ngay tại chỗ. Trên nắm đấm như mang theo tia chớp lập lòe vô cùng kinh hãi, cú va chạm giữa nắm đấm và kiếm của Huyết Sát đã tạo ra tiếng nổ đến chói tai. Bịch bịch bịch. Sau khi va chạm, Huyết Sát và Lôi Chiến đều lùi về phía sau. Ầm. Lúc này, vua Bắc Cực bước lên, trên người hắn tản ra khí lạnh đến thấu xương, hắn vung cây trường đao bổ thẳng về phía Huyết Sát. Ngay sau đó là một tiếng vang lớn. Cơ thể Huyết Sát lùi lại mấy bước. Vua Cực Bắc cũng liên tiếp lui về phía sau. Huyết Sát được xếp top 3 trong bảng sát thủ, thực lực quả thật là mạnh mẽ, ngay cả hai cường giả nằm trong top 20 của hắc bảng cũng không thể đánh bại. Hôm nay tôi sẽ giết hai người các cậu trước rồi sẽ đi tìm Tu La báo thù. Huyết Sát nhìn chằm chằm vua Bắc Cực và Lôi Chiến bằng ánh mắt lạnh lẽo, trên người ông ta tản ra sát ý vô tận. Huyết Sát, 9 năm không gặp, khẩu khí của ông càng ngày càng lớn nhỉ. Bỗng nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên. Người đàn ông mang mặt nạ màu máu bước tới, đôi mắt lạnh lẽo vô tình, không thể nhìn ra được bất kỳ sự thay đổi hay cảm xúc nào trong ánh mắt đó. Huyết Đồ. Huyết Sát trông thấy sự xuất hiện của người đàn ông kia, gương mặt của ông ta thay đổi, kinh sợ nói. Huyết Đồ. U Ảnh, Lôi Chiến, vua Cực Bắc, cả ba người đều nhìn chằm chằm về phía người đàn ông, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ nghiêm túc. Người này lại là ai vậy? Diệp Phàm tò mò nhìn người đàn ông. Người này có hơi thở rất mạnh, còn đáng sợ hơn cả Huyết Sát, Lôi Chiến, vua Bắc Cực và U Ảnh cộng lại. Kể từ khi xuống núi, đây là một trong số ít cường giả có thực lực mạnh mà Diệp Phàm gặp được. Hắn ta là Huyết Phu, người đứng đầu trong bảng sát thủ, được xưng là vua sát thủ. Hắn ta chỉ mất 10 năm để vượt qua tất cả những sát thủ thế hệ trước, vươn lên vị trí đầu bảng.
người này rất mạnh, chỉ mình hắn đã có thể so ngang với thế lực cấp SSS, được giới sát thủ xưng là sát thần Tu La thứ hai. U Ảnh đáp với vẻ mặt trầm ngâm. Đồ phu, sao cậu lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào cậu? Huyết Sát khiếp sợ khi trông thấy đồ phu. Trước kia, ông ta đã từng đánh một trận với đồ phu. Trận chiến đó, ông ta không chiếm được lợi thế nào, thậm chí còn bị lép vế. Đối với thiếu niên mới vào nghề được 10 năm này, Huyết Sát có một áp lực không thể giải thích được. Không sai, tôi cũng là người hầu của Tu La. Đồ phu lạnh giọng đáp. Răng rắc. Vừa dứt lời, cơ thể của hắn ta đã xuất hiện trước mặt Huyết Sát, tay hắn như tia chớp tóm lấy cổ họng đối phương, bóp nát ngay tại chỗ. Huyết Sát còn chưa kịp phản ứng đã chết trong tay Huyết Đồ, hai mắt ông ta mở thật to, chết không nhắm mắt. Lôi Chiến, vua Bắc Cực và U Ảnh trông thấy cảnh tượng này thì đều hoảng sợ. Vua sát thủ quả thật là đáng sợ. Sát thủ đứng trong ba người mạnh nhất lại không đỡ nổi một chiêu của hắn ta. Lúc này, bầu không khí trực tiếp đóng băng. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Huyết Đồ nửa quỳ trên mặt đất, hành lễ với Diệp Phàm. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Ngay lập tức, cả Lôi Chiến và vua Bắc Cực cũng quỳ xuống. Ba người họ đều là một trong 9 người hầu mà tứ sư phụ của Diệp Phàm thu nhận. Bất kỳ ai trong số họ đều là chấn danh một phương, cường giả siêu cấp có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chẳng ai ngờ bọn họ lại là người hầu của Tu La. Tin tức này mà truyền ra ngoài thì sẽ khiến cả thế giới ngầm chấn động. Đều đứng dậy cả đi. Diệp Phàm nhìn ba người, hắn thản nhiên đáp. Ba người lập tức đứng lên. Các người tới đây vì tin tức mà sư phụ tôi đăng trên web đen đúng không? Diệp Phàm hỏi ba người họ. Đúng thế. Cả ba đều gật đầu. Không nghĩ tới Tu La lại thu nhận được mấy thủ hạ không tồi. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên từ bên ngoài biệt thự. Đám người Diệp Phàm nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng dáng mặc áo choàng đỏ đang đi tới. Ngay khi người này xuất hiện, bầu không khí bên trong biệt thự vốn đang đông cứng, đột nhiên lại có thêm một loại áp lực đè nén. Ông lại là ai? Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương. Cậu là đệ tử của Tu La. Người khoác áo choàng đỏ liếc mắt nhìn Diệp Phàm, trên cơ thể hắn ta được bao phủ bởi một chỗ uy áp khủng bố. Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Diệp Phàm lạnh giọng. Ngoại vực. Người đàn ông khoác áo choàng đỏ lạnh nhạt đáp. Nghe được hai chữ đối phương nói ra. Vẻ mặt của Đồ Phu, Lôi Chiến, vua Bắc Cực và U Ảnh đều thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Diệp Phàm nghe thấy ngoại vực, ánh mắt hắn lóe lên. Hắn đã từng nghe tứ sư phụ nhắc tới ngoại vực, đó là chiến trường hung hiểm nhất trên thế giới. So sánh với những cường giả ở chiến trường ngoại vực, cái gọi là cường giả của thế giới ngầm càng không đáng nhắc tới. Không ngờ hôm nay, người của ngoại vực lại tới đây. Hôm nay, ông tới đây muốn làm gì? Diệp Phàm nhìn người đàn ông khoác áo choàng đỏ. Tu La ở đâu? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vì sao tôi phải nói cho ông biết? Diệp Phàm lạnh giọng đáp. Không nói, vậy thì chết. Người đàn ông quát lên với vẻ mặt lạnh lẽo, trên người ông ta tản ra hơi thở vô cùng đáng sợ, đè ép toàn bộ không khí bên trong biệt thự, mọi thứ như ngưng đọng lại. Thiếu chủ, tôi lên trước. Đồ phu trầm giọng nói, hắn trực tiếp chắn trước người Diệp Phàm, dáng vẻ như muốn đánh một trận với người đàn ông này. Đám hầu các người cũng trung thành đấy chứ nhỉ? Đáng tiếc là không biết lượng sức mình. Người đàn ông khoác áo choàng đỏ khinh thường nhìn bốn người bọn họ. Ông ta bước từng bước tới, uy áp tản ra từ trên cơ thể ngày càng đáng sợ, chèn ép khiến cho cả bốn người Huyết Đồ có một cảm giác hít thở không thông. Ông có tư cách gặp tứ sư phụ của tôi sao? Lúc này, Diệp Phàm đi tới trước mặt bốn người kia, hắn lạnh giọng nhìn người đàn ông. Không hổ là đồ đệ của Tu La, quả nhiên là ngông cuồng. Người đàn ông hừ một tiếng, một tay ông ta hóa thành móng vuốt, trực tiếp chộp về phía Diệp Phàm. Vụt! Vẻ mặt Diệp Phàm thờ ơ, thanh kiếm trong tay vung lên, luồng sáng sắc lạnh đột nhiên xuất hiện. Lập tức, móng vuốt của người đàn ông đã bị kiếm của Diệp Phàm chặt đứt. Kiếm của Diệp Phàm nhanh đến mức đối phương không kịp phản ứng, khi nhận ra, ông ta bịt lấy cánh tay bị cụt rồi liên tục lùi về sau. Cậu! Người đàn ông nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Ông ta nhìn Diệp Phàm, đang định nói gì đó. Kết quả, đối phương như ma quỷ xuất hiện ngay trước mặt,
đâm một kiếm xuyên ngực. Người đàn ông đến từ ngoại vực chừng hai mắt nhìn Diệp Phàm, không nói một lời, ông ta trực tiếp ngã xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Cường giả ngoại vực cũng chỉ có vậy. Diệp Phàm hừ một tiếng. Trước kia, tứ tư phụ đã nói với hắn, gặp được cường giả ngoại vực thì phải cẩn thận. Nhưng hiện tại xem ra, cường giả ngoại vực này cũng không mang đến cho hắn bất ngờ quá lớn. Bốn người đồ phu nhìn thấy vị cường giả ngoại vực cứ vậy mà bị Diệp Phàm giết chết, trong lòng mỗi người đều vô cùng chấn động. Thật là mạnh. Bọn họ nhìn Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Vừa rồi bọn họ cung kính với Diệp Phàm là bởi vì thân phận đồ đệ tu la của hắn. Nhưng hiện tại sự cung kính này là do thực lực cường hãn thuyết phục. Mấy người không có chuyện gì thì quay trở về đi. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía ba người. Thiếu chủ, cậu có việc gì muốn giao cho chúng tôi đi làm không? Lôi Chiến mở lời. Tạm thời vẫn chưa cần. Thiếu chủ, vừa rồi người kia tới từ ngoại vực, có lẽ là kẻ thù của chủ nhân, hơn nữa không chỉ có một người mà là một tổ chức. Hiện tại, đối phương đã biết được sự tồn tại của cậu, sợ là bọn họ sẽ còn tiếp tục ra tay với thiếu chủ để tìm tung tích của chủ nhân. Tôi hy vọng có thể đi theo cạnh thiếu chủ, mặc dù với thực lực của thiếu chủ sẽ không cần tôi bảo vệ, nhưng tôi có thể giúp thiếu chủ một tay. Đồ Phu nói với Diệp Phàm. Chúng tôi cũng muốn ở lại. Lôi Chiến và vua Bắc Cực cũng lần lượt lên tiếng. Mặc dù là người hầu của tứ sư phụ, nhưng sư phụ tôi đã biến mất nhiều năm, các người còn trung thành với ông ấy như vậy sao? Diệp Phàm hỏi ba người. Nếu không có chủ thân thì cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Đồ Phu hờ hững nói. Năm đó, tôi suýt chút nữa đã mất mạng, nếu như không gặp được chủ nhân, sợ là tôi là chết từ lâu rồi, ân huệ này, Lôi Chiến cả đời không quên. Lôi Chiến trầm ngâm nói. Chủ nhân có ơn với tôi đã thề cả đời trung thành với chủ nhân. Vua Bắc Cực trực tiếp nói. Diệp Phàm nhìn ba người, hắn lại cảm thấy khâm phục tứ sư phụ mình. Tất cả thuộc hạ đều rất trung thành. Nếu các người đã nói như vậy, muốn ở lại thì ở lại thôi. Nhưng mà, hình như hai người đều có thế lực riêng, mấy người ở đây rồi thì thế lực kia phải làm thế nào? Diệp Phàm lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Lôi Chiến và vua Bắc Cực. Thiếu chủ yên tâm, cho dù tôi không trở về, liên minh cuồng chiến cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lôi Chiến tự tin nói. Quân đoàn Bắc Cực hiện đang nghỉ ngơi, nên tôi không ở đây cũng không sao cả. Vua Bắc Cực cũng lên tiếng. À đúng rồi, mọi người có biết những người hầu khác của tứ sư phụ tôi là ai không? Diệp Phàm có chút tò mò về những người hầu còn lại của sư phụ nhà mình. Không biết, chúng tôi chỉ biết chủ nhân có tổng cộng 9 người hầu, nhưng chưa từng gặp bọn họ. Hôm nay là lần đầu tiên gặp được. Lôi Chiến trầm giọng nói. À đúng rồi, giới thiệu với các người, U Ảnh cũng là người hầu của tứ sư phụ. Diệp Phàm chỉ tay về phía U Ảnh. U Ảnh cũng cung kính chào hỏi với ba người kia. Mặc dù thân phận và thực lực kém, nhưng so với ba vị kia thì ông ta vẫn thấp hơn. Ngay sau đó, mọi người trực tiếp rời đi. Đường Sở Sở quay về công ty xử lý công việc còn lại, sau đó theo Diệp Phàm trở về biệt thự. Chị họ, nghe nói xảy ra chuyện rồi, không sao chứ? Trong biệt thự, Trần Tiểu Manh trông thấy Đường Sở Sở trở về, cô lo lắng nói. Không sao. Đường Sở Sở khẽ cười đáp. Bà xã, tối nay lại giúp em nâng cao thực lực. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở nói. Đường Sở Sở gật đầu, đúng rồi, anh Tiểu Phàm, cô Tô đã tới Thiên Hải làm người đại diện phát ngôn cho Đường Thị. Thế nào, hợp tác được chứ? Diệp Phàm hỏi. Vâng, cô Tô rất phối hợp làm việc. Nhưng mà, cô ấy thường hay nhắc tới anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở trêu ghẹo nhìn Diệp Phàm. Vậy cũng chỉ có thể là do anh quá đẹp trai nên mới khiến cô ta nhớ thương. Diệp Phàm cười nói. Anh rể, da mặt của anh cũng dày quá đấy. Trần Tiểu Manh trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Chớp mắt, màn đêm buông xuống. Mà Khương Vân Hy ở sát vách Diệp Phàm, sau khi nhận điện thoại, vẻ mặt của ông lập tức thay đổi, chắc chắn chưa? Âu Dương Mục chết thật. Đương nhiên, hiện tại tin tức đã truyền khắp đế đô khiến cho tất cả mọi người chấn động biết không? Đầu dây bên kia vang lên giọng của con gái. Chết thật rồi, ai giết? Khương Vân Hy nhíu mày hỏi. Âu Dương Mục bắt cóc cái gì mà chủ tịch tập đoàn Đường Thị, sau đó bị giết? Người phụ nữ kia nói. Chủ tịch Đường Thị,
Ngay sau đó, vẻ mặt Khương Vân Hy thay đổi, biết rồi. Cô nói xong liền cúp điện thoại, ánh mắt lóe lên. Gia tộc Âu Dương ở đế đô lúc này. Đường thị kia phải hoàn toàn hủy diệt, còn có hung thủ sát hại kia phải chết không có chỗ chôn. Âu Dương Khắc, người đứng đầu gia tộc Âu Dương tức giận quát lớn, trên người ông ta bộc phát ra cơn giận ngút trời. Bởi vì cái chết của Âu Dương Mục mà cả đế đô đã dấy lên một cơn sóng gió. Dù sao thì Âu Dương Mục cũng là đại thiếu đỉnh cấp ở đế đô, hơn nữa lại là con ông cháu cha, bây giờ bị giết chết, đương nhiên sẽ gây ra náo động không nhỏ. Một nơi nào đó ở đế đô. Đi điều tra xem người giết Âu Dương Mục là ai. Giọng nói tràn ngập từ tính truyền tới. Rõ. Tiếng trả lời vang lên. Rất nhanh ngày mới đã đến. Sáng sớm, tin tức này đã gây chấn động giới giải trí Long Quốc, nhanh chóng chiếm lĩnh trang nhất các kênh truyền hình, Internet Long Quốc.